Đại Hào Môn, chương 1161, siêu cấp phong ấn. Ma Diễm Thành tiệc ăn mừng một mực tại tiến hành, trong thành cuồng hoan, đã tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Đương nhiên, cuồng hoan trong đám người cũng không bao gồm Hỗn Nguyên Thượng Nhân, Tiêu Phàm, Ninh Khinh Ngữ, Triệu Thiên Khuê những này tu sĩ cấp cao. Ma thú đại quân mặc dù bị đánh tan, nhưng bọn hắn lại cũng không có thể như vậy yên tĩnh. Bởi vì là chân chính nguy cấp vẫn chưa giải trừ. Lần này thắng lợi, bất quá là giai đoạn tính. Cùng thế giới ngầm quỷ vật cùng các ma thú chậm tới về sau, khẳng định sẽ phát động điên cuồng hơn công kích. Theo Âu Dương Minh Nguyệt nói, từ Nam Châu đại lục man hoang thế giới bên kia truyền đến tin tức mới nhất, man hoang thế giới quỷ vật ngay tại hướng thành trì chung quanh quy mô xâm chiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trước kia nổi danh nhất vài tòa thợ săn thành thị tỷ như Cửu Hoa Thành loại hình, đã lần lượt luân hãm. Toàn bộ man hoang thế giới, đã biến thành quỷ vật thiên hạ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền ngôn. Man hoang thế giới thực tế quá lớn, cao dài yêu thú nhiều vô số kể, quỷ vật coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn chiếm cứ man hoang thế giới, đem tất cả yêu thú triệt để tiêu diệt hoặc là đồng hóa. Đoán chừng quỷ vật sách lược là trước chặt đứt man hoang thế giới cùng ngoại giới liên hệ, lại dùng hết toàn lực đến cùng yêu thú tranh đoạt man hoang thế giới quyền khống chế. Nếu Tiêu Phàm suy đoán của bọn họ không sai, thế giới ngầm cùng thất dạ giới ở giữa không gian thông đạo đã một lần nữa liên thông, như vậy quỷ vật cùng ma thú liền có thể đạt được liên tục không ngừng bổ sung, chỉ cần man hoang thế giới yêu thú không chiếm được ngoại giới viện trợ, cuối cùng bị quỷ vật cùng ma thú triệt để đánh tan, chỉ là cái vấn đề thời gian. Đến lúc đó, man hoang thế giới liền sẽ trở thành thất dạ giới tiến quân toa ma giới vững chắc cứ điểm. Đại quân tác chiến, vững chắc cứ điểm tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vì thế, Hỗn Nguyên Thượng Nhân tự thân xuất mã, triệu tập Nhạc Tây địa khu tu sĩ cấp cao nhóm liên tục mở sẽ thương nghị. Tiêu Phàm cũng được mời tham gia. Cho tới bây giờ, hắn như trước vẫn là Nhạc Tây quốc tu chân giới mọi người công nhận đại minh chủ. Nếu như không phải hắn khoác ra trận, chỉ huy đại quân tác chiến. Ma Diễm Thành chỉ sợ sớm đã luân hãm, nơi nào còn chờ được tới Hỗn Nguyên Thượng Nhân viện quân. Trong hội nghị, Tiêu Phàm hướng mọi người tự thuật thế giới ngầm tình hình. Nghe nói thế giới ngầm có khả năng kết nối thất dạ giới, tham dự hội nghị tu sĩ cấp cao nhóm từng cái trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Đối với mọi người đến nói, mấy vạn năm trước phát sinh lần kia giao diện đại chiến, thực tế quá xa xôi đến để người cơ hồ không có ký ức. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại nói cho bọn hắn, lại một lần giao diện đại chiến, gần ngay trước mắt. Hội nghị cuối cùng nghị định, nâng Nhạc Tây địa khu chi lực. Tại Thương Khung núi xây một cái siêu cấp phong ấn đại trận. Đem ma thú cùng quỷ vật tiến vào Nhạc Tây địa khu chủ yếu thông đạo triệt để phá hỏng. Nhạc Tây quốc chín đại ma tông cùng Quý Minh quốc chính đạo tông môn cùng một chỗ, phụ trách thủ hộ cái này phong ấn đại trận. Âu Dương Minh Nguyệt cũng hứa hẹn, sẽ từ Nam Châu đại lục phái ra trận pháp đại sư chạy tới nơi này đến hiệp trợ hoàn thành phong ấn đại trận. Dù sao Nhạc Tây địa khu quá mức vắng vẻ, tu chân giới lực lượng không đủ. Nếu thật là Nhạc Tây địa khu triệt để luân hãm, chiến hỏa rất nhanh liền sẽ lan tràn đến Nam Châu đại lục. Đến lúc đó, ai đều không thể không đếm xỉa đến. Bởi vì Hỗn Nguyên Thượng Nhân tại Nhạc Tây tu chân giới to lớn danh vọng, đối này tất cả mọi người chưa từng đưa ra dị nghị. Bất quá Hỗn Nguyên Thượng Nhân cũng rất rõ ràng nói cho mọi người. Mình muốn bế quan, không thể tự mình chủ trì phong ấn đại trận kiến tạo. Đến lúc đó sẽ mời một vị khác thanh danh hiển hách hậu kỳ đại tu sĩ xuất mã đến chủ trì việc này. Điểm này, mọi người ngược lại là đều có thể hiểu được. Hỗn Nguyên Thượng Nhân tuổi tác đã cao. Thọ nguyên gần như sắp muốn tiếp cận nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hạn mức cao nhất, mỗi một lần bế quan. Cũng có thể là sinh tử quan. Thương nghị đã định, mọi người liền là chia ra làm việc. Ma Diễm Thành đông bộ, một chỗ linh khí mờ mịt trong trang viên, trong mật thất nguyệt quang thạch lóng lánh ánh sáng dịu dịu, Hỗn Nguyên Thượng Nhân cùng Tiêu Phàm liền nhau mà ngồi, Âu Dương Minh Nguyệt không có ngồi xuống, nghiêng người mà đứng, tựa hồ đang thưởng thức trên vách tường một bức họa, từ tốn nói, xem ra, kế hoạch của chúng ta muốn sớm. Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng một dương, Âu Dương Minh Nguyệt xoay người lại, nhìn hắn một cái, nói, giao diện đại chiến nếu như khởi động lại, khắp nơi khói lửa, đến lúc đó toàn bộ toa ma giới đều sẽ loạn cả một đoàn, sẽ cho hành động của chúng ta mang đến rất nhiều không tiện. Nhất định phải đuổi tại đại chiến trước khi bắt đầu, tìm tới Thiên Hương Ngọc Lộ. Hỗn Nguyên Thượng Nhân khẽ vuốt cằm, rất tán thành, lấy hắn cùng Âu Dương Minh Nguyệt tình hình, pháp lực đầy đủ thâm hậu. Đã không biết tại hậu kỳ đại tu sĩ trạng thái đỉnh phong bồi hồi bao nhiêu năm, chênh lệch, vẻn vẹn chỉ là trong cõi u minh một tia cơ duyên. Thiên Hương Ngọc Lộ,
là bọn hắn đặt chân ngộ linh kỳ hy vọng cuối cùng. Chỉ cần có thiên hương ngọc lộ, đem bình cảnh tiêu trừ, bọn hắn cơ hồ lập tức liền có thể tiến giai. Chỉ cần bước vào ngộ linh kỳ cảnh giới, coi như giao diện đại chiến khởi động lại, cũng có đầy đủ năng lực tự vệ. Mặc kệ ở đâu một giới, ngộ linh kỳ lão tổ đều là chí cao vô thượng đại năng giả, tại dạng này thấp cùng giao diện, mấy hồ đã không có gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Trừ cùng giai đại năng, Tiêu Phàm cũng không có phản đối. Đại sự như vậy cấp trên, hắn hiện tại cây vốn liền không hề nói gì quyền, chỉ có thể kèm ở ký đuôi, duy Âu Dương Minh Nguyệt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Phàm, có quan hệ thiên hương ngọc lộ tấm bản đồ kia, thiên diệu cho ngươi xem qua không có? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, ngữ khí 10 điểm tùy ý, như có lẽ đã đem Tiêu Phàm coi như cùng một cái trong chiến hảo chiến hữu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật tấm bản đồ kia hắn là nhìn qua, nhưng dưới mắt tạm thời không rõ Âu Dương Minh Nguyệt là dụng ý gì, chỉ có thể trước lắc đầu lại nói. Tốt, vậy chúng ta ngày mai liền lên đường đi Kim Châu Thành. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có hỏi nhiều, lập tức làm quyết định. Ngày mai, Tiêu Phàm song mi có chút nhào lên, tựa hồ cảm thấy có chút vội vàng. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, thế nào, người còn không nỡ kia họ Trần tiểu cô nương. Đã không nỡ, vậy liền mang nàng về Kim Châu là xong. Nghĩ đến thiên diệu cũng có thể cho phép dưới nàng, Tiêu Phàm lập tức tốt không xấu hổ. Không thể nghi ngờ, Âu Dương Minh Nguyệt đã đem thiên diệu tiên tử nhận định là hắn nguyên phối chính thất. Coi như thiên diệu tiên tử không phải hắn một nữ nhân đầu tiên, nhưng tu chân giới là cường giả vi tôn, lấy thiên diệu tiên tử hậu kỳ đại tu sĩ thân phận, chẳng lẽ còn có thể quản Tiêu Phàm những nữ nhân khác gọi, tỷ tỷ, không thành. Bên người có một vị hậu kỳ đại tu sĩ làm song tu bạn lữ, thế mà còn có nó thê thiếp của hắn, tình hình như vậy, thật đúng là hiếm thấy cực kỳ. Nhất là Tiêu Phàm bản thân tu vi, còn chỉ là khu khu nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Tiêu chân nhân coi là thật nghiêu xoa. Đối Tiêu Phàm xấu hổ, Âu Dương Minh Nguyệt tựa hồ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, từ tốn nói, loại sự tình này, không cần thiết coi quá nặng, chỉ cần ngươi những nữ nhân kia không ăn dấm, cũng không có cái gì. Tiêu Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, nói, đại trưởng lão nói đúng. Xem ra mỗi người đối đãi loại sự tình này quan điểm, đều khác nhau rất lớn. Tại Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng, những này chỉ bất quá chuyện tầm thường mà thôi. Hỗn Nguyên Thượng Nhân chỉ là vuốt râu mỉm cười, cũng không chen vào nói. Hắn là khổ tu chi sĩ, đối với mấy cái này nam nữ hoàn ái sự tình, không quá để ý. Huống chi dưới mắt, hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là chứng nói trường sinh. Bất quá đã người muốn đi xa, nàng liền hay là tạm thời lưu tại cái này tốt. Kim thuộc tính thuần linh thể rất hiếm thấy, ta nhìn cái này thiên thai tông duệ kim quyết, rất thích hợp với nàng tu luyện. Chí ít tại nàng ngưng kết nguyên anh trước đó, không cần thiết đổi lại chủ tu công pháp. Ninh Khinh Ngữ tựa hồ cũng cố ý muốn để nàng kế thừa y bát, đối nàng yêu mến có thừa. Lưu tại nơi này, so đi theo ngươi đi Kim Châu Thành muốn tốt. Âu Dương Minh Nguyệt lại thuận miệng nói, vậy mà đối Trần Dương thậm chí thiên thai tông hết thảy, đều rõ như lòng bàn tay. Nhìn qua vị này đại trưởng lão không để ý tới thế sự, trên thực tế lại là nhìn rõ mọi việc, liền không có chuyện gì có thể giấu giếm được con mắt của nàng. Có thể trở thành Hạo Thiên Tông như thế siêu cấp tông môn đại trưởng lão, chỉ huy mấy trăm ngàn đồ chúng, há chỉ là tu vi cao mà thôi. Tiêu Phàm trầm ngâm một lúc, nói, đại trưởng lão, có thể hay không chỉ hoãn 7 ngày lại đi. Ta còn có chút sự tình, cần bàn giao nàng. Kỳ thật, Tiêu Phàm là muốn lợi dụng cái này 7 ngày, vì Trần Dương luyện chế đủ nhiều đan dược. Từ khi chấp trưởng ma diễm thành đại quyền đến nay, Tiêu Phàm ngày đêm vì thủ thành sự tình vất vả, thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, nơi nào có thời gian vì Trần Dương luyện đan. Bây giờ lại đem rời xa, vô luận như thế nào, đều muốn vì nàng lưu lại chút đan dược, chỉ ít tại nàng ngưng kết nguyên anh trước đó, không cần làm nữa đan dược sự tình phí công phí sức. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng có thể đem linh thảo linh dược giao cho Trần Dương, để nàng tự hành luyện đan phục dụng. Nhưng thuật luyện đan, tuyệt không phải thời gian sớm chiều liền có thể tinh thông. Đồng dạng nguyên liệu, từ hắn đến luyện, tỷ lệ thành đan liền xa ở những người khác phía trên, mà lại đan dược chất lượng cực dai. Ở địa cầu thời điểm, nhàn hạ thời điểm, Tiêu Phàm cũng dạy qua Trần Dương luyện đan, bất quá loại chuyện này, lại rất cần thiên phú. Trần Dương cố nhiên là kim thuộc tính thuần linh thể, nhưng ở luyện đan bên trên thiên phú chỉ là bình thường. Luyện 10 lô đan dược có thể thành công 2-3 lần, coi như vô cùng ghê gớm. Cho dù Tiêu Phàm tài đại khí thô, không quan tâm lãng phí, Trần Dương luyện ra đan dược, dược hiệu lại há có thể cùng hắn tự mình luyện chế đánh đồng. 7 ngày. Âu Dương Minh Nguyệt lại nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu một cái.
Được, đa tạ đại trưởng lão. Tiêu Phàm thoảng qua hạ thấp người. Âu Dương Minh Nguyệt khoát tay áo. Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Tiêu Phàm liền là cáo từ. Rời đi đại trưởng lão thanh tu chỗ, hai người sóng vai đi ra ngoài. Hỗn Nguyên thượng nhân đột nhiên hỏi, Tiêu đạo hữu, người trước kia nghe nói qua Thiên Hương Ngọc Lộ a? Tiêu Phàm bận bịu tức nói, tại hạ cô lậu quả văn, trước đây lại là không từng nghe nói qua. Hỗn Nguyên thượng nhân khẽ vuốt cằm, nói Thiên Hương Ngọc Lộ mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, nhưng chân chính nghe nói qua loại này nghịch thiên linh dược người, xác thực không nhiều. Nghe nói, cái này Thiên Hương Ngọc Lộ chỉ có tại đã từng sinh ra trời sinh thánh linh phương mới có thể xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm giật nảy cả mình, trời sinh thánh linh, kia làm sao có thể? Tại chúng ta dạng này dưới cùng giao diện, sao sẽ sinh ra trời sinh thánh linh? Coi như tại huyền linh thượng giới, sau trưởng thành trời sinh thánh linh cũng là tối cao đẳng cấp đại năng, hùng ngồi kim tự tháp đỉnh cao nhất, bế nghĩa thiên hạ, quan sát chúng sinh. Hỗn Nguyên thượng nhân cười cười, nói chúng ta dạng này dưới cùng giao diện, mặc dù không thích hợp trời sinh thánh linh trưởng thành, lại có thể sinh ra trời sinh thánh linh. Cứ việc loại này tỷ lệ rất nhỏ, thường thường một cái dưới cùng giao diện cần trên 10.000 năm thậm chí là mấy chục ngàn năm thời gian, mới sẽ sinh ra một đầu trời sinh thánh linh, nhưng loại tình hình này, đúng là tồn tại. Khi còn bé, trời sinh thánh linh sẽ tại thấp cùng giao diện sinh trưởng, sắp thành niên thời điểm, thì sẽ trực tiếp phi thăng thượng giới. Nếu không, chúng ta tòa ma giới như thế nào lại có nhiều như vậy có thánh linh huyết mạch hậu duệ? Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Chương 1162, lại đến tàng bảo các. Tiêu Phàm không có đi thấy Trần Dương, trực tiếp trở lại tự mình tu luyện mật thất, nhưng cũng không có lập tức liền bắt đầu luyện đan, ống tay áo lắc một cái, hơn 10 mặt trận kỳ trận bàn bắn ra, bày ra một cái đơn giản huyễn trận, đem mật thất cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Ngón tay khẽ động, cuồn cuộn cát vàng từ thúy chiếc nhẫn màu xanh lục bên trong bắn ra, một cái xoay quanh, liền chui xuống lòng đất không thấy bóng dáng. Sau đó, Tiêu Phàm đem Hắc Lân triệu hoán đi ra, để nàng cảnh giới mật thất an toàn. Hi hi, chủ nhân, ngươi lại muốn đi vào, càn khôn đỉnh, bên trong a. Hắc Lân ngẹo đầu, cười hi hi nói. Mỗi cách một đoạn thời gian, Tiêu Phàm liền muốn nguyên thần xuất khiếu, tiến vào, càn khôn đỉnh, bên trong, nghỉ ngơi một trận. Đa số thời điểm, là đang nghiên cứu, càn khôn đỉnh, bên trong không gian quy tắc, có không ít lĩnh ngộ. Tự nhiên, thủy tổ tàng bảo các cũng là mau mau đến xem. Nhưng liên tục mấy lần, đều không công mà lui, tại tàng bảo các bên trong, không có đạt được cái gì chỉ dẫn. Những cái kia đóng chặt ngọc thất bên trong, đến cùng cất giấu cái gì kỳ chân dị bảo, tự nhiên cũng là không được biết. Tiêu Phàm ý thức được, cũng không phải là hắn mỗi lần tiến giai, thủy tổ đều sẽ ban thưởng mới bảo vật, chỉ có tại cần gấp nhất trước mắt, mới có bảo vật ban thưởng. Vào xem, Tiêu Phàm vuốt vuốt Hắc Lân cái đầu nhỏ, mỉm cười nói. Hắc Lân liền ôm cổ của hắn. Tại trên mặt hắn hôn một cái, nói, ngươi yên tâm đi thôi, cam đoan không ai sẽ đánh nhiễu ngươi. Được, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, liền là ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dần dần nhập định. Bỗng nhiên bên trong, thân thể nhẹ nhàng chấn động, thần thức ly thể, bốn phía một trận gợn nước ba động qua đi, Tiêu Phàm liền từ chiếu trong vách hiện thân mà ra. Xung quanh tình hình, vẫn như cũ là như thế quen thuộc, toàn bộ đình viện yên lặng, không có chút nào huyên náo. Tiêu Phàm chậm rãi đạp lên hành lang, hướng hậu viện đi đến. Hậu viện cũng là yên tĩnh, từng dãy nhà trệt vẫn còn, Thanh Dương Tổ Sư lại không thấy bóng dáng. Rất sớm trước kia, Thanh Dương Tổ Sư liền từ nơi này biến mất, nhưng lại không biết đi nơi nào. Bất quá Tiêu Phàm biết nói, càn khôn đỉnh, dạng này không gian chí bảo. Trong bụng là thật có thể từ thành thiên địa, rộng lớn vô so, Thanh Dương Tổ Sư khắp nơi đều có thể an thân. Tiêu Phàm không có dừng lại, trực tiếp đi hậu viện. Đi tới thủy tổ tàng bảo các trước, nín hơi ngưng thần, tàng bảo các cửa đá từ từ mở ra. Tiêu Phàm nhanh chân đi vào, cửa đá tại sau lưng khép kín. Vừa đi tiến vào thủy tổ tàng bảo các bên trong, Tiêu Phàm liền là trong lòng vui mừng hắn cảm nhận được kia thần bí chỉ dẫn. Tàng bảo các lại một lần nữa có phản ứng. Lập tức Tiêu Phàm y theo chỉ dẫn chi lực, chậm rãi hướng về phía trước, mấy lần chuyển biến về sau. Tại một gian ngọc thất trước đó ngừng lại, chỉ dẫn chi lực. Đến tận đây biến mất, ngọc cửa phòng bên trên, khảm nạm lấy một cái tinh xảo hỗn độn đồ án. Cứ việc Tiêu Phàm dưới mắt tu vi đã đến nguyên anh trung kỳ, cùng hắn tiến vào, càn khôn đỉnh, bên trong lúc không thể so sánh nổi. Nhưng ở đây, mặc kệ hắn là kim đan sơ kỳ tu vi, hay là nguyên anh trung kỳ tu vi, đều không có gì khác nhau. Hỗn độn đồ án đối khảo nghiệm của hắn, mãi mãi cũng là địch mạnh càng mạnh. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu,
đem thần niệm chi lực dần dần thấm vào đến hỗn độn đồ án bên trong. Trước mắt rộng mở trong sáng, vậy mà đến một chỗ hoa trong viên, xa xa, có một nói bóng người màu trắng, chắp tay đứng ở phồn hoa bên trong, tựa hồ ngay tại nghe hương ngắm hoa. Vừa thấy được đạo này thẳng tắp bóng lưng, Tiêu Phàm trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, xông tới một cỗ cảm giác là lạ. Đạo này bóng lưng đối với hắn mà nói, cực kỳ quen thuộc. Nhưng đây không phải hắn cảm giác là lạ nguyên nhân. Về phần đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời, bắt không được trọng điểm, đành phải toàn bộ tinh thần đề phòng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Người áo trắng kia chỉ là chuyên tâm ngắm hoa, phảng phất căn bản liền chưa từng phát giác, có người chính đang đến gần. Tiêu Phàm tại người áo trắng sau lưng hơn 10 trượng chỗ đứng vững, hai tay liền ôm quyền, cao giọng nói, vị huynh đài này. Chấm ngoặc kép, một câu chưa nói xong, liền là im bặt mà dừng, dù là Tiêu Phàm nhất quán chấn định, giờ phút này cũng không chịu được mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Người áo trắng kia chậm rãi xoay người lại, trường thân ngọc lập, dung mạo tuấn lãng, thần thái nho nhã, khí độ nghiễm nhiên, nhưng chẳng phải là Tiêu Phàm mình. Khó trách vừa rồi hắn luôn luôn có một cỗ cực độ cảm giác quái dị, lại cũng không nghĩ ra, ở đây nhìn thấy bóng lưng của mình. Áo trắng Tiêu Phàm nhìn qua hắn, cũng là mỉm cười, từ tốn nói, ngươi đến rồi. Ta ở đây đợi ngươi thật lâu. Chấm ngoặc kép, ngữ khí ung dung, không màng danh lợi tự nhiên, giống như Tiêu Phàm ngày thường nói chuyện, giống như đúc, không có chút nào biến dạng. Trong chớp nhoáng này, ngay cả Tiêu Phàm chính mình cũng hoài nghi, đến cùng cái kia mới là thật mình. Ngươi là ai? Tiêu Phàm cưỡng chế khiếp sợ trong lòng chi ý, trầm giọng hỏi, trong mắt bắn ra sắc bén phong mang, trong lòng đề phòng chi ý, nháy mắt đề cao đến đỉnh điểm. Áo trắng Tiêu Phàm lại là không thèm để ý chút nào, bình tĩnh như lúc ban đầu, mỉm cười nói, ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta, vậy ngươi ở đây làm cái gì? Ta chờ ngươi tới đánh bại ta. Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng một dương, nói, đã ngươi chính là ta, vậy ta tại sao phải đánh bại ngươi? Áo trắng Tiêu Phàm vẫn như cũ rủ bẩn vẫn ung dung, mỉm cười nói, địch nhân đáng sợ nhất chính là mình, chỉ có đánh bại mình, mới có thể nâng cao một bước. Đạo lý này, ngươi hẳn là minh bạch. Tiêu Phàm lắc đầu, ánh mắt dao động, hướng nhìn bốn phía, lại chỉ thấy vườn hoa nơi xa, một mảnh hỗn độn, hiển nhiên nơi này không gian rất nhỏ, chỉ có bọn hắn đặt chân cái này một mảnh nhỏ địa phương. Thấy Tiêu Phàm cũng không có xuất thủ chi ý, áo trắng Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sậm viêm linh chi nhận, nổi lên, nắm trong tay, mũi đao nghiêng nghiêng chỉ xuống đất, cầm đao tư thế đều cùng Tiêu Phàm là giống nhau như đúc. Ta chính là ngươi, chú ý, ta muốn xuất thủ. Áo trắng Tiêu Phàm ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa, không mang mảy may ngang ngược chi khí. Tiêu Phàm trong lòng run lên, đang muốn mở miệng, trước mắt lam mang lấp lánh, viêm linh chi nhận nháy mắt liền bổ tới trước mắt, xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Áo trắng Tiêu Phàm vậy mà tại nháy mắt liền đem viêm linh chi nhận uy năng kích phát đến cực hạn, dù coi như là Tiêu Phàm mình, vội vàng ở giữa, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Dưới sự kinh hãi, Tiêu Phàm lui về phía sau, khẽ vươn tay, cũng đem viêm linh chi nhận nắm trong tay, trở tay một đao, liền hướng áo trắng Tiêu Phàm tật bổ mà đi, chính là như ý bát quái trong đao đảo khách thành chủ lợi hại chiêu số. Áo trắng Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, viêm linh chi nhận lắc một cái, liền đem một đao này thế công hóa giải, vậy mà cũng là như ý bát quái đao chiêu số. Môn tuyệt kỹ này, chính là Tiêu Phàm ở địa cầu thời điểm học được phàm tục ở giữa võ thuật, theo lý tại toa ma giới tuyệt đối không người nhận biết, ai ngờ cái này áo trắng Tiêu Phàm lại phát huy ra. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc càng sâu, trên tay lại không có chút nào dừng lại, đao pháp biến đổi, đảo mắt hóa thành đại khai đại hợp lục hợp đao pháp, từng bước giành trước. Áo trắng Tiêu Phàm tiện tay hóa giải, không để ý, tựa hồ đối với Tiêu Phàm mỗi một chiêu xuất thủ, đều rõ như lòng bàn tay, có thể liệu trước tiên cơ. Một tiếng thanh thúy chim hót, thẳng lên cửu tiêu, ngân dực lôi bằng hư ảnh nổi lên, lập tức ẩn vào Tiêu Phàm thể nội, áo trắng Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, trong chớp nhoáng. Trên lưng cũng nhiều một đôi cánh chim màu bạc, hai cánh khẽ vỗ, cuồng phong phá mặt như đao. Cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, Tiêu Phàm hóa thân thành cao mấy trượng cự nhân, ở trên cao nhìn xuống, một trưởng đánh ra. Long tượng nặng tay, áo trắng Tiêu Phàm không kinh hoàng chút nào, thân thể nhoáng một cái, đón gió căng phồng lên, khoảnh khắc cũng cao tới mấy trượng, thiết quyền vung vẩy, hướng Tiêu Phàm mãnh kích mà đi, trong miệng đồng dạng một tiếng quát khẽ, long tượng nặng tay. Oanh, quyền trưởng tương giao. Hai người đều thân thể đại chấn, cùng nhau bay ngược về đằng sau. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đau nhức. Lại nhìn áo trắng Tiêu Phàm, lại chỉ là có chút nhăn lại lông mày,
liền là thần sắc như thường, bình chân như vải, cổ tay khẽ đảo, ngân hồ lập lòe, lôi quang tháp nổi lên, hai mắt một mực tiếp cận cách đó không xa Tiêu Phàm, tiện tay một dương, lôi quang tháp bay vụt mà lên, tại không trung hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, lôi quang lượn lờ, thật là không uy phong. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, như là mũi tên, hướng về phía trước kích bắn đi. Phích lịch một tiếng, ngân sắc lôi hồ đánh mạnh mà hạ, tại cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt, Tiêu Phàm thân thể quỷ dị một trận vặn vẹo, bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thuấn di thuật, ta cũng sẽ. Chấm ngoặc kép, áo trắng Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, cũng muốn thi triển thuấn di thuật. Đúng lúc này, bên người một trận gợn nước ba động, Tiêu Phàm hiện thân mà ra, thủ đoạn duỗi ra, liền tóm lấy áo trắng Tiêu Phàm bàn tay, bắt quá chặt chẽ, mặc cho áo trắng Tiêu Phàm giãy giụa như thế nào, đều là phí công. Đã ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, kia còn đánh cái gì? Không bằng hợp làm một thể, Tiêu Phàm mỉm cười nói. Áo trắng Tiêu Phàm trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thân thể dần dần bắt đầu vặn vẹo, sau một lát, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đình viện vẫn như cũ, phồn hoa vẫn như cũ, phảng phất nơi này cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiêu Phàm đầu não có chút một choáng, thần niệm chi lực nháy mắt từ không gian hỗn độn trở lại bản thể, đứng tại ngọc thất trước đó. Ngọc thất đại môn đã lặng yên mở ra, Tiêu Phàm lắc một cái ống tay áo, chậm rãi đi vào. Ngọc thất bên trong tình hình, như là Tiêu Phàm mỗi lần tiến đến đồng dạng, trống rỗng, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Chỉ có ngọc thất một bên trên vách tường, đứng thẳng một đạo điện thờ, trong bàn thờ, cung phụng một cái pho tượng, áo đen váy đen, khuôn mặt như vẽ, sinh động như thật, phiêu nhiên có xuất trần vẻ đẹp. Nhìn thấy pho tượng này, Tiêu Phàm không khỏi hơi sững sờ. Pho tượng kia vậy mà cùng hắn tại Thiên Diệu Cung bí điện nhìn thấy tòa kia mỹ nữ pho tượng cực kỳ tương tự, chợt nhìn, còn tưởng rằng là cùng một người. Chỉ là, Thiên Diệu Cung tổ sư bà pho tượng, làm sao lại xuất hiện tại thủy tổ tàng bảo các bên trong? Có lẽ, các nàng cũng không phải là cùng một người. Lại có lẽ, Thiên Diệu Cung bí điện cung phụng tòa kia mỹ nữ điêu khắc, cũng không phải là Thiên Diệu Cung khai phái tổ sư, mà là một người khác hoàn toàn. Mà cái này hai cái điêu khắc, cũng đều cùng Thiên Diệu tiên tử nước Thanh Nhu có 7-8 phân thần như. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cũng như rơi vào sương mù dày đặc. Điện thờ trước đó ngọc trên bàn, trưng bày một mảnh ngọc giản, một chồng phù lục, cùng hai bình ngọc. Tiêu Phàm khom người xá dài, cùng cung kính kính hành lễ đã xong, lúc này mới cầm lấy kia phiến ngọc giản, nhẹ nhàng dán tại trên trán, thần niệm chi lực thấm vào trong đó. Thiên Diệu thần phù, bốn cái lóng lánh hắc mang chữ lớn, dẫn đầu ánh vào tầm mắt của hắn. Cái này đúng là một bản phù lục bí kíp, mà lại lấy Thiên Diệu làm tên, thật chẳng lẽ cùng Thiên Diệu cung có liên hệ. Tiêu Phàm đều có chút hồ đồ. Chương 1163, Thiên Diệu thần phù. 7 ngày sau đó, Âu Dương Minh Nguyệt, Hỗn Nguyên thượng nhân, Tiêu Phàm rời đi Ma Diễm Thành. Ninh Khinh Ngữ, áo bào đen thiếu niên, Lang tông chủ bọn người, xuất lĩnh Nhạc Tây Quốc 9 đại ma tông hạch tâm đệ tử, đồng loạt cung tiễn đến ngoài thành. Tiễn đưa trong đội ngũ, không có nhìn thấy Trần Dương thân ảnh. Cái này là dựa theo Tiêu Phàm phân phó làm. Ma Diễm Thành mặc dù đứng vững ma thú đại quân tấn công mạnh, sống sót sau tai nạn, nhưng Nhạc Tây Quốc 9 đại ma tông xếp hạng, tài nguyên phân phối, giữa lẫn nhau hợp tung liên hoành, lại tất nhiên cùng trước đó khác nhau rất lớn. Tiêu Phàm tại Ma Diễm Thành thời điểm, khiếp sợ hắn tại chỗ chém giết Hắc Ma Vương hiển hách uy phong, cũng bởi vì ma thú công thành sắp đến, không người dám có dị động. Bây giờ Tiêu Phàm rời đi, tình hình hiển nhiên sẽ dần dần trở nên khác biệt. Cứ việc tại sau này tương đối dài trong một khoảng thời gian, Ninh Khinh Ngữ chính là Nhạc Tây Quốc mới tu chân giới lãnh tụ, cũng khó đảm bảo không ai đối Trần Dương bất lợi. Cho nên, Tiêu Phàm để Trần Dương không muốn tại trước mọi người lộ diện, bảo trì điệu thấp vì tốt. Thời gian kế tiếp, Trần Dương mục tiêu duy nhất chính là cố gắng tiến giai. Sớm ngày đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới, an toàn của mình mới có bảo hộ. Chỉ tại Nhạc Tây địa khu, một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, liền đã coi như là tương đối hiếm thấy, có đầy đủ năng lực tự vệ. Cũng may Tiêu Phàm cho Trần Dương lưu lại đầy đủ đan dược, lại đưa mấy kiện pháp bảo cho nàng phòng thân, liệu tất có những đan dược này phụ tá, tăng thêm Trần Dương bản thân thuần linh thể, tiến giai tốc độ hẳn là xa xa nhanh hơn thường nhân. Có lẽ lần sau gặp lại lúc, Trần Dương sớm đã trở thành Nguyên Anh tu sĩ. Đến lúc đó liền có thể cầm sắt hòa minh, song túc song phi. Có Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên thượng nhân tại, quay lại Kim Châu Thành, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ cái gì trở ngại.
Bất quá khi tiến vào Kim Châu Thành thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân đều rất tốt che giấu thân phận chân thật của mình. Bằng không mà nói, hai vị này vừa hiện thân, còn không phải lập tức gây nên toàn bộ Kim Châu Thành oanh động. Liền xem như toàn bộ Hoắc Sơn Quốc, chỉ sợ đều sẽ luống cuống tay chân. Không phải nói Hoắc Sơn Quốc tu chân giới chưa thấy qua hậu kỳ đại tu sĩ, thực tế hai vị này quá không giống bình thường. Kim Châu Thành cảnh giới, rõ ràng so trước kia phải nghiêm khắc phải nhiều. Cứ việc man hoang chi địa ở xa bên ngoài mấy chục triệu dặm, nhưng man hoang thế giới phát sinh tình hình, hay là khiến Kim Châu Thành 10 điểm khẩn trương. Giao diện đại chiến khởi động lại truyền ngôn, sớm đã ở trong thành truyền đi xôi trào dương dương. Đối tương lai cực đoan sầu lo tạo thành không khí khẩn trương, bao phủ cả tòa thành trì. Tiêu Phàm tại trở về Bách Hùng Bang ngày đó, lại lần nữa rời đi Kim Châu Thành, đi thành trì phía đông nghìn dặm xa Đại Hưng Sơn Mạch. Nơi đó, 5 năm qua vẫn luôn là xa gần cấp thấp tu sĩ cấm địa, không người dám tại tới gần. Thiên Diệu Tiên Tử vẫn luôn tại Đại Hưng núi trong động phủ bế quan. Dòng dã 5 năm không có cùng Tiêu Phàm gặp mặt qua. Nhưng lần này, Tiêu Phàm nhưng lại không thể không quấy rầy nàng tu luyện. Đại Hưng Sơn động phủ trong mật thất, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử ngồi đối diện nhau. Thiên Diệu Tiên Tử thần sắc như trước vẫn là lãnh lãnh đạm đạm, cùng trước kia cũng không có cái gì đặc biệt khác biệt. Đều nói, tiểu biệt thắng tân hôn, câu này tục ngữ dùng tại hai người bọn họ trên thân, lại là không có chút nào phù hợp. Thật giống như đêm hôm đó, là một cái, ngoài ý muốn. Thiên Diệu Tiên Tử đã sớm đem kia hết thảy quên mất. Tiêu Chân Nhân là khải đế quân tử, từ cũng sẽ không mặt dạn mày dày, lộ ra mê đắm bộ dáng, cứ việc tại Tiêu Chân Nhân ở sâu trong nội tâm. Là thực tế không muốn làm cái này quân tử. Đối mặt Thiên Diệu Tiên Tử dạng này khó gặp đại mỹ nữ, lại từng có qua tiếp xúc da thịt. Vợ chồng chi thực, quỷ tài nguyện ý làm cái gì cầu thí quân tử. Bất quá Thiên Diệu Tiên Tử khí sắc, nhìn qua muốn so 5 năm trước tốt hơn nhiều, đã từng tổn thất nghiêm trọng bản mệnh chân nguyên. Trải qua 5 năm qua không ngừng tu luyện cùng đại lượng linh đan diệu dược không thành, đã khôi phục 7-8 phần, tự nhiên, so sánh với thời kỳ toàn thịnh, kia còn kém xa lắm. Nhưng cũng không còn là khó khăn lắm tiến giai đại tu sĩ lúc cảnh giới. Tiêu Phàm không nói hai lời, đưa tay phải ra ba ngón tay, khoác lên nàng trắng noãn trên cổ tay trắng, hai mắt nhắm lại, tinh tế bắt mạch, thật lâu, mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Bất kể nói thế nào, Thiên Diệu Tiên Tử thân thể là tốt đẹp, thể nội kia tà mị chi khí, rốt cục triệt để loại trừ, bỏ đi cái họa tâm phúc. Tình hình của ngươi, giống như cùng 5 năm trước có khác biệt rất lớn, tinh lực như vậy tràn đầy. Thiên Diệu Tiên Tử mí mắt buông xuống, từ tốn nói. Mặc dù là hỏi thăm, lại cũng không nhìn về phía Tiêu Phàm. Nàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng Tiêu Phàm thể nội các loại biến hóa. 5 năm này, Tiêu Phàm vẫn luôn đang không ngừng tu luyện, vô cực long tượng công. Có, long tượng chính khí đan, tăng thêm, vô cực long tượng công tiến cảnh, quả nhiên là một ngày ngàn dặm. Tiêu Phàm cảnh giới mặc dù còn dừng lại tại Nguyên Anh Trung Kỳ, hơn nữa là Nguyên Anh Trung Kỳ mở đầu giai đoạn. Nhưng hắn thể lực cường thịnh, lại vượt xa khỏi cùng giai tu sĩ, đuổi sát hậu kỳ đại tu sĩ tiêu chuẩn. Nếu chỉ luận nhục thân cường hoành, thậm chí rất nhiều phổ thông hậu kỳ đại tu sĩ, rất có thể còn không bằng hắn. Tiêu Phàm cười cười, nói, đây đều là vô cực long tượng công công lao. Long tượng tổ sư tự viết vốn, làm ta được ích lợi không nhỏ. Thiên Diệu Tiên Tử khẽ vuốt cằm, lập tức lạnh nhạt hỏi, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Lời này hỏi được, ta nghĩ ngươi. Tiêu Phàm kém chút liền thốt ra. Đương nhiên, tối hậu quan đầu Tiêu Chân Nhân hay là bao ở miệng của mình, đem đến miệng lời nói ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, không nói hai lời, từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra kia phiến ngọc giản, đưa cho Thiên Diệu Tiên Tử. Thiên Diệu Tiên Tử hơi hơi kinh ngạc nhìn qua hắn một chút, lập tức đem ngọc giản dán tại trên trán, thần thức dần dần thấm vào đi vào, liễu diệp song mi lập tức dương lên, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra giật mình thần sắc. Bật thốt lên nói, đây là Thiên Diệu cung truyền thừa. Chấm ngoặc kép, ngô, giống như cũng không hoàn toàn là. Chấm ngoặc kép, lại sau một lúc lâu, Thiên Diệu Tiên Tử lại tự lẩm bẩm nói. Sắc mặt không ngừng biến ảo, trọn vẹn gần nửa canh giờ trôi qua, Thiên Diệu Tiên Tử mới nhẹ nhàng thở phào một cái, để ngọc giản xuống, trong mắt nhưng như cũ lộ ra 10 điểm mê võng thần sắc, nhìn qua Tiêu Phàm, hỏi, ngọc giản này ở đâu ra? Tiêu Phàm nhẹ nói, có phải là có cảm giác đã từng quen biết? Lại là nhẹ nhàng đem Thiên Diệu Tiên Tử đặt câu hỏi lách đi qua. Càn Khôn đỉnh, bên trong có khác Càn Khôn, thủy tổ tàng bảo các dạng này cơ mật, bây giờ lại không phải cùng Thiên Diệu Tiên Tử nói chuyện thời điểm, không phải không tin được nàng, mà là dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn cần thảo luận.
Thiên Diệu tiên tử nhẹ gật đầu, nói, đâu chỉ là giống như đã từng quen biết, ta có thể khẳng định, Thiên Diệu cung phù lục chi thuật, chính là từ quyển bí kíp này chi bên trong lưu truyền tới nay. Chỉ bất quá quyển bí kíp này bên trong ghi lại phù lục chi thuật. Xa so với chúng ta Thiên Diệu cung truyền thừa tinh diệu hơn được nhiều, đầy đủ được nhiều. Cùng quyển bí kíp này vừa so sánh, Thiên Diệu cung 10.000 năm truyền thừa phù lục bí thuật, cũng là bản thiếu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Cùng hắn kế thừa vô cực truyền thừa chính có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, rất nhiều công pháp đều là tàn khuyết không đầy đủ. Đạt được ngọc giản này chi sơ, Tiêu Phàm liền nhận định cái này trong ngọc giản ghi lại phù lục chi thuật. Cùng Thiên Diệu cung truyền thừa có cực kỳ mật thiết liên quan, Thiên Diệu tiên tử truyền thụ cho huyễn ảnh của hắn phân thân phương pháp luyện chế, cái này Thiên Diệu thần phù, bên trong liền có ghi chép, mà lại càng đơn giản hơn. Thiên Diệu tiên tử luyện chế huyễn ảnh phân thân, cần dùng đến thiên diện Nga trứng, thiên diện Nga số lượng cực kỳ ít ỏi, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vì vậy, huyễn ảnh phân thân cũng liền lộ ra cực kỳ chân quý, tùy tiện không nỡ vận dụng. Mà ở Thiên Diệu thần phù, bên trong, lại ghi chép có, huyễn ảnh phân thân phù, phương pháp luyện chế, chỉ phải hiểu được chế phù chi pháp, dùng kim phù lá. Bên trên cùng phù bút cùng ngàn linh huyết, liền có thể vẽ ra, huyễn ảnh phân thân phù, hiệu quả không tại dùng thiên diện Nga trứng trùng luyện chế huyễn ảnh phân dưới khuôn mặt. Trong ngọc giản ghi lại chế phù chi thuật, xa không chỉ cái này một loại. Còn có rất nhiều phù lục, Tiêu Phàm quả thực là chưa từng nghe thấy. Tỷ như nói, triệu linh phù, chính là loại này chưa từng nghe thấy phù lục. Dựa theo ngọc giản miêu tả, tối cao đẳng cấp, triệu linh phù, có thể hoàn chỉnh phục chế một người, chẳng những phục chế bộ dáng của người này. Còn có thể phục chế người này toàn bộ bản sự. Dựa theo trên địa cầu công nghệ cao miêu tả, chính là, nhân bản, dùng phù lục, nhân bản, ra một cái hoàn chỉnh mình đến, nhân bản, ra người này, có được cùng bản tôn giống nhau như đúc bản lĩnh. Thật giống như Tiêu Phàm tại ngọc cửa phòng bên trên hỗn độn đồ án bên trong gặp phải cái kia áo trắng Tiêu Phàm, kỳ thật chính là tối cao cấp bậc triệu linh phù kiệt tác. Ngay cả Tiêu Phàm chính mình cũng không có cách nào thắng được hắn. Trước đó, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không nghĩ tới, phù lục chi thuật còn có thể như thế nghịch thiên. Đương nhiên, dùng triệu linh phù, sáng tạo ra cái này mình, không thể thời gian dài tồn tại, phù lục chi lực hầu như không còn, phù linh hoạt tức biến mất không còn tăm tích. Tên này cường đại phù linh đến cùng có thể tồn tại bao lâu thời gian, liền nhìn chế phù người bản thân tại phù lục chi thuật bên trên tạo nghệ, cùng chế phù tài liệu ưu khuyết mà định ra. Bất quá chí ít, lấy Tiêu Phàm hiện hữu cảnh giới cùng tiêu chuẩn, muốn luyện chế loại này tối cao đẳng cấp, triệu linh phù kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngay cả Thiên Diệu tiên tử đều chịu không đến bên cạnh. Nếu như thượng đẳng chế phù vật liệu đầy đủ, ngược lại là có khả năng luyện chế ra ban đầu đẳng cấp, triệu linh phù, huyễn hóa ra một cái cùng mình giống nhau như đúc phù linh, tại một ít đặc biệt phương diện, có một kích chi lực. Cái này liền đã vô cùng ghê gớm, nếu phối hợp huyễn thuật sử dụng, uy lực to lớn, khó mà đánh giá. Nếu là có thể đem địch nhân dụ nhập huyễn trong trận, lấy triệu linh phù phối hợp huyễn thuật, lại thêm không gian chi lực, kia càng là địch nhân ác mộng. Mà định ra thân phù, chân nguyên phù những này thần diệu phù lục phương pháp luyện chế, trong ngọc giản cũng ghi lại nhất thanh nhị sở. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, một con xinh xắn bình ngọc nổi lên, đây là đang thủy tổ tàng bảo các chi ở bên trong lấy được, cũng đưa cho Thiên Diệu tiên tử. Thiên Diệu tiên tử mở ra nắp bình, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh xông vào mũi. Không sai, đây chính là ngàn linh thú máu tươi, dùng để luyện chế phù lục, là vạn năng. Chốc lát, Thiên Diệu tiên tử khẳng định nói. Tiêu Phàm đã sớm biết, muốn luyện chế bên trên cùng phù lục, phải dùng linh thú chi huyết, mà lại khác biệt phù lục muốn dùng khác biệt linh huyết. Tỷ như vẽ hỏa linh phù, không có khả năng dùng thủy thuộc tính yêu thú thú huyết, như thế sẽ không có hiệu quả chút nào. Cứ như vậy, cần siêu tập các loại thú huyết, thực tế quá nhiều. Mà ngàn linh thú chi huyết, lại là vạn năng phù máu. Mặc kệ cái gì thuộc tính phù lục, đều có thể dùng ngàn linh huyết sẽ vẽ, hiệu quả cực dai. Mảy may cũng không tại cái khác linh thú phủ huyết chi hạ. Bất quá cái này ngàn linh thú cực kỳ hiếm thấy, nghe nói mang theo 10 điểm nồng đậm thánh linh huyết mạch, bản thân thực lực cực kỳ cường đại, bình thường nguyên anh tu sĩ dám có ý đồ với nó, chắc chắn sẽ biến thành nó trong bụng thức ăn ngon. Tiêu Phàm chạy không ít phường thị cửa hàng, tham gia không ít giao dịch hội đấu giá hội, chưa từng thấy ngàn linh huyết. Lại tại thủy tổ tàng bảo các đạt được 2 bình, quả nhiên là vạn sự sẵn sàng. Có lẽ tại sắp đạp lên tầm bảo hành trình bên trong, những này linh phù có thể cử đi không tưởng được công dụng. Chương 1164, Tông Sư Bói Toán. Tiêu Phàm,
Chấm ngoặc kép, một cái lạnh nhạt thanh âm xuyên thấu vách đá, tại Thiêu Phàm vang lên bên tai. Thiên Diệu tiên tử song mi cau lại, nói, không phải nói 10 năm về sau sao? Không thể nghi ngờ, nàng cũng nghe được, đây chính là Âu Dương Minh Nguyệt thanh âm. Thiêu Phàm khẽ lắc đầu, nói, đổi chủ ý, muốn đổi tại giao diện đại chiến khởi động lại trước đó, trước tìm tới Thiên Hương Ngọc Lộ. Giao diện đại chiến, Thiên Diệu tiên tử song mi nhào càng chặt hơn, 5 năm này nàng vẫn luôn đang bế quan chữa thương, biến hóa của ngoại giới hoàn toàn không biết, bỗng nhiên bên trong nghe tới, giao diện đại chiến, 4 chữ, từ là hơi kinh ngạc. Thiêu Phàm gật gật đầu, ống tay áo lắc một cái, triệt hồi động phủ 4 phía cấm chế, cửa động từ từ mở ra. Dưới mắt tự nhiên không có thời gian đến cho Thiên Diệu tiên tử giải thích, đem Âu Dương Minh Nguyệt phơi tại bên ngoài rõ ràng bất thường. Bất quá lại cũng chỉ có Thiêu Phàm đứng dậy đi cửa hang đón lấy, Thiên Diệu tiên tử vẫn như cũ ngồi ở trong mật thất, không có chuyển ổ. Mỹ nữ luôn luôn rất kiêu ngạo, ngược lại là rất an tĩnh chỗ. Hỗn Nguyên thượng nhân vuốt râu mỉm cười nói. Một nhóm 3 người đi tiến vào Thiên Diệu tiên tử tính tọa mật thất, Thiên Diệu tiên tử khẽ vuốt cằm, xem như bắt chuyện qua. Hỗn Nguyên thượng nhân ôm quyền nói, Nhạc Tây Hỗn Nguyên tử, gặp qua Thiên Diệu đạo bản. Thiên Diệu tiên tử rốt cục thoảng qua động dung, đứng dậy, chỉnh đốn trang phục làm lễ, nói, thượng nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Nàng tự nhiên đã sớm cảm ứng được Âu Dương Minh Nguyệt bên người còn có một vị cực kỳ cường đại đồng đạo, nguyên lai tưởng rằng là Hạo Thiên Tông một vị khác hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà là uy trấn Nhạc Tây địa khu Hỗn Nguyên thượng nhân, sớm biết như thế, cũng không nên thất lễ. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Thiên Diệu tiên tử một chút, chậm rãi nói, Thủy đạo bản, tình hình có biến, chúng ta nhất định phải sớm hành động. Mời đạo hữu đưa ngươi cất giấu tấm bản đồ kia lấy ra đi. Thiên Diệu tiên tử nhẹ gật đầu, cổ tay khẽ đảo, kia phiến tàn tạ ngọc bài liền nổi lên. Mặc dù nàng đối Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên thay đổi chủ ý rất xem thường, nhưng việc này quyền chủ đạo không tại trên tay mình, cũng không cần phải nói thêm cái gì. Âu Dương Minh Nguyệt sở dĩ hướng bọn hắn thỏa hiệp, mục tiêu cuối cùng chính là Thiên Hương Ngọc Lộ. Trên một điểm này cùng nàng vặn lấy, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không khách khí, ống tay áo lắp một cái, đem ngọc bài cuốn đi, lập tức tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, trên ngọc bài lập tức hào quang tỏa sáng. Tại mật thất không trung hiện ra một đạo hình ảnh, chính là ngọc bài bên trong ghi lại địa đồ. Sau đó, Âu Dương Minh Nguyệt lại từ mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra mặt khác 2 mảnh ngọc bài, dập khuôn máy móc, đem hình ảnh bắn ra đến không trung. 3 mảnh trên ngọc bài ghi lại địa đồ rất nhanh liền liều lại với nhau. Tạo thành một bức càng lớn địa đồ, nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải một bức bản đồ, mà là nửa bức. Mặc dù mọi người đều chưa từng gặp qua toàn bộ bản đồ, nhưng từ trước mắt bắn ra tại không trung hình ảnh đến xem. 3 mảnh trên ngọc bài khắc họa địa đồ, nhiều nhất chỉ có toàn bộ bản đồ một nửa. Nhìn chằm chằm cái này nửa bức bản đồ nhìn một lát. Hỗn Nguyên thượng nhân không khỏi khe khẽ thở dài, nói, Nguyệt tiên tử, nếu như chỉ có cái này một nửa địa đồ, sợ là chúng ta 3 cái một cùng ra tay. Đều lực có chưa đến, chuyện không biết quá nhiều, bói toán chi đạo có mức cực hạn. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, thế nhưng thời gian cấp bách, vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Đối điểm này, Hỗn Nguyên thượng nhân cũng không phản đối. Bây giờ chỉ cần có tìm tới Thiên Hương Ngọc Lộ một tia hy vọng, hắn đều tuyệt không buông tha, lại càng không cần phải nói, cái này còn có nửa bức bản đồ, sẽ còn đủ 3 vị bói toán đại sư. Thiêu Phàm song mi có chút một dương. Nói, 2 vị đạo hữu có ý tứ là, lấy bói toán chi pháp, từ cái này nửa bức bản đồ bên trên thôi diễn ra còn lại tin tức. Nói cách khác, muốn dùng bói toán chi pháp, đem còn lại nửa bức bản đồ bổ đủ. Cứ việc Thiêu Phàm bản thân là một vị đại thuật sư, cực kỳ tinh thông bói toán chi pháp, vẫn cảm thấy ý tưởng này không khỏi quá điên cuồng. Thuật sư không phải thần côn, cái này khiến Thiêu Phàm lập tức nhớ tới trên địa cầu đã từng lưu truyền một chuyện cười đã biết Tiểu Minh năm nay 6 tuổi, cầu mặt trời thể thích. Trừ cái đó ra, người còn có khác càng dễ làm hơn pháp sao? Âu Dương Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại. Vì cái gì không nghĩ biện pháp đi tìm còn lại nửa bức bản đồ? Đây cũng là thôi diễn nội dung. Thiêu Phàm lập tức tỉnh ngộ, bói toán kết quả, sai lệch quá nhiều, ai biết sẽ được cái gì chỉ dẫn. Kết quả tốt nhất, đương nhiên là trực tiếp chỉ hướng còn lại nửa bức bản đồ. Nhưng cũng khó nói, kia nửa bức bản đồ cũng sớm đã hủy hoại rơi, không tồn tại nữa tại thế gian. Đã như vậy, kia việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Hỗn Nguyên thượng nhân nói, chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không nói hai lời, lúc này khoanh chân ngồi xuống,
trắng nõn trong bàn tay nhỏ, nhiều hai mảnh trúc quẻ. Cái này hai mảnh trúc quẻ nhìn qua cực kỳ cổ xưa, cùng phàm tục thế giới người bình thường sử dụng bình thường trúc quẻ không có gì khác biệt, không chút nào thu hút. Âu Dương Minh Nguyệt khoanh chân ngồi ngay ngắn, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, bảo quang lưu chuyển, một cỗ nhàn nhạt uy áp chi khí thấu thể mà ra, tự nhiên tại nàng quanh người hình thành một cái kết giới. Cầu nguyện một lát, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng đem trúc quẻ ném xuống, trúc quẻ trên mặt đất mở ra, Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, lại đem trúc quẻ thu hồi, lần nữa nói lẩm bẩm. Trong quá trình này, Tiêu Phàm rõ ràng cảm ứng được mật thất xung quanh thiên địa nguyên khí, có chút hỗn loạn, tựa hồ bị Âu Dương Minh Nguyệt khuấy động. Lại nhìn Hỗn Nguyên thượng nhân bên kia, lại là một phen khác tình hình, chân đạp thất tinh phương vị, tay trái chắp sau lưng, tay phải khẽ vuốt râu dài, chậm rãi dạo bước, tay trái ngón cái nhanh chóng tại ngón trỏ ngón giữa trên ngón vô danh vừa đi vừa về di động. Bất quá trong chốc lát, Hỗn Nguyên thượng nhân nguyên bản mặt đỏ thắm sắc liền trở nên có mấy phân tái nhợt, đỉnh đầu dâng lên từng sợi xương trắng. Cho thấy phải cái này bói toán chi thuật, cực kỳ hao phí tâm lực. Trong mật thất thiên địa nguyên khí, bị khuấy động được lợi phát hỗn loạn, không ngừng quay cuồng lên. Tiêu Phàm thì tại mật thất khác một bên ngồi xuống, cổ tay khẽ đảo, một cái hộp ngọc nổi lên, mở hộp ngọc ra, trịnh trọng kỳ sự lấy ra 50 đầu Thái Hạo thần thi. Cái này thi cỏ còn ở địa cầu thời điểm, hắn vừa mới xuất sư thời điểm, tự mình tiến về Phục Hy đại đế mộ dẫm đến thi cỏ, trải qua nhiều năm như vậy tâm thần mổ luyện, sớm đã cùng mình tâm ý tương thông, có thông linh kỳ hiệu. Tiêu Phàm đem 50 đầu Thái Hạo thần thi cầm ở trong tay, thần sắc trang nghiêm, trong miệng nhẹ nhàng cầu nguyện, nguyên bản liền lăn lộn không thôi thiên địa nguyên khí, bắt đầu cuồng bạo. Như bọn hắn dạng này bói toán tông sư, một người ở đây lên quẻ. Nghịch thiên mà đi, đều đủ để gây nên thiên địa lực lượng cường lực phản kích, lại càng không cần phải nói ba người đồng thời xem bói, cái này tiểu tiểu trong mật thất, còn không phải mở nồi. Nhưng lấy ba người bọn họ tu vi, nhưng cũng là không thèm để ý chút nào. Thiên Diệu tiên tử lẳng lặng đứng tại Tiêu Phàm bên người. Đồng dạng toàn thân bảo quang lưu chuyển, thể nội lộ ra chân nguyên chi lực, đem Tiêu Phàm cũng bao phủ nó hạ. Nàng phòng bị không phải thiên địa lực lượng phản phệ, mà là Âu Dương Minh Nguyệt. Mặc dù dưới mắt Âu Dương Minh Nguyệt muốn nhờ Tiêu Phàm chi lực đi tìm Thiên Hương Ngọc Lộ, nhưng ai cũng khó có thể cam đoan, Âu Dương Minh Nguyệt sẽ không bỗng nhiên đối Tiêu Phàm cùng nàng hạ thủ. Đối Âu Dương Minh Nguyệt đến nói, một cái hòa đợi hợp tác đồng bạn. Kém xa một cái bị quản chế tại mình, thời thời khắc khắc nghe theo phân phó tùy tùng tới bất lo. Lấy nàng cùng Tiêu Phàm ở giữa cảnh giới phát giác, thẳng nếu quả nhiên đối Tiêu Phàm xuất thủ, thật đúng là khó lòng phòng bị. Thiên Diệu tiên tử nhìn qua đối Tiêu Phàm lãnh lãnh đạm đạm, không có chút nào, vợ chồng chi tình. Lại bị cái này lơ đãng tiểu động tác tiết lộ nội tâm bí mật. Đối đây, Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, trịnh trọng việc đem một đầu thi cỏ lấy ra, để ở một bên. Sau đó đem còn lại thi cỏ một phân thành hai. Hệ nói, đại diễn số lượng 50, nó dùng 40 có 9, phân mà vì 2. Lấy tượng 2, treo một lấy tượng 3, thiệt chi lấy 4, lấy tượng 4 mùa. Về kỳ với lạc, lấy tượng nhuận, 5 tuổi lại nhuận, cho nên lại lạc sau đó treo. Trong mật thất thiên địa nguyên khí, không ngừng lăn lộn, cuồng nộ phun trào, dần dần hình thành một cái mạnh mẽ vòng xoáy, tại mật thất trên không ngừng xoay tròn, liên tục không ngừng mà đối Âu Dương Minh Nguyệt. Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Tiêu Phàm phát động công kích, ba người lại làm như không thấy, chỉ là chuyên chú vào động tác trong tay của mình. Loại trình độ này thiên địa lực lượng phản kích, còn chưa đủ lấy đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trong mật thất, cuồng phong dần dần gào thét. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, gào thét cuồng phong dần dần ngừng, thiên địa nguyên khí hình thành mạnh mẽ vòng xoáy cũng một chút xíu tán loạn, bình tĩnh lại. Âu Dương Minh Nguyệt thể nội lộ ra kia cỗ nhàn nhạt uy áp chi khí, cũng thu liễm không gặp. Hai mắt bình tĩnh chằm chằm lên trước mặt hai mảnh cổ xưa trúc quẻ, nửa ngày mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nói, phương Bắc. Chấm ngoặc kép, Hỗn Nguyên thượng nhân lông mày có chút nhau. Phương Bắc, hai chữ này, cho ra tin tức thực tế quá mức mơ hồ. Bọn hắn đang đứng ở Nam Châu Đại Lục Tây Nam Bộ, cái gọi là phương Bắc, không biết ra sao chờ rộng lớn, kéo dài ngàn tỷ bên trong xa, bao hàm Nam Châu Đại Lục bên trên tuyệt đại bộ phân thổ địa. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt lại chỉ nói hai chữ này. Liền là ngậm miệng lại không mở miệng. Quẻ tượng phía trên, cũng chỉ có như thế một điểm nhắc nhở, dù là nhiều lời một chữ, cũng có thể sinh ra lừa dối, cùng quẻ tượng chỉ dẫn đi ngược lại. Lũ lụt, chấm ngoặc kép, Hỗn Nguyên thượng nhân lập tức cũng nói ra hai chữ. Hai chữ này so sánh với Âu Dương Minh Nguyệt, phương Bắc còn muốn không giới hạn. Lấy Nam Châu Đại Lục chi rộng lớn,
có thể coi là, lũ lụt, chính không biết có bao nhiêu giang hà hồ nước, chẳng lẽ còn có thể khắp nơi tìm kiếm quá khứ. Liền coi như bọn họ có dạng này thời gian tinh lực, khắp nơi đi tìm kiếm, mục tiêu lại là cái gì đâu. Bọn hắn muốn tìm kiếm thứ gì, quẻ tượng bên trên thế nhưng là một điểm gợi ý đều không có. Hai người kìm lòng không được hướng Tiêu Phàm nhìn qua, Tiêu Phàm trước mặt, bày ra một cái quẻ tượng, càn bên trên càn hạ, quẻ càn, Tiêu Phàm lông mày nhíu chặt, hai mắt một mực tiếp cận cái này quẻ càn, trên trán trong bất chi bất giác chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Lặn lòng tại uyên, thật lâu, Tiêu Phàm mới nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Quân tử chờ thời, muốn giỏi về bảo tồn mình, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đây là quẻ càn tiềm long nguyên ý, nhưng kết hợp bọn hắn muốn xem bói mục đích, bốn chữ này tựa hồ còn có ám chỉ gì khác. Về phần đến cùng là chỉ hướng phương nào, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng khó có thể tác giải. Lặn long tại uyên, Âu Dương Minh Nguyệt lại bỗng nhiên giơ lên song nghi, một vòng vẻ vui mừng, từ nàng trong mắt nhanh chóng lướt qua, tựa hồ đã có đoạt được. Nói như vậy, lời đồn đại kia không phải là thật, chúng ta thật đúng là muốn hướng Hắc Uyên chi địa chạy lên một chuyến. Hắc Uyên, ngay cả Hỗn Nguyên thượng nhân đều lấy làm kinh hãi. Thiên Diệu tiên tử càng là sắc mặt biến hóa, tựa hồ cái này Hắc Uyên chi địa là cái cực kỳ hung hiểm chỗ. Chương 1165, Hắc Uyên. Hắc Uyên chi địa, Tiêu Phàm cũng hơi có nghe thấy. Nghe nói kia là Bắc Minh biển cả chỗ sâu một cái vực sâu, xâm nhập đáy biển không biết bao sâu. Hết lần này tới lần khác ở nơi đó, lại có một chỗ không gian độc lập, đem vạn trượng nước biển đều che đậy bên ngoài, nhân loại có thể ở trong đó sinh tồn. Không hề nghi ngờ, đây là không gian dị biến kết quả. Về phần tại sao sẽ có loại này không gian dị biến, lúc nào xuất hiện dị biến, tự nhiên đã không thể kiểm tra. Tại nghe đồn rằng, Hắc Uyên là ngoài vòng pháp luật chi địa. Tu chân giới không ít đại gian cự ác, bị người đuổi giết phải trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, cuối cùng đều trốn đến Hắc Uyên chi địa. Chỉ cần giao nạp đầy đủ phí tổn cho Hắc Uyên lãnh chúa, liền sẽ thu hoạch được Hắc Uyên che chở, không còn thụ truy nã truy sát. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi gây bao lớn phiền phức, chỉ cần trốn đến Hắc Uyên, liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, không có người có thể đến Hắc Uyên đi bắt ngươi quy án. Tiêu Phàm đối Hắc Uyên chi địa hiểu rõ, chính là nhiều như vậy. Hắn cũng là thỉnh thoảng nghe đến người khác nói đến Hắc Uyên, hai người kia đối Hắc Uyên tình hình, hiểu cũng không nhiều. Tiêu Phàm chỉ là coi như một cái không đáng tin cậy nghe đồn tới nghe, vẫn chưa truy đến cùng. Hiện tại xem ra, nơi này còn thật tồn tại, đồng thời ngay cả Hỗn Nguyên thượng nhân, Thiên Diệu tiên tử dạng này nổi tiếng lâu đời hậu kỳ đại tu sĩ, đều đối Hắc Uyên rất có cảnh giác. Nguyệt tiên tử vì sao cảm thấy, việc này cùng Hắc Uyên tương quan? Âu Dương Minh Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, từ tốn nói, phương Bắc, lũ lụt, lặn long tại Uyên. Ba cái này hợp lại cùng nhau. Đạo huynh chẳng lẽ không cảm thấy được đang có chỉ a? Hỗn Nguyên thượng nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt sâu dài, vẫn như cũ có chút không hiểu bộ dáng. Đạo huynh chẳng lẽ quên, năm đó Bắc Minh đại địa nổi danh nhất, danh xưng bói toán thứ nhất, thần toán tử. Thần toán tử ứng linh trạch, Hỗn Nguyên thượng nhân thốt ra, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Đúng, chính là hắn. Hỗn Nguyên thượng nhân lập tức lắc đầu liên tục, nói thế nhưng là người này chẳng lẽ còn tại nhân thế a? Đạo huynh vì sao cho là hắn đã vẫn lạc rồi? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi ngược lại. Hỗn Nguyên thượng nhân vuốt râu nói, nếu như ta nhớ được không sai. Người này thành danh, hẳn là sớm tại 400 năm trước đi. Khi đó hắn liền đã danh mãn Bắc Minh đại địa, danh xưng Bắc Minh thứ nhất bói toán đại sư. Mặc dù ta không cùng người này mưu qua mặt, nhưng từ trong truyền thuyết suy luận, lúc ấy người này hẳn là liền đã có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Về sau nghe nói không biết nguyên nhân gì, làm tức giận nguyên linh giáo đại giáo tôn. Vị kia đương đại linh vương ban xuống lệnh treo giải thưởng, muốn lấy hắn trên cổ đầu người. Mức thưởng chi cao, quả thực là trước nay chưa từng có. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hỗn Nguyên thượng nhân ánh mắt hữu ý vô ý ở giữa tại Thiên Diệu tiên tử cùng Tiêu Phàm trên mặt đảo qua. Cho tới nay, Hạo Thiên Tông đối Thiên Diệu tiên tử cùng Tiêu Phàm treo thưởng cũng không có hủy bỏ, vẫn như cũ là giá trên trời mức thưởng. Chỉ bất quá biết nội tình người, ai cũng sẽ không lại đem cái này treo thưởng coi ra gì. Nhưng mà Hạo Thiên Tông đối Thiên Diệu tiên tử cùng Tiêu Phàm mở ra mức thưởng. Cùng năm đó Nguyên Linh giáo đại giáo tôn ban xuống lệnh treo giải thưởng, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Cũng không biết vị kia thần toán tử ứng linh trạch đến cùng làm sao đắc tội sảng khoái thay mặt linh vương, quả thực đem hắn hận thấu xương, vậy mà mở ra như thế khiến người cơ hồ hoàn toàn không dám tin mức thưởng. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, là có chuyện như vậy. Nhưng kia bút treo thưởng,
không phải cho tới nay đều không người nhận lấy à? Hỗn Nguyên Thượng Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không người nhận lấy không có nghĩa là không người bắt đến ứng linh trạch. Nghe nói, đại giáo tôn thậm chí tự thân xuất mã. Đương đại linh vương, thế nhưng là công nhận ngộ linh kỳ tu sĩ, Nam Châu đại lục đứng đầu nhất đại cao thủ. Thần toán tử coi như lại khó lường, chỉ sợ cũng trốn không thoát một vị ngộ linh kỳ cao nhân truy sát a. Ngộ linh kỳ tu sĩ, Tiêu Phàm sắc mặt cũng là hơi đổi, âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Ngộ linh kỳ tu sĩ là toa ma giới dạng này dưới cùng giao diện tối cao đẳng cấp đại năng giả, Nam Châu đại lục mặc dù rộng lớn vô ngần, được vinh dự người tu chân thiên đường. Nhưng ngộ linh kỳ cao nhân, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền ngay cả ngàn năm trước danh xưng chính đạo thứ nhất tông Vô Cực Môn, cũng không phải mỗi một thời đại đều có ngộ linh kỳ cao nhân tọa chấn. Bình thường mà nói, ngộ linh kỳ tu sĩ vẻn vẹn chỉ là cái nghe đồn. Tỷ như thập đại chính đạo tông môn cùng thập đại ma đạo tông môn tông chủ, chỉ muốn thành danh lâu ngày, lại không thường thường tại ngoại giới lộ diện, đều sẽ bị suy đoán đã tiến giai ngộ linh kỳ, hoặc là ngay tại hướng ngộ linh kỳ xung kích. Bình thường tại cái này thập đại chính đạo cùng ma nói trong tông môn, luôn có mấy vị ngộ linh kỳ cao nhân tồn tại, nhưng đến cùng là những người kia đột phá bình cảnh này, đạp lên vĩnh sinh đại đạo, nhưng thủy chung đều là một câu đố, cần rất nhiều năm về sau mới có thể giải khai. Thật giống như Âu Dương Minh Nguyệt trước mắt đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cực hạn thọ nguyên, nếu như tiếp qua 200 năm, Hạo Thiên Tông đại trưởng lão vẫn không có thay người, kia ngoại giới liền sẽ nhao nhao phỏng đoán, Âu Dương Minh Nhật đã tiến giai đến hiểu linh kỳ. Nếu nàng đã vẫn lạc, kia Hạo Thiên Tông hẳn là sẽ mặt khác đề cử một vị đại trưởng lão tiếp nhận vị trí của nàng. Mà nguyên linh giáo đương nhiệm đại giáo tôn, bị tôn xưng là Linh Vương, vị kia, lại là công nhận ngộ linh kỳ tu sĩ. Hắn đã từng trước mặt mọi người thi triển qua ngộ linh kỳ tuyệt đại thần thông, đắp lên trăm tên nguyên anh tu sĩ tận mắt chứng kiến, trong đó chỉ ít có mấy vị hậu kỳ đại tu sĩ. Đây là một vị siêu cấp ngưu nhân, vị kia thần toán tử đắc tội một vị ngộ linh kỳ tu sĩ, bị đại giáo tôn thân tử truy sát, có thể tránh thoát đi may mắn không chết khả năng xác thực rất thấp. Lại càng không cần phải nói, phương Bắc nguyên linh giáo danh xưng thập đại ma đạo tông môn một trong, bản thân thực lực cực kỳ hùng hậu. Trong giáo còn có mấy vị tu vi không tại thần toán tử phía dưới hậu kỳ đại tu sĩ. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên một sợi mỉm cười, chậm rãi nói, nếu như là bình thường hậu kỳ tu sĩ, đúng là rất khó từ đại giáo tôn thủ hạ đào thoát, nguyên linh giáo có rất nhiều kỳ lạ thủ đoạn, khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá ứng linh trạch là một ngoại lệ, đạo huynh cũng không nên quên hắn ngoại hiệu. Hỗn Nguyên Thượng Nhân nao nao, kìm lòng không được lại vuốt vuốt râu dài, trầm ngâm. Nguyệt tiên tử nói là ứng linh trạch bỏ chạy Hắc Uyên chi địa. Âu Dương Minh Nguyệt thoảng qua gật đầu, nói tại Bắc Minh, hoặc là nói tại toàn bộ Nam Châu đại lục, có thể tránh thoát một tên ngộ linh kỳ cao nhân đuổi bắt, cũng chỉ có như vậy mấy chỗ cấm địa. Nghe nói ứng linh trạch không phải thuần chính nhân loại tu sĩ, mà là mang theo giao long huyết mạch nửa người. Cho nên hắn tự xưng là linh trạch vương hậu đại, ngay cả danh tự đều gọi làm ứng linh trạch. Cho nên, hắn nhất có thể địa phương có thể đi, hẳn là Hắc Uyên chi địa. Linh Trạch Vương, vị này thần toán tử đạo hữu có Hắc Long thần huyết mạch. Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi, nghe đồn rằng, phương Bắc Hắc Long thần, tên gọi Linh Trạch Vương. Hắn tự xưng là dạng này, nhưng người này xác thực cực kỳ tinh thông thủy thuộc tính thần thông, ngay cả trên đầu đều dài lấy hai con sừng rồng, hơn phân nửa hẳn là không giả. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói thế nhưng là, nếu như hắn thật đắc tội sảng khoái thay mặt Linh Vương, coi như trốn đến Hắc Uyên chi địa. Chẳng lẽ liền có thể đào thoát đại giáo tôn truy sát a? Kia Hắc Uyên chi địa, thật thần kỳ như thế. Phải biết, đại giáo tôn là ngộ linh kỳ tu sĩ, mà lại thống lĩnh danh xưng ma đạo 10 đại tông môn một trong nguyên linh giáo, thực lực không tại Hạo Thiên Tông, Thái Thượng Tông cùng siêu cấp tông môn phía dưới. Nếu như hắn thật hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được ứng linh trạch, chẳng lẽ kia Hắc Uyên chi địa chủ nhân, còn dám cùng một tên ngộ linh kỳ tu sĩ đối nghịch, thậm chí hướng toàn bộ nguyên linh giáo khai chiến? Trừ phi, vị này trong truyền thuyết Hắc Uyên lãnh chúa, cũng là ngộ linh kỳ cao nhân. Âu Dương Minh Nguyệt không trả lời ngay Tiêu Phàm cái nghi vấn này, mà là nhìn Thiên Diệu Tiên Tử một chút. Thiên Diệu Tiên Tử từ tốn nói, trong truyền thuyết, Hắc Uyên chi địa là cái không gian độc lập, đối tất cả tu sĩ cảnh giới đều có cực mạnh áp chế. To lớn cấm chế chi lực, sẽ để cho rất nhiều người vừa tiến vào Hắc Uyên, lập tức liền cảnh giới giảm lớn, rất nhiều thần thông đều không thi triển ra được. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Nói thần kỳ như vậy. Chấm ngoặc kép, kỳ thật cùng loại không gian độc lập, Tiêu Phàm đã từng gặp qua, Thiên Diệu Cung Bí Điện, chính là như nhau, chỉ bất quá Thiên Diệu Cung Bí Điện không gian rất nhỏ,
linh khí không đủ, không gian áp lực cũng không phải quá lợi hại. Coi như Tiêu Phàm không có tùy thân mang theo, Càn Khôn đỉnh, lấy hắn đối không gian chi lực lĩnh ngộ, cũng có thể ngăn cản được. Nghĩ đến cái này nổi tiếng lâu đời Hắc Huyên chi địa, nó hung hiểm chỗ, xa không phải Thiên Diệu cung bí điện có thể so sánh. Tại Hắc Huyên chi địa, một tên hậu kỳ tu sĩ thần thông, chưa hẳn liền có thể mạnh hơn sơ kỳ tu sĩ. Ngược lại là tinh thông luyện thể thuật pháp thể song tu người tại Hắc Huyên có thể như cá gặp nước. Nghe nói trước đây thật lâu, liền có một tên ngộ linh kỳ tu sĩ tiến vào Hắc Huyên đi bắt người. Chấm ngoặc kép, Hỗn Nguyên thượng nhân nói đến đây, thoảng qua dừng lại một chút. Tiêu Phàm hỏi, kết quả như thế nào? Vẫn lạc rơi, Hỗn Nguyên thượng nhân từ tốn nói. Tên kia ngộ linh kỳ tu sĩ vẫn lạc rơi, chẳng những không có bắt đến người, tự thân ngược lại vẫn lạc tại Hắc Huyên chi địa. Hỗn Nguyên thượng nhân nói, song nghi cũng không khỏi phải nhau. Tiêu Phàm có chút trợn tròn mắt, tại toa ma giới dạng này dưới cùng giao diện, ngộ linh kỳ tu sĩ đã là tối cao đẳng cấp đại năng, tùy thời đều tại chuẩn bị phi thăng lên giới, chứng thực vĩnh sinh chi đạo. Tại Tiêu Phàm trong tưởng tượng, dạng này ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất siêu cấp cường giả, trừ phi vẫn lạc tại lớn thiên kiếp dưới, nếu không thế gian này cũng đã không người có thể tổn thương đến bọn hắn. Tại cơ duyên xảo hợp thời điểm, đánh bại một tên ngộ linh kỳ tu sĩ, có lẽ miễn cưỡng còn có thể làm được, nhưng là diệt sát một tên ngộ linh kỳ tu sĩ, lại là gian nan vô so. Tu vi đến loại cảnh giới đó lão quái vật, ai không có mấy lần bảo mệnh tuyệt chiêu. Hắc Huyên là một ngoại lệ, Âu Dương Minh Nguyệt nói một cách đơn giản nói. Kia là một cái không gian độc lập, vô cùng có khả năng ra vào đều có đặc thù yêu cầu. Dù coi như là ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng không thể ở nơi đó tới lui tự nhiên. Mà lại, chân thực cảnh giới còn lớn thụ áp chế. Bằng không mà nói, ngộ linh kỳ tu sĩ dù là coi là thật không địch lại, cũng đều có thể lấy thong dong đào thoát. Tiêu Phàm lập tức giật mình, khó trách Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Thiên Diệu tiên tử vừa nghe đến Âu Dương Minh Nguyệt muốn đi Hắc Huyên chi địa, đều lộ ra trần trở thần sắc. Nguyệt tiên tử, đây cũng chỉ là phỏng đoán chi từ. Hỗn Nguyên thượng nhân nhíu mày nói, ngươi nói thần toán tử đi Hắc Huyên, dù ai cũng không cách nào chứng minh. Hắn đã 400 năm chưa từng trên giang hồ lộ mặt qua, bị đại giáo tôn diệt sát khả năng cực cao. Vì như thế một loại hư vô mờ mịt khả năng, liền mạo hiểm đi sông Hắc Huyên chi địa, có phải là quá điên cuồng chút? Đã quẻ tượng là như thế chỉ dẫn, cái này Hắc Huyên chi địa, nhất định phải đi một chuyến. Âu Dương Minh Nguyệt không thối lui chút nào, nhẹ nói, ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt, không có chút nào khoan nhượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1166, Cực Bắc chi địa. Cực Bắc chi địa, tại tầm thường người nghĩ đến, là cực độ khổ hàn đất cằn sỏi đá, ít ai lui tới, đất tuyết nghìn dặm. Kỳ thật không phải, cái này Cực Bắc chi địa, bị hai cái siêu cấp đại tông trưởng khống. Một chính một tà, chính là Chân Vũ Môn, danh xưng thập đại chính đạo tông môn một trong môn nhân tài cường thịnh, cao thủ nhiều như mây. Trưởng giáo chân nhân danh xưng Chân Vũ Thần Quân, uy trấn Bắc địa, thế lớn vô so. Chân Vũ Môn cung phụng Chân Vũ Đại Đế. Đã Bắc Cực Huyền Thiên Thượng Đế, còn đen, cho nên lại bị tôn xưng là Hắc Đế. Tại Chân Vũ Môn cực thịnh thời điểm, đã từng một trận đưa thân Nam Châu Đại Lục 10 đại tông môn 3 vị trí đầu. Bất quá từ khi ngàn năm trước, Vô Cực Môn ngoài ý muốn xuống dốc, qua nhiều năm như vậy, đã không có một cái quyền uy có quan hệ chính đạo 10 đại tông môn xếp hạng. Vô Cực Môn tại thời điểm, là công nhận chính đạo thứ nhất tông, địa vị không người có thể dung chuyển. Chân Vũ Môn, Hạo Thiên Tông, Thái Cực Môn, Thái Thượng Tông, Thái Ất Môn, Phục Ma Chùa cùng chính đạo siêu cấp đại tông, thì theo sát phía sau, nhưng xếp hạng cũng không cố định. Bất quá những tông môn này nhưng đều là không hề nghi ngờ có thể xếp vào thập đại tông. Mà tà thì là Huyền Âm Bắc Cực Cung, còn gọi là Bắc Cực Huyền Âm Giáo. Huyền Âm Giáo cũng liệt tên thập đại ma nói trong tông môn, mặc dù thế lực so sánh với Chân Vũ Môn hơi thua, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhiều năm qua, cùng phương Nam cách đó không xa Nguyên Linh Giáo giao hảo, tương hỗ là ô dù. Cũng là đủ để cùng Chân Vũ Môn giữ lẫn nhau không dưới, lực lượng ngang nhau. Âu Dương Minh Nguyệt một nhóm đầu tiên đi chính là Chân Vũ Môn trưởng khống địa bàn. Vì không làm cho Cực Bắc chi địa oanh động, mọi người tự nhiên đều làm cần thiết che giấu, đem khí tức áp chế ở Nguyên Anh sơ kỳ tả hữu. Một đám Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ kết bạn đồng hành, không đến mức để quá nhiều người ghé mắt, nhưng cũng sẽ không dễ dàng dẫn tới hạng giá áo túi cơm ngấp nghé. Bằng không mà nói, lấy Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên thượng nhân thân phận, Chân Vũ Môn là nhất định phải gióng trống khua chiêng nghênh tiếp. Lúc này, Âu Dương Minh Nguyệt nhưng không có tâm tình cũng không có thời gian cùng người xã giao vãng lai.
Một đoàn người thẳng tới Bắc Minh biển cả bờ biển, nơi này có một cái thành nhỏ. Nó tác dụng địa vị ước chừng cùng man hoang thế giới biên giới Cửu Hoa Thành tương đương, làm tiến về Bắc Minh biển cả săn bắt động vật biển căn cứ tân tiến, đại lượng động vật biển thợ săn ở đây bổ sung cần thiết vật tư, lại thành quần kết đội, tiến về Bắc Minh biển cả chỗ sâu săn bắt động vật biển. Bắc Minh chi địa động vật biển vật liệu giao dịch, xa so Thiên Nhai biển. Tắc Phuông biển cùng nội hải động vật biển vật liệu giao dịch muốn hưng thịnh nhiều, các loại tài liệu chân quý tầng tầng lớp lớp. Ở bên trong lục thành thị tranh bể đầu 10 cấp yêu thú vật liệu, ở đây cũng chỉ bình thường mà thôi. Mà muốn tìm Hắc Huyên chi địa lối vào, nhất định phải tìm kiếm những cái kia kinh nghiệm phong phú động vật biển thợ săn làm dẫn đường. Cái này Hắc Huyên chi địa, không có một cái cố định cửa vào a. Tiêu Phàm không chịu được truyền âm hướng Thiên Diệu tiên tử hỏi. Đối với Nam Châu đại lục tu chân giới các loại kỳ văn dị sự, hắn biết được được tự nhiên kém xa Thiên Diệu tiên tử nhiều như vậy. Thiên Diệu tiên tử từ tốn nói, không có. Hắc Huyên chi địa lối vào, cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại biến động. Có đôi khi hơn mấy tháng sẽ tại cố định khu vực vừa đi vừa về di động. Có đôi khi sẽ trực tiếp chuyển qua bên ngoài mấy vạn dặm, thậm chí hoàn toàn biến mất, nhiều năm về sau, lại từ mấy trăm ngàn bên trong thậm chí là một triệu bên trong bên ngoài mặt biển xuất hiện, cho tới bây giờ đều không có có ý đã định. Liền xem như những cái kia kinh nghiệm phong phú nhất động vật biển thợ săn. Cũng chưa chắc nhất định có thể tìm tới cửa vào, chỉ có thể tìm vận may. Nghe vào, Thiên Diệu tiên tử đối Hắc Huyên chi địa hết sức quen thuộc. Đây cũng có thể lý giải, dù sao nàng đã từng bị Huệ Thiên Hào bọn người truy sát 20-30 năm lâu. Xem chừng phàm là có thể cung cấp an toàn che chở chỗ, đều từng tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Hắc Huyên chi địa dạng này nổi danh địa phương, Thiên Diệu tiên tử kỹ càng hiểu rõ, chính là đương nhiên. Kỳ thật nhiều năm trước kia, Hắc Huyên chi địa trên đại lục thiết tiếp dẫn chỗ, phàm là muốn đi vào Hắc Huyên tránh họa tu sĩ. Có thể trực tiếp cùng những này tiếp dẫn ra liên hệ, chỉ cần có thể xuất ra nổi giá tiền, tiếp dẫn chỗ tự nhiên sẽ đem bọn hắn mang đi Hắc Huyên. Bất quá về sau, thần toán tử chọc dẫn Nguyên Linh giáo đại giáo tôn, Hắc Huyên những này tiếp dẫn chỗ liền bị phá hủy hầu như không còn. Chân Vũ môn cùng Huyền Âm giáo đều phải cho đại giáo tôn mặt mũi này. Thiên Diệu tiên tử lại thêm vài câu giải thích, tại đáy biển chỗ sâu là Hắc Huyên lãnh chúa định đoạt, dù coi như là đại giáo tôn dạng này ngộ linh kỳ cao thủ, đều có lo lắng, không muốn tùy tiện tiến vào, nhưng trên đại lục, Nguyên Linh giáo lại là thật sự quái vật khổng lồ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu một cái, Âu Dương Minh Nguyệt trực tiếp hướng trong thành một cái khách sạn đi đến, tựa hồ đối với nơi này tương đối quen thuộc. Những ngày này, bọn hắn liên tục không ngừng đi đường, mặc dù chủ yếu là dựa vào truyền tống, nhưng ở một chút không có truyền tống trận liên thông thành trì ở giữa. Còn phải dựa vào chính mình phi hành. Một hơi không ngừng đuổi tới cái này Bắc Minh biển cả bờ biển, thật đúng là có chút mệt mỏi, hơi sự tình nghỉ ngơi cũng tốt. Bất quá vừa đi tiến vào khách sạn, Tiêu Phàm liền biết mình nghĩ sai, Âu Dương Minh Nguyệt tiến vào căn này khách sạn, tuyệt không phải vì nghỉ ngơi. Hắn cùng Thiên Diệu tiên tử vốn là đi tại phía sau, lúc này càng là kìm lòng không được dừng lại bước chân, nháy mắt đề cao 12 phân cảnh giác cùng đề phòng chi ý. Bởi vì bọn hắn ở đây đồng thời cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Một tên khoảng 40 tuổi, người mặc màu đỏ tía cẩm bào uy nghiêm nam tử, nhanh chân tiến lên đón. Chính là Hạo Nhật môn môn chủ Huệ Thiên Hào, bọn hắn đã từng tử địch. Lại không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp được Huệ Thiên Hào. Mà cùng Huệ Thiên Hào cùng một chỗ chào đón một tên khác mập mạp nam tử trung niên, Tiêu Phàm cũng giống vậy rất quen thuộc, chính là đại triệu nước Đô Lương thành tứ hải cư lão bản mang đại trưởng quỹ. Nếu như nói, ở đây gặp được Huệ Thiên Hào, Tiêu Phàm còn có thể hiểu được, dù sao Hạo Nhật Môn là Hạo Thiên Tông chi nhánh, Huệ Thiên Hào cũng coi là Hạo Thiên Tông nửa cái môn nhân, tại Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt nhất quán kính cẩn, giống như vãn bối đệ tử. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy mang trưởng quỹ cùng Huệ Thiên Hào ở cùng một chỗ, lại coi là thật không tưởng được. Huệ Thiên Hào đối Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử không tuân theo, chỉ là hướng Âu Dương Minh Nguyệt ôm quyền làm lễ, thoảng qua hạ thấp người, thấp giọng nói, đại trưởng lão. Chấm ngoặc kép, nguyên bản thấy ai cũng cười rạng rỡ, mặt béo tròn cực kỳ hòa khí, trời sinh thương nhân một cái mang đại trưởng quỹ, tại Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt cũng cực kỳ kính cẩn cẩn thận, ôm quyền thở dài, dung mạo nghiêm nghị. Tại Nam Châu đại lục Đông Bắc Bộ, Âu Dương Minh Nguyệt danh vọng chi long, vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng, vô luận Huệ Thiên Hào hay là mang trưởng quỹ, đều là uy chấn một phương hậu kỳ đại tu sĩ, giờ phút này lại cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút vô lễ. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, xem như đáp lễ. Tại hạ Hạo Nhật môn Huệ Thiên Hào, gặp qua thượng nhân, kính đã lâu thượng nhân đại danh, hôm nay nhìn thấy,
hạnh thế nào chi. Gặp qua đại trưởng lão về sau, Huệ Thiên Hào thần sắc biến đổi, mỉm cười ôm quyền cùng Hỗn Nguyên thượng nhân làm lễ. Hỗn Nguyên thượng nhân mỉm cười nói, Huệ môn chủ khách khí, tại hạ bất quá là vắng vẻ chi địa một người rảnh rỗi ngươi, làm sao khắc khi. Hai người hàn huyên vài câu, Huệ Thiên Hào lập tức ngẩng lên thật cao đầu, cũng không để ý Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử. Lúc trước hắn một đường truy sát Tiêu Phàm hai người, còn nói mấy câu, bây giờ lại là kết xuống tử thù. Nếu không phải làm phiền Âu Dương Minh Nguyệt ở đây, nói không chừng Huệ Thiên Hào lập tức liền muốn xuất thủ. Đương nhiên, lấy bây giờ Thiên Diệu tiên tử cùng Tiêu Phàm thực lực, dù coi như Thiên Diệu tiên tử chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh cảnh giới, lấy một địch hai, Huệ Thiên Hào cũng là thắng ít bại nhiều. Huệ Thiên Hào loại thái độ này, Thiên Diệu tiên tử càng là ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút, Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên mỉm cười, cũng không để ý tới hắn. Huệ Thiên Hào như thế, mang trưởng quỹ nhưng không có dạng này tấm, chủ động tiến lên cùng hai người làm lễ. Tiêu đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, ban đầu ở Tứ Hải cư thời điểm, đạo hữu cải trang giả dạng, không muốn trương dương, đới mỗ cũng liền chưa từng cùng đạo hữu thân cận nhiều hơn, thực tế là thất lễ. Mang trưởng quỹ mỉm cười nói, mập mạp trên mặt, thịt mỡ không ngừng run run. Tiêu Phàm hơi cảm giác kinh, nói, đới huynh khi đó liền nhận ra Tiêu mỗ đến rồi. Mang trưởng quỹ cười nói, khi đó tại hạ ngược lại thật không biết Lê đạo hữu chính là Tiêu đạo hữu dùng tên giả. Không qua đạo hữu khí tức, tại hạ ngược lại là rất quen thuộc. Lúc ấy tại Tứ Hải cư đại hội đấu giá bên trên, mang trưởng quỹ cách xa xa cảm ứng một chút Tiêu Phàm khí tức, bây giờ lập tức liền đem Tiêu Phàm nhận ra được, cũng coi là thật bản lãnh. Tiêu Phàm từ đáy lòng bội phục, lúc này cùng mang trưởng quỹ lại khách khí vài câu. Cái này khách sạn nhỏ rất là thanh tĩnh, mấy người tại cửa ra vào hàn huyên, nhưng cũng chưa gây nên quá nhiều người chú ý. Tự nhiên, Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ cũng đều đem khí tức của mình ép đến Nguyên Anh sơ kỳ tả hữu. Bắc Minh biển cả bờ biển yêu thú thợ săn, Nguyên Anh kỳ tu sĩ có khối người, mấy tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tụ hội, bình thường cực kỳ. Đại trưởng lão, mời tới bên này. Huệ Thiên Hào cũng không nói nhiều, đi đầu dẫn đường. Phút chốc, Huệ Thiên Hào liền dẫn mọi người đi tới một chỗ 10 điểm thanh tĩnh viện lạc. Tại cái này cực bắc chi địa, dõi mắt chỗ đến, đều là băng thiên tuyết địa màu trắng, nhìn thấy người con mắt đều đau nhức. Bỗng nhiên nhìn thấy dạng này một cái cỏ xanh như tấm đệm, hoa mộc sum xuê đình viện nhỏ, nhất thời làm lòng người ngực vì đó một sướng, rộng mở trong sáng, tựa hồ mấy ngày liền đi đường mệt nhọc, đều quét sạch sành xanh. Đồng thời cái này đình viện nhỏ bên trong, linh khí mờ mịt, 10 điểm nồng đậm. Xem ra lòng đất có rất không tệ linh mạch, Tiêu Phàm rất rõ ràng, đừng nhìn viện này rơi nhỏ, tiền thuê khẳng định không rẻ. Tại loại này bờ biển thành nhỏ, hết thảy đều quý. Dù sao những cái kia động vật biển thợ săn trong túi có là linh thạch, không có linh thạch cũng có bó lớn yêu thú vật liệu, từng cái eo quấn bạc triệu, làm ăn không kiếm bọn hắn linh thạch kiếm ai. Bất quá Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ, đều là chân chính thổ hào, chút linh thạch này, từ sẽ không đặt tại trong mắt. 6 người tại một gian xương phòng bên trong phân chủ khách ngồi xuống, sớm có thị nữ dâng lên linh trà linh quả. Tiêu Phàm ánh mắt, không khỏi tại kia hai tên thị nữ trên thân dừng lại thêm một lát, một sợi vẻ kinh ngạc tại trong mắt nhanh chóng lướt qua. Cái này hai tên thị nữ đang lúc thanh xuân tuổi trẻ, có luyện khí kỳ linh lực ba động, dung mạo đẹp đẽ, dáng người thượng giai, nhưng những này, khẳng định không phải Tiêu Phàm chú ý nguyên nhân của các nàng. Mập mạp mang trưởng quỹ mỉm cười nói, Tiêu đạo hữu có phải là cảm thấy cái này hai tên thị nữ có chút kỳ lạ. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, đúng vậy, trên người các nàng, tựa hồ không vẻn vẹn chỉ có nhân loại khí tức, còn mang theo tộc khác loại khí tức. Huệ Thiên Hào tiếp lời đầu, lạnh lùng nói, các nàng vốn là hải tộc cùng nhân loại hỗn chủng, huyết mạch hỗn tạp không thuần. Từ đầu đến cuối, Huệ Thiên Hào liền đối với hắn hai chưa từng có sắc mặt tốt. Tiêu Phàm nhìn hắn một cái, thần sắc nhàn nhạt. Chương 1167, Thánh Linh Chi Huyệt cùng Thánh Linh Hậu Duệ. Âu Dương đạo hữu, Huệ Thiên Hào cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ hành động a. Vẫn luôn im lặng không nói Thiên Diệu tiên tử bỗng nhiên mở miệng hỏi, có phần không khách khí. Một sợi hắc khí tại Huệ Thiên Hào trên mặt bay lên. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, Huệ đạo hữu trong tay có hai mảnh ngọc giản, hơn phân nửa địa đồ là hắn tìm được, đương nhiên phải cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Về phần mang đạo hữu, chắc hẳn mọi người đều biết, chính là tầm bảo đào kim hảo thủ, cũng là thiếp thân cố ý mời hắn tham dự lần này hành động. Tứ Hải Cư là Đô Lương thành lớn nhất cửa hàng một trong, đã từng bán ra qua không ít hiếm thấy đồ tốt. Tiêu Phàm đập đến kia chiếc phong vũ tàu cao tốc, chính là mang trưởng quỹ cùng những người khác cùng một chỗ,
tại Nguyên Linh giáo địa bàn bên trên khai quật đến cổ vật. Nói người này là tầm bảo đào kim hảo thủ, quả nhiên không sai. Hỗn Nguyên thượng nhân ngắt lời nói, nghe đồn rằng, ngày đó Hương Ngọc Lộ sinh tại Thánh Linh sinh ra chi địa, chính là một giới tinh khí nồng nặc nhất hội tụ chi địa, cùng bình thường cổ vật chôn giấu chỗ, chỉ sợ có chỗ khác biệt a. Lời nói này phải uyển chuyển, nhưng Hỗn Nguyên thượng nhân ý tứ, lại không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn tự nhiên cũng không nguyện ý tầm bảo trong đội ngũ lại tăng thêm hai người này. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử gia nhập, biết rõ bọn hắn cùng Âu Dương Minh Nguyệt ở giữa có thù, Hỗn Nguyên thượng nhân liền cũng không lo lắng bọn hắn bắt tay hợp tác tới đối phó mình một người. Nhưng Huệ Thiên Hào cùng Mang Trưởng Quỹ rõ ràng khác biệt, Huệ Thiên Hào cơ hồ chính là Hạo Thiên Tông người, tính được là Âu Dương Minh Nguyệt vãn bối đệ tử. Mang Trưởng Quỹ mặc dù mặt ngoài cùng Hạo Thiên Tông cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều không có dính dấp, nhưng mà nội bộ đến cùng có thứ gì quan hệ, lại là không được biết. Lẫn nhau ở giữa, giao tình không ít chính là tất nhiên. Âu Dương Minh Nguyệt đã là một trong người đi đường chí cường giả, lại thêm hai tên hậu kỳ đại thu sĩ tương trợ, một khi phát sinh phân tranh, ai có thể cùng chúng chống lại. Đạo huynh nói được rõ ràng, đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi. Thánh Linh chi huyệt đến cùng là cái bộ dáng gì? Người ta ai đều chưa từng thấy tận mắt, nhưng Mang đạo hữu lại thấy tận mắt. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói. Ồ, lời vừa nói ra, Hỗn Nguyên thượng nhân, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử đều lấy làm kinh hãi, ánh mắt đồng loạt rơi vào Mang Trưởng Quỹ mập mạp trên mặt tròn. Mang Trưởng Quỹ vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, mảy may cũng không có bởi vì Hỗn Nguyên thượng nhân chất vấn mà biểu hiện ra tức giận chi ý, nói đến Thánh Linh chi huyệt, tại hạ ngược lại thật sự là thấy tận mắt. Mặc dù chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền bị không gian vòng xoáy cuốn đi, nhưng kia thật là Thánh Linh chi huyệt không thể nghi ngờ, điểm này. Tại hạ có thể vững tin, không gian vòng xoáy, Mang đạo hữu ở nơi nào nhìn thấy Thánh Linh chi huyệt. Hỗn Nguyên thượng nhân không hề buông lỏng, nhìn chằm chằm hỏi. Bởi vì dựa theo nghe đồn, Thiên Hương Ngọc Lộ liền sinh tại Thánh Linh chi huyệt, tìm được Thánh Linh chi huyệt, là tìm tới Thiên Hương Ngọc Lộ trọng yếu nhất khâu. Đương nhiên. Cũng không phải là mỗi một chỗ Thánh Linh chi huyệt đều sẽ sinh ra Thiên Hương Ngọc Lộ. Mang Trưởng Quỹ trên mặt lộ ra cười khổ chi ý, nói, không dối gạt thượng nhân, tại hạ xác thực không biết kia là nơi nào. Năm đó, tại hạ và mấy vị cùng chung chí hướng đạo hữu tiến về Tây Mạc Biển cả chỗ sâu không linh đảo Vạn Kiếm Cốc tầm bảo, kết quả không cẩn thận. Tại Vạn Kiếm Cốc bên ngoài vây tao ngộ không gian phong bạo, bị cuốn vào, không biết bị không gian phong bạo truyền ra bao xa. Nửa đường xa xa nhìn thấy qua Thánh Linh chi huyệt một chút. Sau đó lại bị không gian vòng xoáy quyển đi. Không linh đảo Vạn Kiếm Cốc, đây không phải là cấm địa a? Hỗn Nguyên thượng nhân lấy làm kinh hãi. Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có quan hệ Nam Châu đại lục mấy chỗ cấm địa, hắn đã từng tìm đọc qua tương quan cổ tịch, trong đó xác thực liền có Tây Mạc Biển cả chỗ sâu không linh đảo Vạn Kiếm Cốc danh tự. Nghe đồn rằng, không linh đảo là toàn bộ Tây Mạc Biển cả linh nhãn chỗ. Toàn bộ ở trên đảo linh khí cực kỳ nồng đậm, có người đã từng mạo hiểm tại không linh đảo bên ngoài đào móc qua, vậy mà đào ra đại lượng trung giai thượng phẩm linh thạch, trong đó thậm chí còn xen lẫn không ít cao giai linh thạch. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tại hòn đảo bên ngoài. Nếu như có thể đào tiến vào khu vực trung tâm, có thể nghĩ, thu hoạch đem càng thêm kinh người. Chỉ tiếc, không linh đảo nhưng lại hung hiểm dị thường, ở trên đảo bốn mùa đều có theo điểm không ngừng không gian phong bạo sinh ra, mạo hiểm lên đảo người. Có lẽ một khắc trước còn bình yên vô sự, sau một khắc liền bị không gian phong bạo cuốn đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị không gian phong bạo quyển sau khi đi, đa số đều là hài cốt không còn, chỉ có cực thiểu số vận khí cực giai người mới có thể tránh thoát một kiếp, miễn cưỡng còn sống sót, hơn phân nửa cũng sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí rơi xuống mấy cảnh giới. Tiêu Phàm người mang, Càn Khôn đỉnh, dạng này không gian trọng bảo, còn đối không gian chi lực rất có nghiên cứu. Tại tao ngộ không gian phong bạo thời điểm, đều là giữ nhiều lành ít, thụ thương không nhẹ, những người khác liền lại càng không cần phải nói. Mà không linh đảo Vạn Kiếm Cốc, thì là toàn bộ không linh đảo hung hiểm nhất chỗ. Nơi đó được xưng là Vạn Kiếm Cốc, cũng không phải là thật sự có 10.000 chuôi lợi kiếm, mà là trải rộng vô số mảnh tiểu nhân vết nứt không gian. Những này vết nứt không gian thậm chí so không gian thật lớn vòng xoáy thậm chí không gian phong bạo còn đáng sợ hơn, bởi vì chúng nó ở khắp mọi nơi. Bỗng nhiên hiển hiện thời điểm lại không có dấu hiệu nào, tu sĩ tầm thường một khi đụng phải cái này vết nứt không gian, lập tức liền sẽ bị hết thảy vì hai, đầu một nơi thân một nẻo. Dù coi như là trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cấp cao, đối mặt dạng này xuất quỷ nhập thần vết nứt không gian, cũng không có bao nhiêu dãy dụa chỗ trống, muốn mạng sống, chủ yếu còn phải xem vận khí. Nói đến,
Không Linh Đảo Vạn Kiếm Cốc là mấy lớn cấm địa bên trong, hung hiểm nhất chỗ, từ khi trở thành cấm địa về sau, liền rốt cuộc chưa từng có người tiến vào hơn 10.000 kiếm cốc khu vực trung tâm, liền ngay cả Không Linh Đảo, cũng không có người có can đảm đợi lâu, lúc nào cũng có thể đụng tới bất ngờ tới không gian phong bạo. Mang đạo hữu, năm đó các ngươi đến cùng là vì cái gì, thế mà muốn xông Vạn Kiếm Cốc? Lá gan coi là thật không tiểu. Hỗn Nguyên Thượng Nhân hỏi, thần sắc trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, hắn kỳ thật không tin được mang trưởng quỹ ngôn ngữ. Mặc kệ là cái gì trọng bảo, cũng không đáng được ngươi bốc lên lớn như vậy phong hiểm a. Đây chính là cược mệnh. Mang trưởng quỹ lắc đầu, nói, lúc ấy cũng là quá hướng động, kém chút ném mạng già, bây giờ nghĩ lại, coi là thật hổ thẹn. Chấm ngoặc kép, làm sao ngươi biết kia là thánh linh chi huyệt? Thiên Diệu Tiên Tử cắm miệng hỏi, vẫn như cũ là như vậy lời ít mà ý nhiều. Xa xa nhìn một chút, ngươi liền có thể vững tin kia là thánh linh chi huyệt, dựa vào cái gì? Đang ngồi đám người, ai cũng chưa thấy qua chân chính thánh linh chi huyệt, lệch ngươi một chút liền có thể nhìn ra được. Mang trưởng quỹ tròn trịa trên mặt hiện lên một vòng ngạo nghễ, chậm rãi nói, bởi vì tại hạ cũng có thánh linh huyết mạch. Tại Nam Châu Đại Lục, xác thực tồn tại nhân loại cùng chủng tộc khác con lai, loại người này được xưng là nửa người. Nửa người là một cái mang theo vũ nhục tính chất xưng hô, đa số nửa người đều nhận thuần khiết nhân loại kỳ thị, nhưng thánh linh huyết mạch tuyệt đối là một ngoại lệ. Trời sinh thánh linh coi như tại huyền linh thượng giới, cũng là chí cao vô thượng đại năng, tại toa ma giới dạng này dưới cùng giao diện, trời sinh thánh linh càng là một cùng một truyền kỳ. Thậm chí không ít nhân loại đem trời sinh thánh linh xem như thần linh đến quỷ bái. Tại nhân loại trong lòng, trời sinh thánh linh cùng những chủng tộc khác khác biệt, là cao cao tại thượng. Trời sinh thánh linh cùng nhân loại hậu duệ, tự nhiên cũng liền cao nhân một chờ. Nghe nói có được thánh linh huyết mạch nửa người, về mặt tu luyện tổng là có thể làm ít công to, trở thành tu sĩ cấp cao khả năng so tu sĩ tầm thường phải lớn hơn nhiều. Tựa hồ vì giải trừ Hỗn Nguyên Thượng Nhân nghi hoặc, mang trưởng quỹ trên thân lộ ra khí tức biến đổi, một cỗ cùng bản thân hắn hoàn toàn khác biệt khí tức thấu thể mà ra, nguyên bản nhìn qua mặt béo tròn như phú gia ông, đối với người nào đều không có phương hại mang trưởng quỹ. Bỗng nhiên ở giữa tràn ngập uy áp khí tức, dù coi như là Hỗn Nguyên Thượng Nhân Thiên Diệu Tiên Tử dạng này thành danh đã lâu đại tu sĩ, cũng cảm nhận được không tầm thường áp lực. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, cỗ khí tức này, hắn tại Hắc Lân thậm chí Ly Giao Thân bên trên đều đã từng cảm thụ qua, quả thật là trời sinh thánh linh khí tức. Hỗn Nguyên Thượng Nhân sắc mặt trở nên hòa hoãn, vuốt vuốt râu dài mỉm cười nói, mang đạo hữu quả nhiên là thánh linh hậu duệ, nói như vậy, đạo hữu có thể chuẩn xác nhận ra thánh linh chi huyệt rồi. Mang trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, nói, khác không dám nói, điểm này, tại hạ ngược lại là có thể cam đoan. Hỗn Nguyên Thượng Nhân mỉm cười gật đầu, thân thể về sau có chút khẽ nghiêng, nếu không nói, tự nhiên là tán thành mang trưởng quỹ gia nhập tầm bảo đoàn. Thiên Diệu Tiên Tử cùng Tiêu Phàm liếc nhau, cũng không lên tiếng nữa. Tiêu Phàm lại mỉm cười nói, mang đạo hữu năm đó có thể từ không gian vòng xoáy bên trong thuận lợi thoát thân, coi là thật hảo hảo cao minh, lại không biết có gì tuyệt kỹ. Mang trưởng quỹ cười cười, nói tuyệt kỹ là không có, bất quá đới mỗ có một kiện dị bảo, có thể triệt tiêu bộ phân không gian chi lực. Nếu không có cái này dị bảo, đới mỗ sao lại dám tiến về Không Linh Đảo Vạn Kiếm Cốc? Lại có thể nào tại không gian vòng xoáy bên trong thoát thân? Chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn. Ồ, cái này dị bảo thật đúng là kỳ lạ, thế mà có thể triệt tiêu bộ phân không gian chi lực. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm có, càn khôn đỉnh, hộ thân. Từ thế giới dưới lòng đất không gian thông đạo thoát thân thời điểm, hay là bản thân bị trọng thương, dùng hơn mấy tháng mới khôi phục lại. Mang trưởng quỹ cái này dị bảo, có thể để cho hắn tại không gian vòng xoáy bên trong bình yên vô sự, coi là thật vô cùng ghê gớm, có thể xưng nghịch thiên. Mang trưởng quỹ cười hắc hắc, lại không chịu lại nói. Rất hiển nhiên, hắn không có ý định đem cái này không gian dị bảo chỗ thần kỳ làm nhiều miêu tả. Chí bảo như thế, người biết hay là càng ít càng tốt. Âu Dương Minh Nguyệt chợt nói, Tiêu Phàm, các ngươi vô cực môn bảo vật trấn giáo, càn khôn đỉnh, chính là nổi danh nhất không gian chi bảo. Nếu như có, càn khôn đỉnh, hộ thân, kia Không Linh Đảo Vạn Kiếm Cốc, ngươi cũng đi. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Phàm trên thân, tựa hồ cũng nghĩ xác nhận một chút, càn khôn đỉnh, đến cùng phải hay không ở trên người hắn. Tiêu Phàm cười cười, trấn định tự nhiên nói, dù coi như tại hạ có, càn khôn đỉnh, cũng không có ý định đi Vạn Kiếm Cốc. Không lý do, đi bốc lên như thế phong hiểm làm cái gì? Mang trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, nhẹ gật đầu, nói chính là, năm đó đới mỗ liền bị người lừa gạt, thiên tân vạn khổ đuổi tới kia Không Linh Đảo bên trên, kết quả cái gì đều không tìm được,
còn kém chút ném mạng ra, đồng hành mấy vị đạo hữu, chết tử thương tổn thương, vậy mà không có một cái là nguyên lành thoát thân, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn như cũ sợ không thôi. Những người khác chỉ là nghe, ai cũng không có phụ họa. Chân tướng sự thật đến cùng phải hay không dạng này, vậy cũng chỉ có mang trưởng quỹ trong lòng mình có ít. Tổ đội tầm bảo, cuối cùng vạch mặt ra tay đánh nhau ví dụ, nhưng không phải số ít. Mang trưởng quỹ cười một tiếng, cũng không thèm để ý người khác tin hay là không tin. Chương 1168, trăm năm khó gặp giao dịch đại hội. Mắt thấy Hỗn Nguyên thượng nhân, Tiêu Phàm, Thiên Diệu tiên tử đều đối Huệ Thiên Hào, mang trưởng quỹ gia nhập không có ý kiến, Âu Dương Minh Nguyệt lúc này mới hỏi, Huệ đạo hữu, tình hình như thế nào? Huệ Thiên Hào sắc mặt âm trầm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bẩm đại trưởng lão, Chân Vũ nước bên này xác thực đã không có Hắc Huyên tiếp dẫn chỗ, mấy chục năm trước, đã từng có một cái cực kỳ bí ẩn tiếp dẫn chỗ, giấu ở hải ngoại một hòn đảo bên trong, cuối cùng cũng bị Chân Vũ môn đạo hữu nhóm phá hủy. Từ đó về sau, phụ cận địa vực liền lại không có Hắc Huyên tiếp dẫn chỗ. Những ngày này, ta cùng mang đạo hữu hỏi thăm qua không ít có phần có danh vọng động vật biển thợ săn, tất cả mọi người nói trong mấy chục năm, đều chưa từng nhìn thấy Hắc Huyên cửa vào. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt đại mi có chút nhào lên, hiển nhưng tin tức này có chút nằm ngoài dữ liệu của nàng. Mang trưởng quỹ nói, đại trưởng lão, cho tới nay, Hắc Huyên cửa vào chủ yếu là xuất hiện ở Huyền Âm giáo bên kia trên mặt biển, nếu như muốn đi vào Hắc Huyên, chỉ sợ còn phải hướng Huyền Âm giáo địa bàn chạy lên một chuyến. Âu Dương Minh Nguyệt có chút không vui nói, đã như vậy, vì cái gì không sớm chút truyền tống tin tức tới, chúng ta trực tiếp chạy tới Huyền Âm nước chính là. Chân Vũ nước, Huyền Âm nước, tự nhiên không phải hai quốc gia này nguyên danh, chỉ là Chân Vũ môn cùng Huyền Âm Bắc Cực cung tên tuổi thực tế quá vang dội. Tại tu chân giới, cơ bản đều dùng Chân Vũ, Huyền Âm chi danh đến xưng hô hai quốc gia này. Tỷ như Tề quốc, cũng không ít tu sĩ xưng là Hạo Thiên nước, Thà nước tự nhiên liền được xưng là Thái Thượng nước. Huệ Thiên Hào trần chờ một chút, nói, đại trưởng lão, chúng ta nghe nói gần đây ở đây có một cái bí mật giao dịch hội muốn tổ chức, giao dịch hội bên trên có khả năng sẽ xuất hiện một chút hy hữu chi vật, vì vậy chuyên cung kính bồi tiếp đại trưởng lão đại giá. Mời đại trưởng lão định đoạt. Phải chăng tham gia giao dịch này sẽ lại đi? Nói thì nói như thế, lại cho dù ai đều nghe được, Huệ Thiên Hào rất muốn tham gia giao dịch này hội. Mang trưởng quỹ ở một bên nói, đại trưởng lão, các vị đạo hữu. Trước mắt có quan hệ Bắc Minh biển cả chỗ sâu cấm địa dị thường nghe đồn, đã tại cực Bắc chi địa truyền dương mở, không ít động vật biển thợ săn ra hải chi về sau, cũng tại biển cả chỗ sâu đụng phải không ít dị thường tình hình. Chấm ngoặc kép, cái gì dị thường tình hình? Âu Dương Minh Nguyệt lập tức hỏi, trên mặt lộ xuất quan chú thần sắc. Chính là các loại trước kia rất ít xuất hiện cường đại động vật biển, bỗng nhiên đại lượng hiện ra tới. Trong đó không ít là đáy biển mấy vạn trượng chỗ sâu quái thú. Thậm chí là Bắc Minh biển cả nơi cực sâu yêu thú, ngày bình thường mấy chục trên trăm năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một đầu, bây giờ lại thành quần kết đội xuất hiện, đã có không ít động vật biển thợ săn tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới gặp động vật biển độc thủ. Tiêu Phàm bọn người không khỏi đối mặt một chút, loại tình hình này, cùng man hoang chi địa cùng lệ thú sơn mạch xuất hiện tình hình có chút tương tự, xem ra giao diện đại chiến khởi động lại, thật đã không còn là nghe đồn, mà là thật sự bày ở trước mặt mọi người uy hiếp. Tại đại chiến như vậy bên trong, dù coi như là hậu kỳ đại tu sĩ, cũng tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Tỷ như tam thủ ma lang, liền chết tại Tiêu Phàm trong tay. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thậm chí ngay cả bắt đầu cũng còn không gọi được. Tìm kiếm thiên hương ngọc lộ liền càng là lửa xém lông mày. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Phàm ngược lại thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, vì đại cục suy nghĩ, chỉ ít khi tìm thấy thiên hương ngọc lộ trước đó, Huệ Thiên Hào bọn người không sẽ trở mặt vô tình. Bất quá, cũng không ít kỳ cầm dị thú bị yêu thú thợ săn giết chết, không ít tu sĩ nghe hỏi nhau nhau chạy tới. Ở chỗ này Thùy Thành nhỏ chờ lấy thu mua những tài liệu chân quý này. Nếu như đại chiến thật khởi động lại, như vậy linh thạch lại nhiều đều là uổng công, hay là sớm làm đổi thành mình cần vật liệu tương đối ổn thỏa. Vì thế, đa số tu sĩ sẽ còn đem mình chân tàng nhiều năm không dùng được tốt bảo vật đều lấy ra trao đổi. Mang trưởng quỹ giải thích, đại chiến giáng lâm về sau, cần dùng đến đồ vật mới là bảo bối tốt, nếu không lại bảo vật chân quý, cũng chỉ là vướng víu mà thôi, ngược lại rất dễ dàng vì chính mình trêu chọc họa sát thân. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Huệ Thiên Hào nói, đại trưởng lão, kia Hắc Huyên chi địa xâm nhập đáy biển mấy vạn trượng, dưới mắt thu nhiều mua một chút chân quý động vật biển vật liệu, có lẽ còn là có thể phái được công dụng. Vô luận Huệ Thiên Hào hay là mang trưởng quỹ, đều là nắm quyền lớn,
thành danh nhiều năm đứng đầu một phái, tuyệt không phải vô não người, đã kiên trì tại chỗ này chờ đợi, khẳng định cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, giao dịch hội lúc nào tổ chức? Ngay tại mấy ngày sau. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, không nói thêm lời nào. Không bao lâu, sáu người riêng phần mình về động phủ của mình. Khách sạn này nhìn qua không lớn, kỳ thực lại có được nguyên một phiến linh khí nồng đậm sơn lâm, giữa núi rừng, mở không ít động phủ, cung cấp vào ở tu sĩ cấp cao nghỉ ngơi luyện công sử dụng. Sau một lát, Tiêu Phàm một thân một mình rời đi khách sạn. Có quan hệ nơi này hết thảy, đều là Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ thuật lại, Tiêu Phàm hay là quyết định tại giao dịch hội trước khi bắt đầu, mình hiểu rõ hơn chút nữa tình huống. Mà lại, Huệ Thiên Hào cũng không có nói, giao dịch hội bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, có lẽ còn có cái gì đặc thù điều kiện đâu. Vạn nhất đến lúc, Huệ Thiên Hào bọn hắn đều thuận lợi tham gia, ngược lại đem hắn cùng Thiên Diệu Tiên Tử phơi tại bên ngoài, coi như khó xử. Tiêu Phàm bản thân đối giao dịch này sẽ cũng tràn ngập kỳ đãi chi ý. Nếu như quả thật như là Huệ Thiên Hào lời nói, giao dịch này sẽ lên xuất hiện hiếm thấy kỳ chân dị bảo khả năng cực lớn, nhưng không thể bỏ qua. Tiêu Phàm ở trong thành, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thời điểm, Thiên Diệu Tiên Tử tại động phủ của mình bên trong cũng không có nhàn rỗi, áo đen váy đen thân ảnh, thanh tú động lòng người đứng tại một trương tinh xảo bàn ngọc trước đó, trong tay chất đống một chồng vàng óng ánh lá trúc, linh khí mờ mịt, chính là 10.000 năm phần ngọc núi lá trúc, chế tác các loại phù lục tốt nhất vật liệu. Khi Tiêu Phàm đem cái này rất nhiều ngày phù lá giao cho nàng thời điểm, dù là Thiên Diệu Tiên Tử kiến thức rộng rãi, cũng thoảng qua phạm dưới chố mắt. Ngọc núi thẻ tre, ngọc núi lá trúc tại tu chân giới đều không phải rất hiếm thấy, nhưng 10.000 năm phần ngọc núi trúc thiên phù lá nhưng cũng không phải nói có là có, giá cả cực quý, mà lại số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có chế phù đại sư mới có thể dùng thiên phù lá vẽ trên nhất cùng chân quý nhất phù lục. Nhưng chiếu Tiêu Phàm cái này tư thế, chẳng khác gì là để nàng dùng thiên phù lá đến luyện tập. Phần này hào phóng, thực tế không thể coi thường. Cứ việc từ khi Xuân Phong nhất độ về sau, Thiên Diệu Tiên Tử liền khôi phục trước kia lãnh đạm bộ dáng, Tiêu Phàm cũng rất tôn trọng cách làm của nàng, chưa từng dây dưa, bất quá Thiên Diệu Tiên Tử nhưng cũng từ Tiêu Phàm trong mắt nhìn ra được, Tiêu Phàm chưa hề quên qua một đêm kia lưu luyến, cũng tuyệt không tiếp tục coi nàng là làm bằng hữu bình thường đối đãi. Loại ánh mắt kia, thỉnh thoảng để Thiên Diệu Tiên Tử có chút tâm phiền ý loạn. Có lẽ, Tiêu Phàm nếu quả thật đùa nghịch một chút, vô lại, lời nói, Thiên Diệu Tiên Tử lần nữa dựng lên đề phòng, liền sẽ lập tức sụp đổ. Chố mắt sau một lát, Thiên Diệu Tiên Tử mới nhẹ nhàng lắc đầu, đem những này tâm viên ý mã đều thu vào, nhấc lên thanh quang tê phù bút, dính vào một điểm ngàn linh huyết, bắt đầu hết sức chăm chú luyện chế phù lục. Cái này, Thiên Diệu Thần Phù, Tiêu Phàm không giữ lại chút nào chia sẻ cho nàng. Bây giờ con đường phía trước khó lường, tự nhiên phải đem hết toàn lực làm nhiều chút chuẩn bị. Mấy ngày sau, ven biển thành nhỏ cánh Bắc băng nguyên phía trên, từng đạo độn quang vạch phá chân trời, hướng tuyết trắng một mảnh băng nguyên chỗ sâu kích bắn đi. Đa số độn quang tốc độ cực nhanh, rất rõ ràng điều khiển bọn chúng người có ít nhất nguyên anh kỳ trở lên tu vi. Giao dịch đại hội đúng hạn tổ chức, băng nguyên trên không, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử sóng vai mà đi, đem tốc độ bay khống chế tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm bao dài một cái tâm nhãn rất cần thiết, tham gia giao dịch này sẽ quả nhiên cần đặc biệt thư mời, tuyệt không phải bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ đều có tư cách tiến vào giao dịch hội trận. Tỷ như một cái trong đó điều kiện là, người phải xuất ra đồng dạng bảo vật đến, đủ để đả động giao dịch hội chủ sự phương, đồng thời, người còn muốn bỏ được đem món bảo vật này lấy ra giao dịch. Cái này tự nhiên khó không được Tiêu Phàm, trên người hắn tốt bảo vật thực tế không ít. Âu Dương Minh Nguyệt, Hỗn Nguyên thượng nhân, Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng quỹ vẫn chưa cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, mà là mạnh ai nấy làm. Thậm chí bọn họ có phải hay không còn dùng nguyên lai diện mạo tham gia giao dịch hội, đều không được biết. Bất quá, Tiêu Phàm tại giao dịch hội chủ sự phương cầm tới hai mảnh sung làm thư mời ngọc bài lúc, chủ sự phương liền minh bạch nói cho hắn, cái này hai mặt ngọc bài bản thân liền có che đậy khí tức, huyễn hóa dung mạo công hiệu, chỉ cần rót vào chân nguyên kích phát là đủ. Chủ sự phương ngược lại là có hảo ý. Dự tính tại giao dịch này sẽ lên, sẽ xuất hiện đếm không hết kỳ chân dị bảo, trong đó không thiếu có thể so sánh một ít bên trong môn phái nhỏ bảo vật trấn giáo bảo vật, bởi vì cái gọi là, mang ngọc có tội, giao dịch người hay là riêng phần mình ẩn tàng mình chân thực diện mạo cho thỏa đáng, nếu không, rất dễ dàng trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử liền kích phát ngọc bài, đem diện mạo như trước che lấp. Hắn cũng không phải là cái thích trương dương làm náo động người. Thiên Diệu Tiên Tử cũng không phải. Liền dưới mắt mà nói,
phiền phức của bọn hắn thực tế không ít, hay là tận lực không nên trêu chọc mới phiền phức cho thỏa đáng. Bờ biển thành trì quy mô không lớn, cứ việc có thể khống chế tốc độ bay, sau một lát, hai người vẫn là đi tới ở vào băng nguyên chỗ sâu giao dịch đại sảnh, một cái có thể xưng hùng vĩ băng tuyết điện đường, tại mênh mông vô bờ màu trắng băng nguyên bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao đứng vững. Trên điện phủ không, chấp động lên thập phần cường đại cấm chế ba động, thỉnh thoảng có võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện đội tuần tra vừa đi vừa về tuần tra. Thành thị là điểm nhỏ, nhưng khống chế tòa thành thị này thế lực cũng không nhỏ, nghe nói cùng chân vũ môn có 10 điểm trực tiếp liên quan. Chân vũ môn đã tại Bắc Minh bờ biển đặt chân, động vật biển vật liệu giao dịch dạng này có thể nhất kiếm tiền sinh ý tuyệt không có khả năng mặc kệ, để nước phù sa đều chảy tới ruộng người ngoài. Lo ngại chân vũ môn hiển hách uy danh, người bình thường cũng không dám ở nơi này nháo sự. Băng tuyết đại điện trên không đề phòng xâm nghiêm, gác cổng lại cũng không nghiêm mật, cổng mặc dù thiết thủ vệ, cũng chỉ là đẹp mắt mà thôi, đối bất luận cái gì tiến vào giao dịch đại điện người đều cũng không ngăn trở. Tiêu Phàm rõ ràng tại đại điện trong cấm chế cảm ứng được không gian chi lực, cùng trên người hắn đeo ngọc bài hô ứng lẫn nhau. Nhìn tới đây chính là tự động phân biệt hệ thống, có lệnh bài người có thể tiến thẳng một mạch, thông suốt, không có lệnh bài cũng không cần đến thủ vệ tiến lên chặn đường. Cấm chế chi lực sẽ tự động đem nó cản ở ngoài cửa. Muốn lừa dối quá quan, không có cửa đâu. Không gian cấm chế này chi lực thập phần cường đại, dù coi như là nguyên anh tu sĩ, cũng vô pháp cứng rắn xông vào. Chương 1169, Kim Giao Vương Vảy Thượng. Băng tuyết trong đại điện, tất nhiên là có khác thuận theo thiên địa, ấm áp như xuân. Đỉnh điểm tiểu thuyết, mặc dù là cực bắc vắng vẻ chi địa một cái không chút nào thu hút bờ biển thành nhỏ, trong lúc vội vã tổ chức giao dịch hội. Nhưng cũng an bài phải 10 điểm chu toàn, nghênh đón mang đến đều là mỹ nữ tuấn nam, mà lại đều có chút cơ kỳ trở lên tu vi, trả lời ở giữa, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, rõ ràng nhận qua cực kỳ tốt đẹp huấn luyện. Giao dịch hội trận bố trí, cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá nơi này càng thêm chú trọng bảo hộ khách nhân sao, mỗi một cái ghế lô đều có phi thường nghiêm mật che đậy cấm chế, dù coi như là hậu kỳ đại tu sĩ thần niệm, cũng rất khó xuyên thấu những cấm chế này đi điều tra người khác bí mật. Tương đối mà nói, chỗ như vậy, nó trật tự tự nhiên kém xa Đô Lương thành như thế siêu cấp thành phố lớn. Các lộ tu sĩ vàng thao lẫn lộn, ngư long hỗn tạp, nguy hiểm hệ số muốn cao hơn nhiều. Giao dịch hội đem giữ bí mật biện pháp làm cho rất nghiêm mật, chính là chuyện đương nhiên. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử tại cùng một cái ghế lô bên trong, bao xương số hiệu là 346. Thô số một chút, trước tới tham gia đấu giá hội Nguyên Anh tu sĩ, cũng vượt qua 500 vị. Cái số này để Tiêu Phàm phi thường giật mình, tứ hải cư giao dịch hội, tham dự hội nghị nguyên anh tu sĩ thậm chí vượt qua ngàn vị, lại cũng không khiến Tiêu Phàm cỡ nào kinh ngạc. Dù sao nơi đó là Đô Lương thành, Nam Châu đại lục lớn nhất thành trì, đã từng chính đạo thứ nhất tông sơn môn sở tại địa. Mà Nam Châu đại lục đông bắc bộ, lại là toàn bộ đại lục tu chân văn minh phát đạt nhất khu vực, nguyên anh tu sĩ nhiều, có thể lý giải. Cái này cực bắc chi địa vắng vẻ thành nhỏ, nâng làm một lần lâm thời tính chất giao dịch hội. Tham dự nguyên anh tu sĩ thế mà cũng vượt qua 500 vị, thật là kinh người cực kỳ. Xem ra tại giao diện đại chiến sắp khởi động lại cự đại uy hiếp phía dưới, tất cả mọi người ngồi không yên. Thiên Diệu Tiên Tử yên lặng ngồi tại Tiêu Phàm đối diện. Sau một lát, bỗng nhiên đối Tiêu Phàm nói, bọn hắn đều đến. Âu Dương Minh Nguyệt tại 120 hào, Hỗn Nguyên Thượng Nhân tại 270 số 3. Huệ Thiên Hào tại 152 hào, Mang Thành Long tại hắn sát phách, 153 hào. Mang Thành Long chính là Mang trưởng quỹ. Tiêu Phàm song mi trong chớp nhoáng dương lên, rất ngạc nhiên hỏi, làm sao ngươi biết? Thiên Diệu Tiên Tử lạnh nhạt nói, ta có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, hắn tự nhận thần niệm chi lực cực mạnh, chưa hẳn ngay tại Thiên Diệu Tiên Tử phía dưới, lại là không chút nào cảm giác. Thiên Diệu Tiên Tử lại từ tốn nói, cái này cùng thần niệm mạnh yếu không quan hệ, là chúng ta Thiên Diệu cung độc môn truyền thừa. Không phải, kia trong 20-30 năm, có thể nào tránh thoát Huệ Thiên Hào đám người truy sát? Tiêu Phàm không khỏi hoảng nhiên. Khó trách lúc trước Âu Dương Minh Nguyệt kiên chỉ muốn Thiên Diệu Tiên Tử cũng tham gia bọn hắn tầm bảo đoàn. Nói Thiên Diệu cung có rất nhiều thủ đoạn là độc môn tuyệt kỹ, nhất định có thể phát huy được tác dụng. Hiện tại xem ra, Âu Dương Minh Nguyệt thật đúng là Thiên Diệu cung thậm chí Thiên Diệu Tiên Tử chi kỷ. Thiên Diệu Tiên Tử nói, không chỉ chúng ta Thiên Diệu cung, cái khác không ít lưu phái cũng có cùng loại tuyệt kỹ. Cho nên có chút tự cho là ẩn nấp chi kỹ cao minh người, thường thường làm sao bị người để mắt tới cũng không biết, sắp chết đến nơi đều là không hiểu thấu.
Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, cũng may hắn hiện tại cũng không sợ bị người để mắt tới, thật cũng không tất yếu cẩn thận quá mức. Rất nhanh, giao dịch đại sảnh bốn phía bao xương an vị phải tràn đầy. Một tên trên đầu mọc sừng, mặt mũi tràn đầy lân phiến nam tử cao lớn tại tốt mấy người chen chúc dưới, chậm rãi đi đến giao dịch chính giữa đại sảnh đài chủ tịch. Nguyên vốn có chút ồn ào giao dịch đại sảnh, bỗng nhiên an yên tĩnh. Nhìn qua tên này nam tử cao lớn, Tiêu Phàm hai mắt có chút híp mắt một chút, thật mạnh linh áp, không hề nghi ngờ, tên này nhìn qua cùng thuần khiết nhân loại có rõ ràng khác biệt lân phiến nam tử, có nguyên anh hậu kỳ cường đại tu vi. Đồng thời còn xa không chỉ đây, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể người nọ cực kỳ cường hoành, có lẽ không tại hắn cự linh tộc thiên phú thần thông phía dưới. Xem ra người này một nửa khác huyết thống, hẳn là đến từ 10 điểm cường hãn động vật biển, mà lại truyền thừa thời gian còn không phải phi thường xa xưa. Có lẽ chỉ là 3-4 đời chuyện lúc trước, thậm chí có khả năng chính là đời thứ hai nửa người. Rất rõ ràng, không ít cùng sẽ nguyên anh tu sĩ đều biết tên này nửa người nam tử, nhao nhao lên tiếng cùng hắn chào hỏi. Người này nhưng thủy chung sụ mặt, rất ít trả lời, chỉ là chậm rãi đi đến đài chủ tịch, mới hai tay ôm quyền làm cái tứ phương vái chào, xem như đáp lễ. Đợi cho giao dịch trong đại sảnh tiếng ồn ào triệt để an yên tĩnh, người này mới lần nữa vừa chắp tay, làm cực kỳ đơn giản tự giới thiệu. Lão Phu Rộng Long, nhận ủy thác chủ trì lần này giao dịch hội. Giao dịch hội quy củ, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết, Lão Phu không mệt thuật. Chỉ phải giữ lời quy tắc, liền không có việc gì. Tiêu Phàm khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Vị này nửa người đại tu sĩ lời dạo đầu, cũng làm thật ương ngạnh phải có thể. Rõ ràng là người làm ăn, lại không khách khí chút nào uy hiếp tất cả đến tham dự mấy trăm tên nguyên anh tu sĩ. Làm như vậy sinh ý, cũng coi là nhất tuyệt. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, mọi người tựa hồ hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này, thế mà không có bất kỳ người nào biểu thị bất mãn. Ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt, Hỗn Nguyên thượng nhân dạng này một cùng một đại tu sĩ, đều không rên một tiếng. Có lẽ là ai cũng không nguyện ý phức tạp, nửa người đại tu sĩ Rộng Long lập tức tuyên bố giao dịch hội bắt đầu. Bình thường đến nói, mặc kệ nơi nào giao dịch hội, quy tắc đều là không sai biệt lắm. Lần này, cũng là trước từ phe tổ chức xuất ra các loại vật phẩm đến tiến hành giao dịch. Nhưng lần này chỗ khác biệt ở chỗ, đại bộ phận phân giao dịch vật phẩm đều không có khai thác bán đấu giá hình thức xuất thủ, mà là tiến hành dễ vật giao dịch. Huệ Thiên Hào nói được rõ ràng, giao dịch này sẽ là vì ứng đối khả năng khởi động lại giao diện đại chiến mà tổ chức. Một người có được quá nhiều linh thạch, tại giao diện đại chiến lúc căn bản chính là vật vô dụng. Chỉ có khổng lồ tu sĩ quân đội, mới cần đại lượng linh thạch tài nguyên. Phải nói, Huệ Thiên Hào cùng mang trưởng Quý Kiên chỉ phải chờ đợi tham gia giao dịch này sẽ, là rất có đạo lý. Giao dịch hội ngay từ đầu, chủ sự thuận tiện xuất thủ bất phàm, xuất ra không ít đồ tốt, dù coi như tới tham gia giao dịch hội đều là kiến thức rộng rãi nguyên anh tu sĩ, cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt, kiềm chế không ngừng, nhao nhao gia nhập chiến đoàn, tràng cảnh lập tức nóng nảy. Dạng này cỡ lớn giao dịch hội, thường thường từ đầu đến cuối muốn vài ngày mới có thể kết thúc. Thiên Diệu Tiên Tử cùng Tiêu Phàm cũng trước sau xuất thủ, trao đổi đến mấy thứ cần thiết. Tự nhiên trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, nhưng cả cái giao dịch sẽ đều nóng nảy dị thường, hai người hành vi tính được 10 điểm bình thường, không hiển sơn không lộ thủy, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Thẳng đến tiến vào tự do trao đổi khâu, dựa theo tính toán, giao dịch hội hẳn là không bao lâu liền sẽ kết thúc. Lúc này, đoàn người còn lưu tại hội trường nguyên nhân là đang chờ đợi, dù nhưng đã đãi đến không ít đồ tốt. Nhưng đã giao dịch hội không có kết thúc, vậy liền lại chờ đợi xem, có lẽ lại có cái gì không tưởng được đồ tốt xuất hiện đâu. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, bao quát Tiêu Phàm. Một tên đồng dạng trên đầu sừng dài, trên mặt cùng trên tay đều che kín lân phiến nam tử trung niên đi đến giao dịch đài. Tiêu Phàm đã không thế nào kinh dị, bởi vì hắn phát hiện, tham dự hội nghị tu sĩ bên trong, có không ít dạng này nửa người, mà lại đa số là động vật biển thợ săn. Những này có động vật biển huyết mạch nửa người. Lấy tàn sát động vật biển làm vì nghề nghiệp của mình. Bất quá cái này cũng không có gì kỳ quái, một ít nhân loại tu sĩ, còn không phải lấy tàn giết nhân loại làm vì nghề nghiệp của mình. Tiêu Phàm nâng chung trà lên, từ từ uống, từ khí tức bên trên nhìn, tên này nửa người chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Dạng này tu vi động vật biển thợ săn, bình thường đều rất khó săn giết được đặc biệt cao giai động vật biển, cho nên cũng không phải rất có người để ý vị này nửa người thợ săn. Đây cũng là hắn được an bài tại giao dịch hội nhanh muốn lúc kết thúc mới lên đài nguyên nhân. Người này bước nhanh đi đến giao dịch đài, thần sắc trên mặt lại có chút tự tin,
tựa hồ cảm thấy mình muốn giao dịch vật như vậy, nhất định có thể đả động người khác. Tên này nửa người thợ săn hai tay ôm quyền làm cái tứ phương vái chào, lập tức lắc một cái ống tay áo, từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra bốn cái hộp ngọc. A, à, hộp ngọc chưa mở ra, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngồi thẳng người, đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra 10 điểm vẻ giật mình. Thật cường liệt duệ kim khí tức, chấm ngoặc kép, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, mấy cái này hộp ngọc ngăn cách khí tức công hiệu rất kém cỏi, bốn cỗ cực kỳ mãnh liệt duệ kim khí tức từ trong hộp ngọc trực thấu mà ra. Đồng thời, đây không phải bình thường duệ kim chi tinh, trong đó còn kèm theo mạnh trong biển rộng yêu thú bản mệnh khí tức. Không ít trong giáp, nhào nhào vang lên kinh, a, à, thanh âm, hiển nhiên không chỉ một người phát giác được dị dạng. Nửa người thợ săn không chậm không nhanh mở ra nó bên trong một cái hộp ngọc, lập tức kim quang chói mắt, lóa mắt sinh huy, một tiếng hùng hồn tiếng long ngâm phóng lên tận trời, chấn động đến đang ngồi trong lòng mỗi người đều từng đợt kinh hãi không thôi, theo cái này âm thanh làm lòng người thần bất an tiếng long ngâm. Một mảnh to bằng chậu rửa mặt lân phiến chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung, không ngừng chìm nổi, lân phiến kim quang lóng lánh, bắt mắt dị thường. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, lập tức có người kinh hô lên, kim giao vương bản mệnh vảy rồng, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, không ít trong bao xương truyền ra tiếng than thở, nghị luận ầm ĩ. Tiêu Phàm hai mắt bắt đầu híp mắt, gắt gao tiếp cận kia phiến kim sắc vảy rồng, thả ra lửa nóng quang mang. Thậm chí ngay cả thâm tàng tại chữ vật vòng tay bên trong vảy rồng giáp, đều lên cảm ứng. Không hề nghi ngờ, đây là trong biển giao long lân phiến, mà lại là thuần túy canh kim thuộc tính giao long. Loại này thuần túy canh kim thuộc tính giao long, ở trong biển cực kỳ hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói, Tiêu Phàm đã cảm ứng được, đây là trưởng thành kim giao bản mệnh vảy rồng. Tại thiên nhai biển thời điểm, một đầu còn vị thành niên ly giao, chỉ tương đương với hóa hình trung kỳ cảnh giới. Liền đã có thể đối đầu hắn cùng thiên diệu tiên tử liên thủ không rơi vào thế hạ phong, nếu không phải thiên diệu tiên tử không tiếc tổn thương thần hồn chi lực, mượn nhờ cửu âm bạch cốt điểm cái này phỏng chế thông huyền linh bảo, đến cùng ai thắng ai thua, thật đúng là rất khó nói. Tiêu Phàm từ cái này kim giao vảy rồng bên trong cảm ứng được khí tức, xa xa so ly giao càng thêm cường đại, thậm chí so hóa hình hậu kỳ yêu thú khí tức đều cường đại hơn nhiều. Nếu quả thật như người khác nói tới, đây là kim giao vương. Như vậy có thể là một đầu đã đặt chân ngộ linh kỳ cảnh giới trưởng thành kim giao. Cùng lưu tại giới này thánh linh hậu duệ đồng dạng, trưởng thành kim giao có ngộ linh kỳ khủng bố tu vi, là trên biển lớn hoàn toàn xứng đáng vương giả. Chỉ bất quá, xuất ra mảnh này kim giao vương bản mệnh vảy rồng nửa người thợ săn, tự thân tu vi quá thấp, bất quá là nguyên anh sơ kỳ mà thôi, lại không khỏi làm người hoài nghi, này bản mệnh vảy rồng độ tin cậy. Lấy tu vi của hắn, tại trưởng thành kim giao vương trước mặt, ngay cả nửa phân chạy trối chết cơ hội cũng sẽ không có, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Chương 1170, Kim Giao Vương vảy hạ. Cá ba, người cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhao nhao hỗn loạn tiếng nghị luận bên trong, có một cái thô hào thanh âm phá lệ hùng tráng, lớn tiếng hỏi. Đối vị này nguyên anh sơ kỳ tu vi nửa người thợ săn, lại là không có chút nào khách khí. Được xưng là cá ba nửa người thợ săn cũng không tức giận, chỉ cười lạnh một tiếng. Lười biếng nói, cái này rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra à? Nhưng đừng nói cho ta, ngươi Tiêu lão quái không biết được kim giao vương bản mệnh vảy rồng. Đối vị này Tiêu lão quái, cá ba nhưng cũng không khách khí. Hừ, ta đương nhiên biết đây là kim giao vương bản mệnh vảy rồng, ta chính là muốn hỏi ngươi, đây là sống hay là chết? Kia thô hào thanh âm kêu lên, lời này lại là mới mẻ, lân phiến còn phân sống chết. Bất quá mọi người tại chỗ. Ai đều hiểu ý tứ của những lời này. Cái gọi là chết vảy rồng, chính là đã kinh lão hóa, từ dao trên thân rồng tự hành chóc ra lân phiến, mà sống vảy rồng, thì là từ dao trên thân rồng, mới mẻ, lấy xuống lân phiến. Tương đối mà nói, chết vảy rồng linh tính tổn thất lợi hại, kém xa tít tắp sống vảy rồng như thế hiệu quả rõ rệt, phương diện giá tiền tự nhiên cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Cá ba lạnh lùng nói, đương nhiên là sống, chết vảy rồng có thể có dạng này linh khí a. Hoa. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, trong chàng lập tức vang lên một trận tiếng than thở. Không ít người chật chật tán thưởng, lần giao dịch này sẽ, không uổng công vô số nguyên anh tu sĩ nghìn dặm xa xôi chạy tới, xác thực xuất hiện không ít hiếm thấy kỳ chân dị bảo, trong đó mấy dạng bảo vật giá trị không tại kim giao vương bản mệnh vảy rồng phía dưới, thậm chí còn hơn. Mấu chốt là sống kim giao vương bản mệnh vảy rồng thực tế quá hiếm có, phải lớn bao nhiêu bản sự, mới có thể từ còn sống trưởng thành kim giao vương trên thân. Đem cái này vài miếng bản mệnh vảy rồng lấy xuống. E là cho dù là nhân loại ngộ linh kỳ lão tổ,
cũng không có dạng này năng lực. Trưởng thành Kim Giao Vương bản thân liền tương đương với nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, mà lại long tộc nhục thân cường hoành đến cực điểm. Xa tại bình thường động vật biển phía trên, nhân loại tu sĩ càng là không cách nào cùng nó đánh đồng, bình thường đến nói, nếu như là ngang tay đối đầu, nhân loại ngộ linh kỳ tu sĩ, có 8-9 phần 10 không phải trưởng thành Kim Giao Vương đối thủ. Cái này gọi là cá ba nửa người thợ săn, bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, lại là làm thế nào chiếm được việc này Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng. Hơn nữa còn có 4 mảnh nhiều, thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Hậu sinh, người cái này Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng. Sao ngày thường đến, đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái âm hiểm thanh âm, vang lên, nghe vào trong lòng người, kìm lòng không được hàn ý nảy sinh, cảm thấy tựa hồ cùng người này cách càng xa càng tốt. Nguyên bản nhao nhao hỗn loạn giao dịch đại sảnh, lập tức liền an yên tĩnh. Cá ba tràn đầy lân phiến bao trùm trên mặt cũng lập tức lộ ra khẩn trương chi ý, hai tay hướng bên trái đằng trước ôm quyền thở dài, cung kính thanh âm, làm phiền hạc tiền bối xin hỏi. Cái này Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng là tại hạ cơ duyên xảo hợp đạt được. Chấm ngoặc kép, người này bản thân có nguyên anh sơ kỳ tu vi, lại cung cung kính kính xưng hô, hạc tiền bối, đủ thấy cha hỏi người tu vi cực cao, cũng hẳn là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Bất quá cá ba trả lời, lại là hàm hàm hồ hồ, tương đương với không nói gì. Hạc tiền bối âm âm nói, thế nào, có cái gì không tiện nói sao? Cho thấy đối với cá ba qua loa có chút bất mãn. Cá ba trên trán lập tức liền chảy ra mồ hôi mịn, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Cho thấy đối với hạc tiền bối cực kỳ e ngại, ấp úng. Không biết nên trả lời như thế nào, hắn lấy chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, thế mà thu hoạch được 4 cái sống Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng, trong đó tự nhiên ẩn chứa thiên đại cơ mật, lại gợi ý một câu cơ duyên xảo hợp, có thể che giấu được. Chỉ bất quá bí mật này, lại vạn không thể cùng người nhắc lên. Ngay tại cá ba khẩn trương đến mồ hôi đầm đìa thời điểm, rộng long tằng hắng một cái, từ tốn nói, hạc đạo hữu, chỉ cần này bản mệnh vảy rồng là thật, đạo hữu dùng được là được, chuyện khác, hỏi tới làm gì? Chính là, chúng ta là tới tham gia giao dịch hội, không phải đến điều tra bí mật. Chấm ngoặc kép, khác một cái ghế lô bên trong, cũng vang lên bất mãn thanh âm. Hạc tiền bối lập tức âm âm hỏi ngược lại, kính đạo hữu cái này là ý gì? Hẳn là đối hạc nào đó có cái gì thành kiến? Bên kia tòa kính đạo hữu tựa hồ cũng không phải đèn đã cạn dầu, hừ lạnh một tiếng, nói, hạc đạo hữu nói quá lời, kính nào đó sao dám. Ta bất quá là cảm thấy cái này Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng không sai, nghĩ muốn hỏi một chút giá tiền thôi. Làm sao, cái này không làm hư quy củ. Cùng lúc đó, kính đạo hữu chỗ trong bao xương lộ ra một cỗ cường đại linh áp, rõ ràng, cho thấy này nhân nguyên hậu kỳ kỳ đại tu sĩ thân phận. Khó trách không mua hạc đạo hữu sổ sách, tu vi đến mức này. Ai không phải uy chấn một phương, xưng tôn xưng tổ đại nhân vật, lúc nào muốn nhìn sắc mặt của người khác. Có thể, kính đạo hữu cứ hỏi. Âm hiểm hạc đạo hữu lại ngoài dự liệu cười khẽ một tiếng, tựa hồ cũng không có như gì sinh khí. Cá đạo hữu, người cái này 4 mảnh bản mệnh vảy rồng, dự định muốn đổi bảo bối gì? Kính đạo hữu lập tức chuyển hướng cá ba, cao giọng hỏi. Cá ba bận bịu tức hướng bên này khom người làm lễ, kính cẩn nói, cực khổ kính tiền bối xin hỏi. Tại hạ cái này 4 mảnh bản mệnh vảy rồng, muốn đổi một kiện pháp bảo cực phẩm. Cái gì, ngươi nói đùa, thật sự là nói đùa. Chấm ngoặc kép, cá ba lời còn chưa dứt, hội trường lập tức vang lên liên tiếp tiếng thán phục. Kính đạo hữu cũng cười, ha ha cười lớn nói, cá ba, ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Muốn đổi pháp bảo cực phẩm, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ngay cả Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử đều liếc nhau, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Dù coi như tại Nam Châu Đại Lục Đông Bắc bộ tu chân văn minh phát đạt nhất khu vực, pháp bảo cực phẩm cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đại bộ phận phân nguyên anh tu sĩ, cuối cùng cả đời đều không lấy được một kiện pháp bảo cực phẩm, tỉ như bị Thiên Diệu tiên tử tại Tấp Phuông trên biển diệt sát đi Thiên Tuyệt đạo nhân, chính là một tên cường hãn nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thân gia hào phóng, bản mệnh pháp bảo, cũng chỉ là một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm. Có thể nói, đa số pháp bảo cực phẩm trên cơ bản đều rơi vào nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trong tay, nếu là uy lực cực mạnh pháp bảo cực phẩm, thậm chí ngay cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều không có có cơ duyên đạt được, bị những cái kia ẩn cư không ra ngộ linh kỳ lão tổ thu đi. Dù sao so pháp bảo cực phẩm còn muốn cao một cái cấp bậc phỏng chế thông huyền linh bảo, đã thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu dị bảo. Dù coi như ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể luyện chế được đi ra. Tại thế giới dưới mặt đất, Thiên Minh Tử bọn người cuối cùng mấy chục ngàn năm chi công, hao phí vô số tâm huyết,
cuối cùng cũng chỉ là luyện ra một kiện bán thành phẩm phỏng chế thông huyền linh bảo. Bởi vậy có thể thấy được, luyện chế ra thành phẩm phỏng chế thông huyền linh bảo độ khó lớn bao nhiêu, ngộ linh kỳ tu sĩ không phải là không có dạng này năng lực, thực tế là hao không nổi cái này năm này tháng nọ thời gian. Cá ba lại cũng không nhận vì mình ý nghĩ đến cỡ nào không hợp thói thường, cung kính thanh âm các vị đạo hữu, nghĩ đến cũng đều biết, cái này Kim Giao Vương là biển cả chi vương, trời sinh kim thuộc tính thuần linh thể, Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng, càng là tất cả hải tộc vật liệu bên trong nhất cứng rắn nhất, đủ để chế tạo ra một kiện pháp bảo cực phẩm đến. Vô luận là tiến công hay là phòng ngự, uy lực to lớn liền khỏi phải tại hạ mệt mỏi thuật. Tại hạ muốn đổi một kiện pháp bảo cực phẩm, cũng không tính công phu sư tử ngoạm. Huống hồ, tại hạ vẫn chưa hạn định pháp bảo cực phẩm thuộc tính, mặc kệ là tiến công tính hay là phòng ngự tính, thậm chí là phụ trợ tính, chỉ cần là pháp bảo cực phẩm là được rồi. Thẳng nếu thật là 10 điểm dùng được pháp bảo cực phẩm, tại hạ còn nguyện ý lại cho một chút cái khác động vật biển vật liệu làm đền bù. Nghe lời này, nguyên bản huyên náo giao dịch hội trận lại dần dần an yên tĩnh, hiển nhiên mọi người đã tại rất chân thành cân nhắc cá ba ra giá. Thiên Diệu tiên tử lạnh nhạt nói, người món kia vảy rồng giáp, lực phòng ngự không sai, nhưng kiếm trận lực công kích, còn hơi có không đủ. Cái này Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng, ngược lại là dùng được chi vật. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trước mắt đến xem, vảy rồng kiếm trận đầy đủ dày đặc, nhưng lực sát thương không đủ, chính yếu nhất chính là còn chưa đủ sắc bén. Mặc dù Ly Giao Long vảy cũng là hải tộc bên trong khó gặp cứng rắn vật liệu, so sánh với Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng, lại còn kém rất xa. Một cái Thiên Diệu tiên tử diệt sát đầu kia Ly Giao còn vị thành niên, thứ hai là thủy thuộc tính linh thể, luận lân phiến cứng rắn sắc bén, cùng kim linh thể trưởng thành Kim Giao Vương không thể so sánh. Mấy lần lấy kiếm trận đối địch, cũng không lại toàn công, cũng là bởi vì vảy rồng kiếm sắc bén không đủ. Tiêu Phàm một mực tại cân nhắc. Muốn tại vảy rồng trong kiếm trận trộn lẫn vào đại lượng, kim nguyên tinh danh xưng, duệ kim chi tinh, chính là cái này một giới cứng rắn nhất chi vật, lấy kim nguyên tinh luyện chế mà thành bảo vật, cơ hồ là không gì không phá. Chỉ bất quá tham gia rất nhiều lần giao dịch hội, lại một mực chưa từng thu tập được đầy đủ kim nguyên tinh, dưới mắt Tiêu Phàm chữ vật vòng tay bên trong điểm kia kim nguyên tinh, dùng để chế tạo một thanh đoản kiếm miễn cưỡng đủ, lại làm sao có thể phân phối đến 72 chuôi vảy rồng trong kiếm đi. Mà lại Hoàng Đường cẩn thận nghiên cứu qua vảy rồng kiếm trận về sau, cũng không tán thành tại trong kiếm trận lại trộn lẫn kim nguyên tinh, đồng thời cho rằng trước kia trộn lẫn đi vào những cái kia thiết mẫu bột mài đều muốn một lần nữa loại trừ rơi. Hoàng Đường cho rằng, loại này lấy thiên địa linh thú vật liệu chế tạo khôi giáp pháp bảo, là có linh tính, có thể theo chủ nhân cảnh giới tăng lên mà tăng cường uy lực. Trộn lẫn thiết mẫu bột mài dạng này kim loại vật liệu về sau, cố nhiên có thể gia tăng khôi giáp độ cứng cùng đoản kiếm sắc bén. Lại giảm xuống cả món pháp bảo linh tính, Tiêu Phàm lấy thần niệm chi lực thúc đẩy kiếm trận, cũng sẽ cảm thấy phá lệ phí sức, kiếm trận uy lực trong vô hình giảm xuống không ít. Đối Hoàng Đường luyện khí thuật, Tiêu Phàm từ trước đều rất bội phục, đối với hắn nói lần này đạo lý, rất tán thành. Chỉ bất quá, thế gian này trình độ cứng cáp có thể so kim nguyên tinh linh thú vật liệu, thực tế quá hiếm thấy, so sánh với kim nguyên tinh bản thân hiếm có trình độ, cũng không kém bao nhiêu. Tại Kim Châu thành thời gian 5 năm, Tiêu Phàm nghĩ hết tất cả biện pháp, ngay cả loại tài liệu này cái bóng đều không thấy, ngược lại là lại đổi được một khối nhỏ kim nguyên tinh. Lại không nghĩ tới, tại cái này cực bắc chi địa khi một lần vội vàng khách qua đường, lại ngoài ý muốn đến cực điểm gặp nhất dùng được Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng. Trừ phi Tiêu Phàm có thể tìm tới trưởng thành Ly Giao bản mệnh vảy rồng, nếu không cái này Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng đã là tốt nhất vật liệu. Một khi đem cái này vảy rồng luyện hóa đến vảy rồng giáp cùng vảy rồng trong kiếm trận. Giáp trụ cùng kiếm trận uy lực đều đem tăng thêm một bước. Trong tương lai tầm bảo hành trình bên trong, thực lực mỗi một phân tăng cường, đều cực kỳ trọng yếu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1171, đắc tội không nổi. Cá đạo hữu, người cái này chào giá quá không hợp thói thường. Đỉnh điểm tiểu nói, như ngươi lời nói, cái này kim giao vảy rồng luyện chế thỏa đáng, tối đa cũng chính là đạt được một kiện pháp bảo cực phẩm. Nếu như luyện hỏng, vậy liền chẳng phải là cái gì. Ngươi lại muốn đổi một kiện pháp bảo cực phẩm, có phải là quá tham lam một chút? Chốc lát, cái kia thâm trầm hạc lão quái lạnh lùng nói, ngữ khí lại là khinh thường lại là tức giận. Nhìn ra được, hắn rất muốn cái này vài miếng kim giao vương bản mệnh vảy rồng, lại cảm thấy cá ba mở giá cả khó mà tiếp nhận, tự nhiên 10 điểm không vui. Chẳng qua là làm phiền rộng long cùng chủ sự người mặt mũi, không tiện phát tác mà thôi. Nếu như đổi chỗ khác, chỉ sợ sớm đã xuất thủ cứng rắn đoạt. Tự nhiên,
nếu là bên ngoài ở giữa, cả ba đánh chết cũng sẽ không đem cái này kim giao vương bản mệnh vảy rồng lấy ra khoe khoang, kia là thuần túy từ tìm phiền não. Cá ba bồi cười nói, Hạc tiền bối nói cực phải. Đối với đại đa số đạo hữu đến nói, đã có pháp bảo cực phẩm, đương nhiên sẽ không lấy ra đổi lấy một chút vật liệu. Bất quá, cái này kim giao vương bản mệnh vảy rồng đối với có chút đạo hữu mà nói, giá trị khả năng càng tại tầm thường pháp bảo cực phẩm phía trên. Vãn bối cũng chỉ là muốn thử thời vận thôi, tìm vận may, hắc hắc, chẳng lẽ ngươi không rõ, giao diện lớn trên chiến mã liền muốn trọng khải sao? Ngươi còn có bao nhiêu thời gian đi tìm vận may? Dạng này, lão phu cũng không chiếm các ngươi hậu sinh vãn bối tiện nghi, cái này miệng long ngâm kiếm, ngươi xem trước một chút, cảm thấy thế nào? Theo cái này âm hiểm thanh âm, từng tiếng sáng long ngâm tại giao dịch trong đại sảnh vang lên, chói mắt hàn quang lóe lên, từ trước nhất đầu một cái ghế lô bên trong bắn ra, bỗng nhiên tại cá ba mặt trước hơn một trượng bên ngoài dừng lại, lại là một ngụm thanh lóng lánh dài ba thước kiếm, hàn khí bức người, hiển nhiên cực kỳ sắc bén. Mà lại lưỡi kiếm phía trên lộ ra từng tia từng sợi sát khí, có thể thấy được là trải qua chiến trận thần binh lợi nhận. Trong hội trường lập tức lại vang lên một trận tiếng than thở. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, từ cái này miệng long ngâm kiếm tán phát linh áp đến xem. Mặc dù chỉ là một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm, nhưng ở phỏng chế pháp bảo cực phẩm bên trong. Nên tính là uy lực cực mạnh loại kia, đơn thuần công kích uy năng, so sánh với bình thường chính tông pháp bảo cực phẩm, cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Khả năng càng tại một chút thiên về phụ trợ tính có thể pháp bảo cực phẩm phía trên. Cá ba gắt gao tiếp cận chiếc kia long ngâm kiếm, không chịu được âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Hắn là nửa người thân thể, có một nửa động vật biển huyết mạch, cái này miệng long ngâm kiếm, cùng hắn động vật biển huyết mạch hô ứng lẫn nhau. Sử dụng, khẳng định cực kỳ thuận tay, cứ như vậy, long ngâm kiếm uy lực còn có thể tăng cường 3 phân. Hạc lão quái không hổ là nguyên anh hậu kỳ lão quái vật, ánh mắt là cực chuẩn. Thế nào? Cá đạo hữu, cái này miệng long ngâm kiếm, ngươi còn hài lòng. Nếu như ngươi nguyện ý trao đổi lời nói, lão phu lại tiếp tế ngươi 1 triệu linh thạch, hoặc là cái khác đồng giá đồ vật. Chỉ cần lão phu có, tuyệt không tiếc rẻ. Mắt thấy cá ba đã tâm động, Hạc lão quái liền rèn sắt khi còn nóng, lại thêm 1 triệu linh thạch thẻ đánh bạc. Muốn nhất cử cầm xuống. Đang lúc cá ba tròng mắt nhanh như chớp loạn chuyển, khó mà ủy quyết thời điểm, 340 số 6 trong bao xương truyền ra một cái âm thanh trong trẻo. Chính là che đậy dung mạo Tiêu Phàm, nếu như là phỏng chế pháp bảo cực phẩm lời nói, tại hạ nơi này cũng là có một kiện. Cá đạo hữu nhìn qua tại hạ pháp bảo mới quyết định cũng không muộn. Một lời chưa tất, trong bao xương quang mang lóe lên. Một ngụm hàn mang bắn ra bốn phía nhạn linh đao bắn ra, cũng tại cá chừng 3 trượng bên ngoài giữa không trung chìm nổi không chừng, linh áp không chút nào tại Hạc lão quái cho ra long ngâm dưới thân kiếm. Đồng thời trong đó rõ ràng mang theo động vật biển khí tức, dường như là dùng động vật biển vật liệu luyện chế mà thành bảo vật. Cái này miệng nhãn linh đao, lại là Tiêu Phàm được từ thiên nhai biển lực lão quái bọc hành lý, tựa hồ cũng là lực lão quái đã từng bản mệnh binh khí một trong, sử dụng quá nhiều năm, chân nguyên chi lực chìm đắm trong đó, uy lực mạnh, sớm đã vượt xa phổ thông phỏng chế pháp bảo cực phẩm. Chỉ bất quá Tiêu Phàm có cường đại pháp bảo không ít, cái này nhãn linh đao mới một mực cất giữ tại chữ vật vòng tay bên trong. Không thấy ánh mặt trời. Bây giờ vừa vặn lấy ra cùng cá ba giao dịch, vừa thấy được cái này miệng nhãn linh đao, cá ba trong mắt lập tức hiện ra cực kỳ lửa nóng thần sắc. Không hề nghi ngờ, đây cũng là bảo bối tốt, trong lúc nhất thời, để hắn hảo hảo khó mà quyết đoán. Tiêu Phàm cho ra dụ hoặc, còn không chỉ đây, lập tức lại ném ra ngoài một cái bình ngọc, trực tiếp bay về phía cá ba, cao giọng nói, cá đạo hữu, ta chỗ này còn có một bình đan dược, đối với tăng tiến vào nguyên anh kỳ tu sĩ công lực. Có chút hữu hiệu. Nhất là tăng tiến vào nguyên anh sơ kỳ đạo hữu công lực, hiệu quả càng rõ ràng hơn. Đạo hữu không ngại mình giám định một chút. A, có thể tăng tiến vào nguyên anh tu sĩ công lực đan dược. Dạng này linh dược, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thực sự có người bỏ được lấy ra giao dịch. Lập tức lại gây nên một phen oanh động, trong hội trường ông, nghị luận ầm ĩ. Vô luận là ở đâu bên trong, có thể tăng bồi dưỡng vì đan dược, đều là quý hiếm nhất bảo bối. Mỗi lần giao dịch hội đều cực kỳ hiếm thấy đến, chỉ cần vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt. Là điển hình có tiền mà không mua được, so Hạc lão quái ưng thuận 1 triệu linh thạch, càng có lực hấp dẫn. Người có lại nhiều linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được loại linh dược này. Cá ba nghe xong, tự nhiên cũng là mừng rỡ, lập tức cũng không đi quản khác, một tay lấy kia bình ngọc bắt lấy, không kịp chờ đợi mở ra, một cỗ nồng đậm mùi thuốc lập tức thấu ra, tràn ngập tại cả cái giao dịch trong đại sảnh. A,
thật là tinh thuần dược lực, chấm ngoặc kép, lần này, ngay cả nguyên bản mặt không biểu tình Rộng Long đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tiếp cận kia bình ngọc, tán thưởng một câu. Tu chân giới thường thấy nhất chỉ sợ sẽ là đan dược, là người tu chân thiết yếu, trên cơ bản mỗi cái tu sĩ đều hiểu được luyện đan. Nhưng có thể đem đan dược tinh luyện đến trình độ như vậy, cũng tuyệt đối là tông sư cấp tiêu chuẩn. Đây cơ hồ đã là đan dược bên trong cực phẩm, Kim Châu Thành Y Thánh, há lại chỉ là hư danh hạng người. Cá ba thân là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên cũng ánh mắt không tầm thường, lập tức liền phân biệt ra bình ngọc này bên trong chứa lấy, chính là cực phẩm linh đan, chỉ nghe bên trên vừa nghe, đều để người ý chí lớn sướng, cực kỳ hưởng thụ. Bình này, phù linh đan, chính là Tiêu Phàm ngưng kết nguyên anh về sau, tỉ mỉ luyện chế, dùng đều là chính tông nhất tối thượng phẩm linh quả linh dược, nguyên là vì chính mình chuẩn bị, chậm rãi phục dụng, tăng cường công lực, lấy rút ngắn tiến giai nguyên anh trung kỳ thời gian. Ai biết Hạo Dương Thành một nhóm, cơ duyên xảo hợp, đem Âu Dương Uy cưỡng đoạt đến Hạo Nhiên chính khí đều hút cho mình dùng, nhất cử tránh khỏi mấy chục năm khổ tu chi công, cùng Thiên Diệu Tiên Tử Âm Dương giao hợp về sau, thuận lợi đặt chân trung kỳ cảnh giới, cái này, Vu Linh Đan, lại là không dùng được. Cần biết cái này, Vu Linh Đan, là dựa theo nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhu cầu đến luyện chế, đối trung kỳ tu sĩ cố nhiên cũng có thể tăng tiến vào công lực, nhưng hiệu quả lại muốn kém quá nhiều. Tiêu Phàm sớm đã vì chính mình cái khác luyện chế mới phối phương, Vu Linh Đan, dùng linh dược dược tính càng mạnh, dược linh càng dài. Bình này, Vu Linh Đan, dùng để trao đổi Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng, không có gì thích hợp bằng. Vị đạo hữu này không phải là vị luyện đan tông sư. Cái này vài miếng Kim Giao Vương vảy rồng, lão phu có chút tác dụng, lại không biết vị đạo hữu này có thể hay không cho chút thể diện, không cùng lão phu tranh chấp. Không cùng cá ba làm ra quyết định. Hạc lão quái liền mở miệng nói ra, nghe cái này ý trong lời nói, tựa hồ là cùng Tiêu Phàm thương lượng, ngữ khí lại là âm lạnh lùng, mang theo rõ ràng ý uy hiếp. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý chút nào nói, chỉ sợ muốn làm Hạc đạo hữu thất vọng, cái này Kim Giao Vương vảy rồng, đối với tại hạ cũng rất trọng yếu. Hắc hắc, đạo hữu tựa hồ là đường xa mà đến. Lại không biết là muốn ra biển hay là tại cái này Bắc Minh chi địa ở lâu, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào? Không dối gạt đạo hữu nói, tại cái này Bắc Minh chi địa, lão phu coi như có mấy phần hư danh, lúc cần thiết, có thể giúp được một điểm chuyện nhỏ. Hạc lão quái ngữ khí càng thêm âm lãnh, trong giọng nói ý uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Một chút nguyên bản cũng muốn ra giá tu sĩ thấy thế, nhao nhao thức thời ngậm miệng lại, không còn đến lội vũng nước đục này. Hạc lão quái tại Bắc Minh chi địa âm hiểm độc ác, thế nhưng là có tiếng, bản thân lại là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tu vi kỳ cao, bình thường nguyên anh tu sĩ. Ai cũng không dám đắc tội hắn, nhìn thấy người này, có bao xa liền trốn xa hơn, tuyệt sẽ không chủ động đi trêu chọc. Thỉnh thoảng nghe tới có nơi khác đến tu sĩ, không rõ nội tình, lung tung đắc tội Hạc lão quái, cuối cùng đều không giải thích được biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù ai cũng không có chứng cứ, nhưng đa số bản địa tu sĩ đều tâm lý nắm chắc, nhất định là Hạc lão quái đầu đuôi. Người này lòng chật hẹp, thủ đoạn âm độc vô so. Tiêu Phàm song mi có chút nhăn lại. Nói, Hạc đạo hữu, cái này chỉ sợ không phù hợp giao dịch hội quy củ. Rộng Long liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói thật ra, Rộng Long cũng rất không chào đón Hạc lão quái, chỉ là vô duyên vô cớ, không muốn cùng hắn kết oán. Bây giờ Tiêu Phàm trực tiếp nói tới giao dịch hội quy củ, Rộng Long tự nhiên phải có cái minh xác tỏ thái độ. Tại hắn chủ trì giao dịch hội bên trên, Hạc lão quái công nhiên uy hiếp ngoại lai tu sĩ, rất thế nhưng là hắn Rộng Long mặt mũi. Hừ hừ, tốt, tốt. Tính lão phu không thức thời, mặt nóng dán tại mông lạnh bên trên, hắc hắc. Chấm ngoặc kép, Hạc lão quái giận tím mặt, lạnh như băng khẽ nói. Cá ba, người cần phải cầm chắc chủ ý. Mắt thấy Tiêu Phàm không ăn hắn kia một bộ, Hạc lão quái lập tức đem cái này miệng cơn giận đều trút lên cá ba trên đầu. Cá ba lấy làm kinh hãi, nguyên vốn đã động tâm hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, bận bịu sắp nắp bình ngọc tắc lại, hai tay ôm quyền, hướng hai bên chắp tay, nói. Mời Hạc tiền bối cùng vị đạo hữu này tha thứ, tại hạ hay là ý nghĩ kia, cái này Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng, tại hạ muốn đổi một kiện pháp bảo cực phẩm. Mặc kệ là như thế nào pháp bảo cực phẩm đều được. Kỳ thật chiếu cá ba ý nghĩ trong lòng, nếu như Tiêu Phàm còn có thể lại thêm một bình, Vu Linh Đan, vậy hắn liền định đem cái này Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng đổi cho Tiêu Phàm, nhưng Hạc lão quái kẹp ở trong đó, lại làm hắn cực kỳ kiêng kỵ, cuối cùng không thể không cắn chặt hàm răng, cự tuyệt giao dịch này. Trong lòng lại 10 điểm không bỏ. Dạng này tinh thuần cực phẩm đan dược, đó là thật có thể ngộ nhưng không thể cầu a.
chỉ tiếc, hắn thực tế là không dám đắc tội Hạc lão quái. Cái này nếu là đáp ứng Tiêu Phàm, vạn nhất ngoại lai này tu sĩ cũng là có lai lịch lớn, Hạc lão quái không thể chịu được người khác, lại đem một ngụm oán khí đều vung trên đầu hắn, đó cũng là vô cùng có khả năng. Tội gì đến ư, trong lúc nhất thời, giao dịch hội trường trở nên phi thường yên tĩnh, lại không ai lên tiếng. Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng tuy tốt, pháp bảo cực phẩm lại càng thêm hiếm thấy. Chương 1172, Bảy Tiên Tiểu Hoàn Đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ đầu đến cuối lại không có người mở miệng cùng cá ba giao dịch. Pháp bảo cực phẩm thực tế quá ít, khả năng không lớn lấy ra làm trao đổi. Cá ba trên mặt vẻ thất vọng cũng càng ngày càng đậm. Cá ba, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ. Ngươi giao dịch thời gian lập tức liền muốn đến. Hạc lão quái rét căm căm nhắc nhở nói. Lại trao đổi không đi ra, cái này Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng liền muốn nện trong tay. Ngươi dưới mắt tại giao dịch hội trận, có rồng long, bảo bọc, không ai có thể đưa ngươi thế nào. Một khi đi ra cái này băng tuyết đại điện, vậy coi như không giống. Đến lúc đó có người tìm tới cửa, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Cái này tìm tới cửa người, kia cũng không cần phải khách khí, dĩ nhiên chính là Hạc lão quái. Cá ba nuốt ngụm nước miếng, cầu viện như nhìn rồng long một chút. Rồng long cười ha ha một tiếng, nói điểm này, cũng không cực khổ Hạc đạo hữu hao tâm tổn trí. Cá đạo hữu đã sớm cùng rồng nào đó đạt thành hiệp nghị, nếu như tại giao dịch này sẽ lên không thể đem này bản mệnh vảy rồng đổi đi. Này bản mệnh vảy rồng liền giao cho rồng nào đó đảm bảo, muốn lấy pháp bảo cực phẩm đổi cái này vảy rồng đạo hữu, chỉ có thể cùng rồng nào đó giao dịch. Liền xem như cá đạo hữu bản nhân. Cũng không có quyền lại đem này bản mệnh vảy rồng thu hồi đi. Cái hiệp nghị này kỳ hạn, là 20 năm. Hạc lão quái nháy mắt biến phải sắc mặt tái xanh, trùng điệp hừ một tiếng, lại không mở miệng. Không hề nghi ngờ, cá ba đây là cho mình lưu chuẩn bị ở sau. Hắn biết rõ, cái này Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng đã tại giao dịch hội bên trên lộ mặt, mặc kệ cuối cùng có thể hay không giao dịch ra ngoài, cũng không thể lại lưu ở trong tay chính mình, nếu không liền là muốn chết. Hạc lão quái dạng này hung bạo bá đạo ra hỏa tìm tới cửa, người dám không cho. Đến lúc đó đừng bảo là pháp bảo cực phẩm, liền xem như phỏng chế pháp bảo cực phẩm long ngâm kiếm cùng kia 1 triệu linh thạch. Đều thành kính hoa thủy nguyệt, giao đến rộng long trên tay, hắn là người làm ăn. Phải để ý cái tín dự, cũng không dùng làm sao lo lắng. Cá đạo hữu, thời gian nhanh đến, xem ra là thật không người nào nguyện ý dùng pháp bảo cực phẩm đến trao đổi cái này 4 chiếc vảy rồng. Hay là đem đồ vật giao đến lão phu trên tay đi. Lão phu sẽ tận lực dựa theo đạo hữu yêu cầu, đem cái này mấy chiếc vảy rồng sớm ngày đổi đi. Lại chờ giây lát, rồng long liền là mở miệng nói ra. Tham gia giao dịch hội khách quý nhiều như thế, lưu cho mỗi người giao dịch thời gian đều là có hạn. Cá ba trên trán che kín mồ hôi mịn, ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhìn ra được, hắn là thật không cam tâm. Rồng long sắc mặt chìm xuống dưới, đã hắn đều mở miệng. Con cá này ba lại vẫn luôn đang trì hoãn, tự nhiên khiến trong lòng của hắn không vui. Mắt thấy rộng long sắc mặt đã biến, cá ba không dám tiếp tục kéo dài, ống tay áo lắc một cái, liền muốn đem mấy cái hộp ngọc đều thu sắp nổi tới. Cá đạo hữu chậm đã, 340 số 6 trong dạp, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, lập tức bóng người lóe lên, mọi người hoa mắt thời khắc, Tiêu Phàm đã đứng tại cá ba bên người. Một trận kinh, tiếng vang lên, tốt tuấn thuấn di thần thông. Vị đạo hữu này, thế nhưng là nguyện ý dùng pháp bảo cực phẩm cùng tại hạ trao đổi. Cá ba thấy thế, lại là vui mừng quá đỗi, lập tức dừng lại động tác, khẩn cấp hỏi. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ước ao, mắt thấy đại kiếp sắp tới, trên thân ngay cả một kiện pháp bảo cực phẩm đều không có, lại như thế nào tại giao diện đại chiến khủng bố giết chóc bên trong cầu sống sót. Tiêu Phàm cười cười, nói, pháp bảo cực phẩm tại hạ ngược lại là có một kiện, bất quá là tại hạ bản mệnh pháp bảo. Khả năng không lớn lấy ra cùng đạo hữu trao đổi. Cá ba trận lúc thất vọng, há to miệng, ăn một chút nói kia, đạo hữu lại là ý gì? Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm không để ý đến hắn nữa, cổ tay khẽ đảo, móc ra một cái chữ màu đỏ bình ngọc nho nhỏ, nhờ trong tay, ánh mắt bốn phía quét qua, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, chậm chậm nói, bảy tiên tiểu hoàn đan một viên, đổi pháp bảo cực phẩm một kiện, nhưng có đạo hữu nguyện ý trao đổi. Cái gì, đây không có khả năng. Lời vừa nói ra, cả cái giao dịch sẽ lập tức giống sôi trào đồng dạng, lập tức sôi trào lên, vô số tiếng kinh hô, nghi vấn âm thanh liên tiếp. Bảy tiên tiểu hoàn đan, thật sự là lớn tên lừng lẫy, chính là tu chân giới hiếm thấy thánh dược chữa thương. Vị đạo hữu này, người cái này bảy tiên tiểu hoàn đan, thế nhưng là nghe đồn rằng, cửu chuyển đại hoàn đan giảm vị tiên đan,
danh xưng có thể tái tạo lại toàn thân thánh dược chữa thương. La hét ầm ĩ thật lâu, Kính đạo hữu hét lớn một tiếng, đem tất cả tiếng nghị luận đều ép xuống, lúc này mới hướng về phía Tiêu Phàm hỏi. Cửu chuyển đại hoàn đan, là nghe đồn rằng chân chính tiên đan, nghe nói loại này tiên đan, quả thật có khởi tử hồi sinh kỳ hiệu, bất kỳ người nào mặc kệ chết bao lâu, chỉ cần khung xương vẫn còn, không có phá thành mảnh nhỏ, dùng cái này cửu chuyển đại hoàn đan về sau, lập tức liền có thể sống sót, tái sinh máu thịt, đầu thai làm người. Đây chính là cái gọi là, mọc lại thịt từ xương. Tiêu Phàm mặc dù chưa từng thấy tận mắt cửu chuyển đại hoàn đan, lại tin tưởng vững chắc loại này tiên đan là thật tồn tại. Bởi vì, Nam Cực Y Kinh, bên trên ghi lại rõ ràng, bảy tiên tiểu hoàn đan chính là cửu chuyển đại hoàn đan giảm vị tiên đan. Đối chiếu cửu chuyển đại hoàn đan đan phương, giảm bớt mấy vị dược vật, đồng thời đem chủ dược dược linh cũng giảm bớt mấy ngàn năm thậm chí trên 10.000 năm nhiều. Mà cửu chuyển đại hoàn đan chủ dược, yêu cầu dược linh vô một không tại 100.000 năm phía trên. Tại Tiêu Phàm linh dược vườn bên trong, còn tìm không thấy dạng này dược linh xa xưa linh dược. Liền không biết linh dược vườn thứ ba vào bên trong, phải chăng có dược linh 100.000 năm trở lên linh dược. Cứ việc Tiêu Phàm đã có nguyên anh trung kỳ tu vi, nguyên thần xuất khiếu về sau, cũng như trước vẫn là tiến vào không được Nam Cực Tiên Ông linh dược vườn thứ ba tiến vào. Có lẽ, muốn chờ hắn đặt chân ngộ linh kỳ về sau, mới có cơ hội tiến vào linh dược vườn thứ ba tiến vào, tìm tòi hư thực. Thân là Kim Châu thành một đời y thánh, khởi tử hồi sinh pháp môn, Tiêu Phàm đúng là có, tỉ như, hóa huyết trúc linh sao sao, chính là khiến Bính lão tiên sinh cùng Đinh Sán đều nhìn mà than thở thần hồ kỳ kỹ. Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, cùng chân chính cửu chuyển đại hoàn đan tương đối mà nói, hóa huyết trúc linh sao sao, thực tế quá mức phức tạp, quả thực liền cùng ngoài vòng giáo hóa man di phương pháp nguyên thủy đồng dạng, tốn thời gian phí sức, còn có thật nhiều hạn chế. Bởi vì, hóa huyết trúc linh sao sao, chỉ có thể tái tạo nhục thân, cứu không được chân chính người chết. Nguyên thần tán, coi như đem nhục thân cứu sống, đó cũng là cái xác không hồn, không có ý nghĩa gì. Chiếu Nam Cực Y Kinh ghi chép, cửu chuyển đại hoàn đan là có thể hoàn chỉnh phục sinh một người, đây là trên trời dưới đất khác nhau. Bảy tiên tiểu hoàn đan nếu là giảm vị linh đan, hiệu quả tự nhiên kém xa tít tắp cửu chuyển đại hoàn đan, nhưng cũng là khó gặp thánh dược chữa thương, trên nguyên tắc. Chỉ cần không có tại chỗ bỏ mình, còn có một hơi tại, dùng cái này bảy tiên tiểu hoàn đan, liền có thể nhặt về một cái mạng. Giống Vũ Văn Chu Nhi tử Vũ Văn Nghiễm, Liệp Vương, Phạm Minh, đều là bởi vì chúng độc quá sâu, tổn thương nguyên bản thân thể, Tiêu Phàm mới không thể không dùng hóa huyết trúc linh sao sao vì bọn họ tái tạo nhục thân. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đơn thuần binh khí tổn thương, không có chúng độc, tự nhiên không cần đến như thế phiền phức, một viên bảy tiên tiểu hoàn đan liền đầy đủ. Tự nhiên, cái này bảy tiên tiểu hoàn đan cũng không phải nói luyện thành có thể luyện ra, dù coi như Tiêu Phàm có Nam Cực Tiên Ông linh dược vườn, lại tại Kim Châu thành dạng này linh dược nơi tập kết hàng, nhiều năm như vậy, cũng bất quá luyện ra mấy khỏa mà thôi, thực tế là yêu cầu linh dược quá chân quý, rất nhiều dược vật, không phải cỏ mộc thuộc tính, Nam Cực Tiên Ông linh dược vườn cũng tải bồi không ra, chỉ có thể tìm vận may. Lúc này, nếu như không phải Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng đối tăng lên vảy rồng giáp uy lực có không có thể thay thế tác dụng, Tiêu Phàm thật đúng là không nguyện ý dùng bảy tiên tiểu hoàn đan đi trao đổi. Cần biết cái này bảy tiên tiểu hoàn đan, ngay cả thiên diệu tiên tử đều chỉ từ Tiêu Phàm nơi đó đạt được một viên, thiếp thân mà giấu, chỉ có tại thời điểm nguy cấp mới sử dụng. Dạng này tiên đan, cho tới bây giờ liền không người lấy ra trao đổi qua, ai không phải làm bảo bối đồng dạng thu ở trong tay chính mình. Tiêu Phàm hướng Kính đạo hữu chỗ bao xương liền ôm quyền, mỉm cười nói, Kính đạo hữu, chân chính có thể tái tạo lại toàn thân tiên đan. Tại chúng ta cái này giao diện, là không có, chỉ ít tại hạ chưa từng thấy qua. Cái này bảy tiên tiểu hoàn đan, là nghiêm ngặt y theo cổ phương luyện chế, quả thật là chữa thương linh dược, mặc kệ thụ thương đa trọng, chỉ cần không có tại chỗ vẫn lạc, còn có một hơi tại, cái này bảy tiên tiểu hoàn đan liền có hiệu quả. Điểm này, tại hạ tuyệt đối có thể cam đoan. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Lần này, nói chuyện lại là Hạc đạo hữu, ngữ khí càng thêm thâm trầm. Tiêu Phàm cười cười. Nhìn đều không hướng hắn chỗ bao xương nhìn lên một cái, chỉ từ tốn nói, Hạc đạo hữu nếu không tin, cũng có thể không cùng tại hạ giao dịch chính là, tại hạ tuyệt sẽ không có ý kiến gì. Đồ vật tốt xấu, cũng nên mình nghiệm chứng, người khác cho ngươi lại nhiều cam đoan có làm được cái gì. Một câu liền đem Hạc lão quái nén trở về, không lưu mảy may thể diện. Nhìn ra được, vị này ngoại lai tu sĩ, là thật không thèm để ý Hạc lão quái vị này hậu kỳ đại tu sĩ uy hiếp. Hẳn là người này thâm tàng bất lộ. Cũng là một tên hậu kỳ đại tu sĩ cải trang giả dạng. Tốt,
kính nào đó liền tận mắt nghiệm một chút cái này tiên đan chất lượng. Cùng Hạc lão quái khác biệt, cùng là hậu kỳ đại tu sĩ kính đạo hữu lại cực kỳ sảng khoái, vừa dứt lời, một đạo bóng người cao lớn, liền đến Tiêu Phàm trước mặt, cả ba dọa đến kìm lòng không đặng về sau ngay cả lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Đây là phản ứng tự nhiên, đối mặt một tên có thể tùy tiện trọng thương mình hậu kỳ đại tu sĩ, bất kỳ cái gì một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong lòng đều sẽ khẩn trương. Cho dù là tại giao dịch hội trận, cũng giống như vậy. Tiêu Phàm lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Kính đạo hữu cũng không cùng Tiêu Phàm khách khí, khẽ vươn tay, liền từ Tiêu Phàm trong tay lấy đi cái kia chữ màu đỏ bình ngọc nho nhỏ, mở ra nắp bình, một đoàn hồng quang phóng lên tận trời, một cỗ xa so vừa rồi, vụ linh đan, còn muốn nồng nặc nhiều mùi thuốc, lập tức tràn ngập ra, ngay cả cách xa nhất bao xương, bên trong tu sĩ đều có thể thật sâu cảm nhận được cái này tiên đan không giống bình thường mùi thuốc. Kính đạo hữu vội vàng thi triển thần thông, đem đoàn kia hồng quang che phủ lên. Cái gọi là thần dược thông linh, cái này kính đạo hữu là nghe nói qua, cũng đừng làm cho cái này bảy tiên tiểu hoàn đan dược tính nhận ảnh hưởng gì mới tốt. Tiêu Phàm chỉ là mỉm cười nhìn xem, không có bất kỳ cái gì động tác, mặt mũi tràn đầy chấn định. Kính đạo hữu gắt gao tiếp cận trước mắt một viên đậu nành lớn nhỏ màu đỏ đan dược nhìn ra ngoài một hồi, lại hít một hơi thật sâu, khép hờ hai mắt, tinh tế phân rõ nửa chén trà nhỏ quang cảnh, mới chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy say mê vẻ vui mừng, liên tục gật đầu. Không sai không sai, đây đúng là bảy tiên tiểu hoàn đan, mà lại là tối thượng phẩm, không phải đại tông sư tiêu chuẩn, quả quyết luyện không ra. Chương 1173, lăn. Kính đạo hữu cũng là sảng khoái, tay trái một mực cầm chữ màu đỏ bình ngọc, tay phải ống tay áo lắc một cái, đen sáng lóng lánh, một cỗ kinh khủng linh áp đập vào mặt. Nguyên vốn đã đến gần cá ba không chịu được sắc mặt đại biến, lại liên tục không ngừng hướng lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một mặt khiên tròn, mặt này tấm thuẫn toàn thân trình màu xám sắt, ước chừng ba thước lớn nhỏ, tấm thuẫn mặt ngoài điêu khắc cực kỳ cổ phác hoa văn, lộ ra tương đương cổ xưa, bụi bẩn, không chút nào thu hút. Nhưng từ đó lộ ra linh áp, lại cường đại vô so, rõ ràng tỏ rõ lấy, đây là một kiện pháp bảo cực phẩm. Kính đạo hữu hai mắt híp lại, tiếp cận không trung khiên tròn, trong mắt lộ ra không bỏ chi ý, thở dài nói, ai nha, vốn định đem thứ này lưu cho Tôn Nhi dùng phòng thân, thật có chút không nỡ a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm không có từ mặt này trên tấm chắn cảm ứng được kính đạo hữu quá mạnh khí tức, bởi vậy có thể thấy được, đó cũng không phải kính đạo hữu thường xuyên pháp bảo sử dụng, như cùng hắn lời nói, vốn là vì vãn bối chuẩn bị lễ vật, hiện tại nhưng lại không thể không lấy ra trao đổi cái này mai bảy tiên tiểu hoàn đan. Dù sao tại có khả năng khởi động lại giao diện đại chiến bên trong, bảy tiên tiểu hoàn đan dạng này thánh dược chữa thương, là chân chính bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Dù coi như kính người nào đó là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, uy chấn một phương, cũng không có hoàn toàn chắc chắn bảo đảm mình tại giao diện đại chiến bên trong có thể toàn thân trở ra. Mặc kệ là loại nào đại chiến, bảo mệnh linh đan luôn luôn quý giá nhất, càng nhiều càng tốt. Tiêu Phàm nếu không phải tự thân tinh thông y đạo, đồng thời có được Nam Cực Tiên Ông linh dược vườn nghịch thiên như vậy bảo vật, có thể đại lượng cung ứng mấy ngàn năm dược linh linh quả linh dược, cũng chưa chắc liền bỏ được cầm một viên bảy tiên tiểu hoàn đan đến đổi kim giao vương bản mệnh vảy rồng. Đạo hữu nhìn xem, mặt này tấm thuẫn, có thể hay không trao đổi ngươi tiểu hoàn đan. Kính đạo hữu cũng là cực người quyết đoán, chỉ thoảng qua cảm khái một chút, liền là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Tiêu Phàm, hỏi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói cái này liền muốn nhìn cá đạo hữu hài lòng hay không. Cá đạo hữu, hay là ngươi tự mình đến kiểm hàng, Tiêu Mỗ liền tránh khỏi động thủ. Cá ba sớm đã mắt lộ vẻ mừng rỡ, hướng kính đạo hữu cùng Tiêu Phàm khẽ khom người, lúc này mới đi lên phía trước, nhấc tay đem kia tấm thuẫn chiêu đến trong tay mình, cẩn thận xem, miệng bên trong lại khách khí nói, nếu là kính tiền bối tự mình lấy ra bảo vật, vậy khẳng định là thượng đẳng pháp bảo cực phẩm. Còn có thể là giả a. Chấm ngoặc kép, kính đạo hữu cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin. Không sai, đây đúng là pháp bảo cực phẩm, tại hạ phi thường hài lòng. Đạo hữu thật muốn đem cái này pháp bảo cực phẩm, trao đổi tại hạ kim giao vương vảy rồng a. Xem thật lâu, cá ba rốt cục ngẩng đầu lên, mừng rỡ nói. Tiêu Phàm cười cười, nói chỉ cần cá đạo hữu tán thành liền tốt. Chúng ta cái này liền trao đổi, cá ba không nói hai lời. Liền đem kia bốn cái hộp ngọc giao đến Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, bốn cái hộp ngọc đồng loạt mở ra, mỗi cái trong hộp ngọc đều kim quang lóa mắt. Lộ ra cực kỳ cường đại linh áp,
chính là Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng, đồng thời đều là từ còn sống trưởng thành Kim Giao Vương trên thân lấy xuống. Không thể giả được, có cái này bốn mảnh Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng, hảo hảo luyện chế một phen. Đủ để cho vảy rồng giáp uy lực càng bên trên một bậc thang. Một chút nhất thượng đẳng pháp bảo cực phẩm, trải qua nhiều năm bồi dưỡng rèn luyện về sau. Đủ để cùng phòng chế thông huyền uy lực của linh bảo tương đương, thậm chí còn có thể tiến một bước hướng thông huyền linh bảo tiến hóa. Mặc dù rất khó thật tiến hóa thành thông huyền linh bảo chính phẩm, nhưng cũng có thể có thông huyền linh bảo một ít uy năng. Mà giống Tiêu Phàm dạng này, không ngừng hướng bảo vật bên trong dung nhập cấp bậc cao hơn vật liệu, chỉ cần hắn cảnh giới của mình có thể một đường tăng lên, một ngày kia, vảy rồng giáp cùng vảy rồng kiếm trận thật tiến hóa thành thông huyền linh bảo chính phẩm, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tốt, quả nhiên đều là Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng. Tiêu Phàm ánh mắt khẽ quét mà qua, liền đem bốn cái hộp ngọc đều một lần nữa đắp lên, ống tay áo lắp một cái, không trung hào quang chớp động, bốn cái hộp ngọc biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kính đạo hữu cười ha ha, dưới chân độn quang cùng một chỗ, một câu cũng không nhiều nói, quay người về bọc của mình toa. Tiêu Phàm hướng cá ba hơi liền ôm quyền, cũng không nói chuyện, lóe lên về 340 số 6 bao xương. Không hổ là Kim Châu Thành y thánh, quả thật tài đại khí thô. Vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu chính là, hắn vừa về tới bao xương, Thiên Diệu tiên tử thế mà lần đầu tiên trêu chọc hắn một câu. Tiêu Phàm mỉm cười, đang muốn mở miệng biện giải cho mình, lại phát hiện Thiên Diệu tiên tử đã quay đầu lại, nhìn đều không nhìn hắn nữa, mỡ đông trên má ngọc, hiện lên hai bôi đỏ ửng nhàn nhạt. Đây là Tiêu Phàm lần đầu tại Thiên Diệu tiên tử trên mặt nhìn thấy như vậy tiểu nhi nữ thần sắc, không khỏi ngây người, nửa ngày nói không ra lời. Giao dịch hội tiếp tục tiến hành. Chuẩn bị kết thúc thời điểm, còn xuất hiện một tông bảo vật, cũng làm cho Tiêu Phàm rất là tâm động. Bất quá Hỗn Nguyên thượng nhân tự mình tham dự đấu giá, Tiêu Phàm cũng không tốt lại ra tay. Nếu như là Huệ Thiên Hào hoặc là Mang Trưởng Quỹ ra mặt, Tiêu Phàm tất nhiên là không hề cố kỵ, nhất định sẽ tranh đoạt đến cùng. Nhưng Hỗn Nguyên thượng nhân tự nhiên là một ngoại lệ, Tiêu Phàm nhưng không nguyện ý cùng hắn đem quan hệ làm cứng rắn. Trong tương lai tầm bảo hành trình bên trong, Hỗn Nguyên thượng nhân hẳn là có thể tranh thủ đồng minh đối tượng. Dù sao Âu Dương Minh Nguyệt đem Huệ Thiên Hào cùng Mang Thành Long đều kéo vào về sau, Hỗn Nguyên thượng nhân lập tức liền trở nên thế đơn lực cô, tình cảnh chưa hẳn liền so Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử càng tốt hơn. Nếu không phải Thiên Hương Ngọc Lộ thực tế quá mức mê người, lấy Hỗn Nguyên thượng nhân cơ trí, hơn phân nửa sẽ không lẫn vào tiến vào dạng này, tầm bảo đoàn tránh khỏi tối hậu quan đầu, bạch bạch làm mướn không công. Tiêu Phàm cố nhiên là quân tử khiêm tốn, cũng không biểu hiện hắn không hiểu được hợp tung liên hoành quyền mưu cơ biến. Lại là mấy cái canh giờ trôi qua, giao dịch hội cuối cùng kết thúc. Tiêu Phàm chú ý tới, Hạc đạo hữu chỗ bao xương, sớm tại giao dịch hội kết thúc trước đó, liền người đã đi nhà trống. Thiên Diệu tiên tử lạnh nhạt nói, kia họ Hạc khả năng muốn tìm ngươi để gây sự. Ngược lại không chỉ là bởi vì Tiêu Phàm lột mặt mũi của hắn, quan trọng còn tại ở Tiêu Phàm tài phú để lộ ra. Tiểu tử này chẳng những có Kim Giao Vương bản mệnh vảy rồng, còn có bảy tiên tiểu hoàn đan nghịch thiên như vậy tiên đan. Vô luận như thế nào, đều không thể bỏ qua hắn. Tiêu Phàm mỉm cười, nói chính tốt nhìn thành ý của bọn hắn. Thiên Diệu tiên tử liền khẽ gật đầu một cái, không nói thêm lời nào. Có nàng cùng Tiêu Phàm đồng hành, Hạc lão quái mặc dù là hậu kỳ đại tu sĩ, lại có sợ gì ư? Thiên Diệu tiên tử mặc dù không rõ ràng lắm Tiêu Phàm 5 năm này ở giữa tiến cảnh, nhưng đối Tiêu Phàm chiến lực cho tới bây giờ đều là đầy cõi lòng tin. Người này còn tại Nguyên Anh sơ kỳ thời điểm. Liền đã diệt sát qua trung kỳ cao thủ, huống hồ, Thiên Diệu tiên tử rõ ràng từ Tiêu Phàm trên thân cảm nhận được cùng 5 năm trước khác biệt uy áp. Uy thế như vậy là theo cảnh giới tăng lên trên diện rộng. Tự nhiên mà vậy lộ ra đến, mọi người từ băng tuyết đại điện vừa ra tới, liền riêng phần mình điều khiển độn quang. Vội vàng mà đi, tựa hồ nửa khắc đều không nghĩ dừng lại, miễn cho bị người khác nhớ thương. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử vẫn như cũ đem cảnh giới của mình áp chế ở Nguyên Anh sơ kỳ giai đoạn. Điều khiển độn quang không nhanh không chậm hướng khách sạn bên kia bay đi, tựa hồ ép căn bản không hề ý thức được gặp nguy hiểm tại tiếp cận. Hắc hắc, hai vị thật đúng là nhàn nhã a, hẳn là đem cái này xem như du sơn ngoạn thủy không thành. Hư giữa không trung, bỗng nhiên vang lên Hạc lão quái thâm trầm thanh âm, tùy theo một trận gợn nước vặn vẹo. Ba cái bóng người từ trong hư vô hiện thân mà ra, ngăn ở Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử phía trước. Đi đầu một người, thân mặc màu đen áo choàng, tơ vàng thêu một bên, dưới hàm ba túm màu xám râu dài, sắc mặt xanh lét cho, cực gầy, tựa như khô lâu, bao da lấy xương cốt. Một khí thế âm trầm, từ
từ trên người hắn trực thấu ra, làm cho chung quanh nguyên bản liền kỳ hàn vô so không khí, càng thêm phảng phất muốn triệt để đông kết. Người này dĩ nhiên chính là Hạc lão quái. Phía sau hắn thì đi theo hai tên trẻ tuổi thị nữ. Đều đều xinh đẹp như hoa, dáng người ngạo nhân, quần áo mười điểm bại lộ. Đều có kim đan sơ kỳ tu vi. Tiêu đạo hữu, ta thật không biết ngươi là quá ngu xuẩn hay là quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có phát giác được nguy hiểm không? Hạc lão quái nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, miệng bên trong chật chật có âm thanh. Trong mắt thần sắc lại là kinh ngạc lại là hiếu kỳ. Nguy hiểm, tại hạ còn thật không có cảm thấy. Chớ không phải đạo hữu nói liền là chính ngươi a? Đạo hữu cảm thấy, bằng một mình ngươi, liền có thể để chúng ta cảm nhận được cái gì nguy hiểm. Tiêu Phàm cũng không khách khí chút nào nhìn từ trên xuống dưới hắn, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Tốt, rất tốt, quả nhiên ngạo khí cực kỳ. Nói thực ra, ta thích nhất ngạo khí người, dạng này làm mới có ý tứ, nếu là hèn nhát nhuyễn đản, vậy liền không có hương vị. Tiêu đạo hữu nói, ngươi là dự định làm sao hướng ta cầu xin tha thứ. Nếu như ngươi bây giờ liền cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi giao ra kim giao vương bản mệnh vảy rồng, lại giao ra còn lại 7 tiên tiểu hoàn đan, ta liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ai, tuyệt đối đừng nói với ta, ngươi liền viên kia tiểu hoàn đan a. Nếu thật là chỉ có một viên lời nói, kia ngươi chính là đồ đần. Hạc lão quái âm âm nói, trong mắt quang mang lại càng thêm nóng bỏng, phảng phất mãnh thú nhìn thấy làm hắn tâm động nhất con mồi. Tiêu Phàm liền cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Hạc đạo hữu, ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này nói mò. Nếu như ngươi bây giờ lập tức biến mất, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Bằng không mà nói, ta cùng bằng hữu của ta, đều sẽ rất tức giận. Thật sao, vậy liền đem bằng hữu của ngươi đều gọi đến để lão phu kiến thức một chút, nhìn xem ta có thể hay không bị hù chết. Chấm ngoặc kép, Hạc lão quái vừa nói vừa cười lên ha hả. Phía sau hắn hai tên thị nữ cũng đi theo cười khanh khách không thôi, tựa hồ Tiêu Phàm nói sai cái gì rất quan trọng. Cút, ngay vào lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tuy là giọng nữ, lại tràn đầy cao cao tại thượng, không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hạc lão quái tiếng cười im bặt mà dừng, bỗng nhiên mở to hai mắt. Hư giữa không trung, không biết lúc nào lại có bốn người hiện thân mà ra. Bốn cá nhân trên người linh áp đều cực kỳ khủng bố, mảy may không kém hắn, trong đó hai người, càng là thâm bất khả trắc, khí tức xa so hắn càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử khí tức trên thân cũng đang lặng lẽ nổi lên biến hóa, trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khiến người sợ hãi. Hạc lão quái hai mắt, gắt gao chăm chú vào Âu Dương Minh Nguyệt trên thân, dần dần lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Còn mang theo thật sâu e ngại. Rất hiển nhiên, hắn đã đoán được Âu Dương Minh Nguyệt thân phận. Thân là hậu kỳ đại tu sĩ, đối phương vẫn như cũ có thể cho hắn loại này thâm bất khả trắc uy áp, lại là như vậy đẹp nhược thiên tiên, lại vẫn cứ là tóc trắng phơ. Rõ ràng như vậy đặc điểm hội tụ tại trên người một người, Hạc lão quái coi như chưa hề đi qua đại tề nước Hạo Dương Thành, cũng có thể biết mình lần này đắc tội rốt cuộc là ai. Thấy Hạc lão quái ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt, dần dần trở nên lạnh như băng, sắc bén vô so. Cho đến lúc này, Hạc lão quái mới giật nảy mình dùng mình một cái, toàn thân mồ hôi lạnh lập tức bốc lên sắp xuất hiện đến, nháy mắt ướt đẫm trọng y, thanh thảm thảm mặt gầy bên trên, sớm đã chất đầy thiếu dung. Hai tay ôm quyền, sống lưng thật sâu cong xuống dưới, cái mông cao cao quật khởi. Cút, còn không có cùng Hạc lão quái mở miệng nói chuyện, Âu Dương Minh Nguyệt lại lạnh lùng quát lớn một câu, như trước vẫn là một chữ. Lại đem Hạc lão quái miệng đầy lời nịnh nọt đều chắn trở về. Đúng đúng, tại hạ minh bạch, ta lập tức lăn, lập tức liền lăn. Chương 1174, Quỷ đạo tinh hồn. Trở lại khách sạn, Tiêu Phàm lập tức tại mình, động, phủ bày ra nguyên bộ đào. Hoa, huyễn trận, cẩn thận tỉ mỉ. Thiên Diệu tiên tử nhìn xem hắn bận rộn, không rên một tiếng. Lần này xuất hành, Thiên Diệu tiên tử từ đầu đến cuối cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ, song túc song phi, chỉ ít trong mắt người ngoài, hai người bọn họ là vợ chồng một thể. Tại Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt, rất cần thiết làm như vậy. Tiêu Phàm tạm thời vẫn là trung kỳ cảnh giới, Thiên Diệu tiên tử cũng chưa từng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, một nhóm 6 người, lấy hai người bọn họ yếu nhất. Nhất định phải bảo đoàn. Bố trí xong đào, hoa, huyễn trận, Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, một đạo cuồng phong thổi qua, hoàng đường thân thể to lớn hiển lộ mà ra. Hoàng đường đã khôi phục như lúc ban đầu, sớm liền có thể không cần đợi tại linh thú điểm bên trong, nhưng lần này là hoàng đường mình kiên quyết yêu cầu cùng Tiêu Phàm cùng đi. Biết Tiêu Phàm đắc tội Hạo Thiên Tông đại trưởng lão,
còn muốn cùng mấy tên hậu kỳ đại tu sĩ cùng một chỗ tầm bảo, hoàng đường vô luận như thế nào cũng không thể yên tâm. Cứ việc dưới mắt Tiêu Phàm tu vi đã ở trên hắn, hoàng đường vẫn kiên trì nói, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Tiêu Phàm không lay chuyển được, đành phải dẫn hắn cùng một chỗ. Hoàng đường vừa hiện thân, lập tức hét lớn một tiếng, sau lùi lại mấy bước, mắt lom lom tiếp cận cách đó không xa Thiên Diệu tiên tử. Không hề nghi ngờ, Thiên Diệu tiên tử hậu kỳ đại tu sĩ cường đại linh áp đối hoàng đường tạo thành cực lớn đâm kích. Trước đó, hoàng đường còn chưa từng cùng Thiên Diệu tiên tử gặp mặt qua, chỉ nghe Tiêu Phàm nhắc qua nàng. Tiêu Phàm bận bịu tức nói, hoàng tam ca không cần khẩn trương, đây là Thiên Diệu cung chủ, ta và ngươi nói qua. Hoàng đường lập tức giật mình, bận bịu sắp cẩn thận thu vào, chất phác cười một tiếng, hướng Thiên Diệu tiên tử ôm quyền nói, Lâm Lang Sơn hoàng đường, gặp qua Thiên Diệu tiên tử. Tại hạ là kẻ thô lỗ, không biết lễ tiết, mời tiên tử chớ trách. Thiên Diệu tiên tử khẽ khom người, từ tốn nói, ngươi tốt, ta nghe Tiêu Phàm nói qua ngươi. Tại trong mắt người khác, Thiên Diệu tiên tử quá cũng khinh thường, quả thực chính là không coi ai ra gì. Chỉ có Tiêu Phàm rất rõ ràng, Thiên Diệu tiên tử có thể nói lên một câu như vậy, đã rất cho hoàng đường mặt mũi, đoán chừng hơn phân nửa hay là xem ở Tiêu Phàm trên mặt. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói tam ca, chúng ta thời gian quý giá. Nói ngắn gọn, người xem trước một chút cái này. Chấm ngoặc kép, nói, ống tay áo lắp một cái, kia bốn cái chứa kim giao vương vảy rồng, ngọc, hộp bay, bắn, mà ra, tại hoàng đường trước mặt xếp thành một loạt. Đây là, kim loại, tính, giao long vảy rồng. Hoàng đường đầu tiên là giật nảy cả mình. Quan sát tỉ mỉ qua cái này bốn chiếc vảy rồng về sau, không khỏi kinh hỉ, giao thêm. Tiêu Phàm liền cười, không hổ là trời sinh luyện khí tông sư, mặc dù chưa thấy qua kim giao vương bản mệnh vảy rồng, hay là liếc thấy ra. Đúng, đây là trưởng thành kim giao vương bản mệnh vảy rồng, kim loại, tính, thuần linh thể, cũng là động vật biển bên trong cứng rắn nhất lân phiến. Thời thế hiện nay, có thể tại trình độ cứng cáp bên trên vượt qua cái này mấy chiếc vảy rồng đồ vật thật đúng là hiếm thấy cực kỳ. Hoàng đường càng là vừa mừng vừa sợ, hoảng sợ nói, trưởng thành kim giao vương. Đó không phải là trong truyền thuyết thiên long hậu duệ a. Trong biển rộng hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, quá tốt, có cái này bốn mảnh bản mệnh vảy rồng, người bộ kia vảy rồng giáp cùng vảy rồng kiếm trận liền có thể một lần nữa rèn luyện. Hoàng đường lập tức liền biết được Tiêu Phàm đem hắn triệu hoán đi ra chân thực dụng ý. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, lại lắc một cái ống tay áo, vảy rồng giáp nổi lên. Tính tính huyền phù tại giữa không trung, thanh sáng lóng lánh. Linh khí, bức người, coi như không thông qua một lần nữa rèn luyện, cái này vảy rồng giáp cũng là 10 điểm khó được pháp bảo cực phẩm. Lực phòng ngự cực nó cường hãn, hoàng đường hơi trầm xuống, ngâm, liền nói, huynh đệ. Cho ta 3 tháng, ta trả lại ngươi một bộ hoàn toàn mới khôi giáp. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nói, tam ca, chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy. Sao, dễ sẽ đã kết thúc. Âu Dương Minh Nguyệt bọn người đổi được không ít đồ tốt, lại lưu tại cái này bờ biển thành nhỏ, đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ sợ lập tức liền sẽ lên đường chạy tới Huyền Âm, Bắc Cực Cung khống chế địa bàn. Thời gian cấp bách, thực tế là trì hoãn không dậy nổi. Hoàng đường nói, nếu như ngươi cho ta làm giúp đỡ, thời gian có thể rút ngắn một nửa. Tiêu Phàm nhìn Thiên Diệu tiên tử một chút, nói, nếu như chúng ta đều làm cho ngươi giúp đỡ, bao quát Hắc Lân, thậm chí Thanh Huyết Ma Ngẫu cũng coi là... Nhất nhanh cần muốn bao lâu thời gian? Thổ ma ngẫu mặc dù cũng tương đương cùng Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, lại vô chi vô biết, tại luyện khí chuyện như vậy cấp trên, không giúp đỡ được cái gì. Mà biển kiêu khung xương lại không giống, mặc dù chỉ là một bộ khung xương, lại là sống, đã có mình, linh hồn, cùng thổ ma chợt có lấy bản chất khác biệt. Hoàng đường ánh mắt tại Thiên Diệu tiên tử trên mặt đảo qua, cắn răng cẩn thận nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, nửa tháng. Đây là nhanh nhất, không thể lại ít. Nếu không liền có khả năng xảy ra sự cố, nếu thật là luyện hỏng, vậy liền quá đáng tiếc. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, mặc dù thời gian rất gấp bách, nhưng nửa tháng, Âu Dương Minh Nguyệt hẳn là sẽ còn cho hắn cái mặt mũi. Dù sao Tiêu Phàm đã biểu hiện ra hắn tại xem bói phương diện hơn người chi năng. Có bản lĩnh người tổng là có thể có được càng nhiều tôn trọng. Sau 15 ngày, một nhóm 6 người rời đi bờ biển thành nhỏ, hướng Chân Vũ, cửa tổng đàn sở tại địa tiến đến. Kia là Chân Vũ nước thủ đô. Ở nơi đó, có thẳng tới Huyền Âm, nước truyền tống trận. Mặc dù trên đường đi tận khả năng sử dụng truyền tống trận, đuổi tới Huyền Âm, nước bờ biển thành nhỏ Cáp Suy Thành thời điểm, cũng đã là 2 tháng về sau. Nam Châu Đại Lục thực tế quá mức rộng lớn, nhất là cực bắc chi địa, hoang vắng.
Dù là một nhóm 6 người đều tốc độ bay kinh người, hoa, đang đi đường bên trên thời gian hay là không ít. Cáp suy thành quy mô, so chân vũ nước tòa kia bờ biển thành nhỏ hơi lớn chút. Tiêu Phàm vừa bước lên cáp suy thành, lập tức liền cảm giác tòa thành trì này bầu không khí cùng chân vũ nước tòa kia bờ biển thành nhỏ bầu không khí rất là khác biệt. Cáp suy thành không khí ngột ngạt được nhiều, một đường nhìn thấy, phần lớn là ma đạo tu sĩ, trong đó còn có không ít quỷ đạo tu sĩ, âm âm u tĩnh mịch, để người gặp một lần phía dưới liền rất không thoải mái. Bọn hắn mấy cái này tu luyện chính đạo công pháp ngoại lai tu sĩ, tại chân vũ nước thời điểm không có chút nào làm người khác chú ý, tại huyền âm, nước lại 10 điểm chói mắt. Cũng may một nhóm 6 tên nguyên anh tu sĩ, chân chính dám nghĩ cách người vẫn là rất ít, chỉ là những nơi đi qua, lại có người không đoàn tương tin tức này hướng riêng phần mình tông, cửa, bẩm báo. 6 tên tu luyện chính đạo công pháp nguyên anh tu sĩ, vội vã hướng Bắc Minh biển cả tiến đến, tổng hẳn là có nguyên nhân gì a? Nếu như huyền, âm, nước người biết, một chuyến này 6 người có 5 tên hậu kỳ đại tu sĩ, trong đó thậm chí còn bao quát Âu Dương Minh Nguyệt, chỉ sợ sẽ gây nên cả nước chấn động. Huyền, âm, Bắc Cực Cung mặc dù cũng danh liệt ma đạo thập đại tông, cửa, nhưng mọi người cũng công nhận, huyền, âm, giáo xếp hạng tương đối dựa vào sau, tại thập đại ma đạo tông, cửa, bên trong, thế lực tương đối yếu kém. Bất quá huyền, âm, giáo mạnh yếu mảy may cũng không để tại Âu Dương Minh Nguyệt cùng trong mắt người, bọn hắn lần này vốn cũng không phải là hướng về phía huyền, âm, Bắc Cực Cung đến. Nhưng mà, bọn hắn đến Cáp Suy Thành về sau, nhưng lại không thể không cùng huyền, âm, Bắc Cực Cung đánh, giao, nói. Nguyên nhân rất đơn giản, huyền âm, Bắc Cực Cung tại Cáp Suy Thành trực tiếp thiết một cái phân đà, cắt cử một vị hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn, quản lý cả tòa thành trì. Trước đó, bọn hắn đều chưa từng tự mình đến qua Cáp Suy Thành, tất cả có quan hệ Cáp Suy Thành tin tức, đều là, nghe nói. Bất quá có một chút có thể khẳng định, chỉ tại 30 năm trước, huyền âm, Bắc Cực Cung còn chưa từng tại Cáp Suy Thành thiết lập phân đà, đồng thời cắt cử một tên hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn. Làm ma đạo thập đại tông, cửa, bên trong xếp hạng tương đối dựa vào sau giáo phái, huyền âm, Bắc Cực Cung nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng không có Hạo Thiên Tông nhiều như vậy. Bình thường đến nói, đại tu sĩ đều sẽ tỏa chấn tổng đàn, làm sao lại chạy đến như thế chỗ thật xa đến chấn thủ. Mặc dù nói, khống chế Cáp Suy Thành dạng này động vật biển thợ săn thành trì, có thể thu hoạch được cực kỳ khách quan lợi nhuận, nhưng cũng không phải để một tên đại tu sĩ lao sư viễn trình quá cứng lý do. Lấy huyền, âm, giáo tại cực bắc chi địa thực lực, bọn hắn chỉ cần phải ở chỗ này cắt cử mấy tên trung kỳ sơ kỳ nguyên anh tu sĩ cũng liền đầy đủ. Dù coi như là cái khác đại tu sĩ, cũng phải cấp huyền, âm, Bắc Cực Cung một bộ mặt. Phải biết trong đó nguyên do, ngược lại cũng không phải quá khó. Huệ Thiên Hào tự thân xuất mã, rất nhanh liền có hồi âm. Huệ, cửa, chủ phương pháp 10 điểm đơn giản thô bạo, bắt lấy một tên lạc đàn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, gọn gàng dứt khoát, lộ ra mình đại tu sĩ khủng bố tu vi, tiếp xuống vô luận hắn hỏi cái gì, vị kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không dám có nửa điểm chần chờ, một mạch tất cả đều nói cho hắn. Tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nói, huyền âm, Bắc Cực Cung rất sớm trước kia, ngay tại Cáp Suy Thành thiết phân đà, quản lý cả tòa thành trì. Bất quá động vật biển thợ săn phần lớn cường hãn, tính cách kiệt ngạo bất tuần, bình thường cũng không nguyện ý phục tùng quản thúc, trong đó không ít đều có nguyên anh trung kỳ trở lên tu vi, huyền âm, Bắc Cực Cung phân đà thủ lĩnh, cũng không dám quá mức cường thế, ngữ khí nói là quản lý thành trì, còn không bằng nói là cân đối. Thẳng đến 10 năm trước, Vui đại trưởng lão mới tự mình đuổi tới Cáp Suy Thành tọa trấn. Khi đó, chính là nghe đồn rằng Bắc Minh biển cả chỗ sâu thượng cổ cấm xuất hiện không gian dị thường, sóng, động thời điểm. Mặt ngoài nhìn, Vui đại trưởng lão là vì kia thượng cổ cấm địa không gian dị thường, sóng, động đậy đến tọa trấn, nhưng không lâu sau đó, mọi người liền phát hiện, kỳ thật không phải có chuyện như vậy. Vui đại trưởng lão mục đích tới nơi này rất đơn giản, hắn là hướng về phía động vật biển, tinh, hồn đến. Động vật biển nội đan, tinh, máu, lân phiến, gân cốt cùng các loại tài liệu đều rất đáng tiền, nhưng động vật biển, tinh, hồn, lại ít có người hỏi thăm. Thẳng đến Vui đại trưởng lão xuất hiện, vị này Vui đại trưởng lão thu thập nhiều như vậy cao giai động vật biển, tinh, hồn làm cái gì? Nghe Huệ Thiên Hào tự thuật, hỗn, nguyên thượng nhân tựa hồ có chút không hiểu, hỏi. Cái này ta cũng hỏi qua, người kia nói, rất có thể Vui đại trưởng lão là muốn tu luyện một, cửa, quỷ đạo bí thuật. Lúc này mới muốn dùng đến đại lượng động vật biển, tinh, hồn. Nhạc đạo hữu mở giá cả không thấp, cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn xác thực thu tập được không ít cao giai động vật biển, tinh, hồn. Thậm chí có động vật biển thợ săn vì ham nhạc đạo hữu mở ra mức thưởng,
không tiếc một thâm nhập hơn nữa đến Bắc Minh biển cả chỗ sâu, bắt giết càng nhiều cao giai động vật biển. Huệ Thiên Hào nói, lời giải thích này ngược lại là rất hợp lý. Huyền, âm, giáo chủ tu công pháp, vốn là khuynh hướng cùng quỷ đạo, Nhạc Ninh thân là huyền, âm, Bắc Cực cung đại trưởng lão, tu luyện lớn uy lực quỷ đạo bí thuật, đương nhiên. Chỉ là ở một cái chính là 10 năm, chẳng lẽ còn chưa từng thu tập được đủ nhiều động vật biển, tinh, hồn. Đến cùng tu luyện cái gì quỷ đạo bí thuật, cần cái này rất nhiều cao giai động vật biển, tinh, hồn. Đi tìm Nhạc Ninh, Âu Dương Minh Nguyệt quyết định luôn luôn đơn giản như vậy trực tiếp. Chương 1175, Huyền Âm Giáo Đại Trưởng Lão. Đối với người khác xem ra, Huyền Âm Giáo tại Cáp Suy Thành Phân Đà, đã có một tên hậu kỳ đại tu sĩ tự mình tọa chấn, cái gọi là phòng hộ biện pháp, cũng chính là làm dáng một chút thôi, chẳng lẽ còn có người dám xông vào không thành. Bất quá Nhạc Ninh cho tới bây giờ không cho là như vậy. Thân là Huyền Âm Bắc Cực cung đại trưởng lão, Nhạc Ninh là có tiếng cẩn thận. Tu chân giới tàng long ngọa hổ, người tài ba xuất hiện lớp lớp, dù coi như là hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chưa chắc liền có thể phớt lờ. Từ Nam Châu đại lục các nơi chạy tới nơi này đến đi săn động vật biển tu sĩ cấp cao, đếm không hết. Đã từng thậm chí có hai tên hậu kỳ đại tu sĩ cùng nhau ra hải bổ săn yêu thú tiền lệ, Nhạc Ninh nào dám khinh thường. Bởi vậy Huyền Âm Sơn Trang đề phòng xâm nghiêm, ngày bình thường chỉ cần có người tới gần, lập tức liền sẽ gặp phải cường đại pháp trận công kích. Có bố trí như vậy kín đáo pháp trận, vui trưởng lão mới có thể an tâm tu luyện. Huyền Âm Sơn Trang phòng hộ đại trận, là từng tầng bố trí, càng đi bên trong, pháp trận chi lực càng mạnh. Mà tất cả pháp trận ở trung tâm, chính sử Vu Nhạc Thà tu luyện mật thất ngay phía trên. Chỗ kia mật thất, là toàn bộ Huyền Âm Sơn Trang lực phòng hộ mạnh nhất chỗ. Đồng thời cũng đối tu luyện mật thất đưa đến chân áp tác dụng. Nhiều năm trước tới nay, Nhạc Ninh tự mình ngồi trấn hải bên cạnh thành nhỏ, trắng trợn thu thập cao giai động vật biển tinh hồn, chính là vì muốn tu luyện một loại bí thuật. Loại bí thuật này có thể nói là Huyền Âm Bắc Cực cung uy lực truyền thừa cường đại nhất, lại không phải chính tông nhất truyền thừa, mà là nhiều năm trước từ một vị giáo chủ một mình sáng tạo. Theo lý thuyết, nếu là giáo chủ một mình sáng tạo công phu, như vậy nhất định là Huyền Âm Bắc Cực cung chính tông truyền thừa. Nhưng mấy trăm năm qua, trừ sáng tạo công pháp này vị giáo chủ kia luyện thành qua bên ngoài, liền không còn có cái khác Huyền Âm giáo đệ tử luyện thành qua, sau đó liền một mực đem gác xó, không người hỏi thăm. Thẳng đến Nhạc Ninh quyết định lần nữa nếm thử. Nói đến, Nhạc Ninh cũng là bất đắc dĩ. Hắn biết tình hình của mình, nếu là tuần tự dần tiến vào. Như vậy cả cuộc đời này đều không có chút nào cơ hội tiến giai ngộ linh kỳ, muốn nâng cao một bước, đạp lên chân chính vĩnh sinh đại đạo, chỉ có thể mở ra lối riêng. Trước thay mặt giáo chủ một mình sáng tạo bộ công pháp này, cố nhiên tàn nhẫn bá đạo, nhưng mà nếu như tu luyện có thành tựu, lại không nhỏ hy vọng đột phá bình cảnh, lần nữa tiến giai. Thời khắc này mật thất dưới đất, âm phong trận trận, quỷ ảnh lay động, một mảnh quỷ khóc sói gào. Một tên áo đen lão giả khoanh chân ngồi tại mật thất chính giữa, hai tay bấm quyết, mí mắt khép hờ. Miệng lẩm bẩm, trên trán thấm ra từng ly từng tí mồ hôi. Không thể nghi ngờ. Tên này áo đen lão giả chính là Huyền Âm giáo đại trưởng lão Nhạc Ninh. Không biết tại sao, gần đây khoảng thời gian này, luyện hóa những này động vật biển tinh hồn. Đã càng ngày càng khó, kém xa ngay từ đầu lúc dễ dàng như vậy, chẳng những luyện hóa tinh hồn lúc cực kỳ phí sức, mà lại càng thêm tâm thần có chút không tập trung. Thậm chí ngay cả trước kia luyện hóa những cái kia tinh hồn, tựa hồ cũng cho tàn lại cháy. Ngo ngoe muốn động, đang lúc Nhạc Ninh đau khổ kiên trì thời điểm, mật thất đại môn, lại từ từ mở ra. Ai, cái này giật mình coi là thật không thể coi thường, Nhạc Ninh nhảy lên một cái. Thân thể cấp tốc hướng mật thất một bên bay đi, tay phải vừa nhấc, một trường đánh ra, lập tức cuồng phong gào thét, uy thế cực kỳ kinh người. Không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tiện tay một kích, cũng có to lớn uy danh. Nhưng kế tiếp phát sinh hết thảy, lại làm cho Nhạc Ninh càng thêm giật mình. Chỉ nghe phích lịch một tiếng, Nhạc Ninh trước mắt kim quang chớp loạn, như là một vòng kim sắc mặt trời. Ở trong mật thất từ từ bay lên, nháy mắt liền đem cái này trong mật thất âm phong quỷ ảnh đều quét sạch sành xanh, Nhạc Ninh tiện tay đánh ra kiểu uy thế kinh người một trường, càng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất đụng phải trời sinh khắc tinh. Trong lúc nhất thời, Nhạc Ninh trong đầu loạn cả một đoàn, không biết cái này biến cố là thế nào phát sinh. Theo lý, tuyệt không nên có sinh người vô thanh vô tức bỗng nhiên đi tới hắn tu luyện mật thất, tầng tầng bố trí phòng hộ pháp trận coi như không ngăn cản nổi, cũng sớm nên phát ra cảnh báo. Để Nhạc Ninh có đầy đủ thời gian lại ứng đối tức sắp đến nguy hiểm. Như bây giờ không hiểu thấu liền bị người giết đến tận cửa, lại là chuyện gì xảy ra? Mà lại, mặc dù chỉ giao tay khẽ vẫy,
Nhạc Ninh Tâm đã hoàn toàn chìm xuống dưới. Đối thủ thực tế quá mạnh, nhất quán tâm cao khí ngạo vui đại trưởng lão, cũng không nhịn được vì đó khí tự, cố nén không có ra chiêu thứ hai. Điện quang màu vàng dần dần tán đi, Nhạc Ninh rốt cục nhìn thấy, đứng tại cửa mật thất tóc trắng nữ tử, diễm như đào lý, trắng như sương tuyết. Tốt một vị tuyệt thế giai nhân, Âu Dương đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này, Nhạc Ninh cố nhiên mới mở miệng liền kêu lên Âu Dương Minh Nguyệt danh tự, lại mặt mũi tràn đầy không dám tin kinh ngạc thần sắc. Nhiều năm trước kia, Nhạc Ninh chưa tiến giai đại tu sĩ thời điểm, từng cùng Âu Dương Minh Nguyệt từng có gặp mặt một lần, đối vị này công tham gia tạo hóa nhưng lại diễm tuyệt thiên hạ Hạo Thiên Tông đại trưởng lão ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Chỉ bất quá khi đó, thân phận của song phương địa vị cách biệt quá xa, Nhạc Ninh tại Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt kính cẩn cẩn thận, ngay cả một câu lời cũng không dám nói. Tại vô số tu sĩ trong mắt, Âu Dương Minh Nguyệt là một cái truyền kỳ, vĩnh viễn cao cao tại thượng, khó mà suy nghĩ. Hiện nay, vị này, Cửu Thiên Tiên Nữ, Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, bỗng nhiên ra hiện tại hắn luyện công mật thất cổng, thực tế để Nhạc Ninh trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có lẽ là bởi vì Âu Dương Minh Nguyệt xuất hiện để Nhạc Ninh quá mức giật mình, thậm chí ngay cả đứng tại bên người nàng Hỗn Nguyên Thượng Nhân cùng Huệ Thiên Hào hai vị này hậu kỳ đại tu sĩ, đều trực tiếp thành không khí, bị Nhạc Ninh hoàn toàn không nhìn. Nhạc đạo hữu, Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt lên tiếng chào, đối với mình bỗng nhiên phá hủy người ta luyện công mật thất đại môn, không có chút nào áy náy chi ý. Bất quá để Nhạc Ninh âm thầm thở phào một cái chính là, Âu Dương Minh Nguyệt tựa hồ cũng không phải chuyên đến giết mình, nếu không nơi nào sẽ cho hắn cơ hội thở dốc. Nhạc đạo hữu, mạo muội, tại hạ Nhạc Tây Hỗn Nguyên tử. Hỗn Nguyên thượng nhân hai tay ôm quyền, ngậm cười nói. Hạo Nhật môn Huệ Thiên Hào, gặp qua Nhạc đạo hữu. Huệ Thiên Hào cũng ôm quyền hướng Nhạc Ninh chắp tay. Cho đến lúc này, Nhạc Ninh mới rốt cục chú ý tới hai vị này hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại, không khỏi hít một hơi thật dài khí lạnh, trong lòng ngược lại an định lại. Đối phương bày ra đội hình như vậy, ngược lại để hắn lại không có ý kiến gì. Lấy một đối ba, đừng bảo là khẳng định đánh không lại, chỉ sợ ngay cả chạy đều chạy không thoát. Đã như vậy, còn không bằng chấn định chút, nhìn một chút đối phương đến cùng là loại nào ý đồ đến. Nhạc Ninh gặp qua Âu Dương đại trưởng lão, gặp qua Hỗn Nguyên thượng nhân, gặp qua Huệ môn chủ. Ba vị đạo hữu đại giá quang lâm cái này cực bắc vắng vẻ chi địa, thực tế không tưởng được. Nhạc mỗ không có từ xa tiếp đón, mong rằng ba vị đạo hữu thứ tội. Nhạc Ninh ôm quyền thở dài, khách khí nói. Như đặt vào ngày thường, vô luận là Hỗn Nguyên thượng nhân hay là Huệ Thiên Hào, độc thân đều đủ để Nhạc Ninh treo lên 12 phân tinh thần tới tiếp đãi. Bây giờ có Âu Dương Minh Nguyệt tại, hai vị này uy chấn một phương đại tu sĩ, mờ mờ ảo ảo biến thành tùy tùng tùy tùng. Cũng đủ ủy khuất, lại không biết ba vị đạo hữu đường xa mà đến, có gì muốn làm. Nhưng có Nhạc mẫu hiệu lực chỗ, Nhạc Ninh hữu tâm muốn giảng vài câu khách khí, cái này trong mật thất, lại ngay cả cái bàn trà đều không có, ngồi đều không chỗ ngồi, dứt khoát đem những này khách sáo đều miễn, gọn gàng dứt khoát hỏi, nhưng trong lòng cũng không khỏi có mấy phân hiếu kỳ. Hạo Thiên Tông cùng Huyền Âm giáo phân thuộc chính ma hai đại trận doanh, mặc dù không có cái gì không thể giải thù hận, ngày bình thường nhưng cũng không có chút nào vãng lai, Âu Dương Minh Nguyệt lấy đại trưởng lão chi tôn, bỗng nhiên vinh dự đón tiếp Huyền Âm Bắc Cực cung địa bàn, thật không biết phát sinh loại nào đại sự. Chẳng lẽ là Bắc Minh biển cả chỗ sâu thượng cổ cấm địa dị thường không gian ba động mà đến? Bất quá Nhạc Ninh lập tức phủ định mình cái này tưởng tượng. Nếu thật là vì Bắc Minh biển cả chỗ sâu thượng cổ cấm địa mà đến, Âu Dương Minh Nguyệt cũng có thể quang minh chính đại đến thăm Huyền Âm Bắc Cực cung tổng đàn, không cần thiết nghìn dặm xa xôi chạy đến bên này tùy thành nhỏ, đến cùng mình, nói đùa. Tu vi của mình cố nhiên không bằng Âu Dương Minh Nguyệt thâm hậu, dù sao cũng là hậu kỳ đại tu sĩ bên trong một viên, hay là Huyền Âm Bắc Cực cung đại trưởng lão, thân phận địa vị đều tôn sùng, như không phải bất đắc dĩ, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không cần không phải đắc tội chính mình. Huệ Thiên Hào nhìn Âu Dương Minh Nguyệt một chút, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Huệ Thiên Hào liền là hướng Nhạc Ninh vừa chắp tay, nói, không dối gạt Nhạc đạo hữu, ta cùng 6 người, muốn đi Hắc Huyên chi địa, mời Nhạc đạo hữu giúp một chút. Hắc Huyên chi địa, Nhạc Ninh sắc mặt, nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng hung lệ chi sắc. Huệ môn chủ cái này là ý gì? Ta Huyền Âm giáo cùng Hắc Huyên chi địa, thế nhưng là cũng vô lui tới. Chấm ngoặc kép, một lời chưa tất, Nhạc Ninh liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn tại Âu Dương Minh Nguyệt. Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Huệ Thiên Hào trên mặt đồng thời đọc được trào phúng cùng khinh thường chi ý. Huệ Thiên Hào chậm rãi nói, Nhạc đạo hữu, đã chúng ta tìm đến nơi này, chuyện này,
liền nhất định phải phiền phức Nhạc đạo hữu giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta cũng biết, Trần Vũ nước bên kia, Hạc Huyền tiếp dẫn chỗ đã triệt để phế bỏ. Nhưng Huyền Âm giáo bên này, lại vẫn tồn tại. Nơi này là Huyền Âm nước địa bàn, Nhạc đạo hữu hẳn là có thể giúp được chúng ta chuyện này a. Không đợi Nhạc Ninh mở miệng, Huệ Thiên Hào lại không chậm không nhanh bổ sung vài câu, nếu như Huệ nào đó không có nhớ lầm, Nhạc đạo hữu cũng không phải là Huyền Âm Bắc Cực cung xuất thân, mà là nửa đường gia nhập Huyền Âm giáo. Tại gia nhập Huyền Âm giáo trước đó, Nhạc đạo hữu thế nhưng là cực bắc chi địa danh nhân. Nhạc Ninh một gương mặt lập tức trở nên xanh xám. Huệ Thiên Hào lời nói này, lại là trực tiếp đâm trúng nỗi đau của hắn. Huyền Âm Bắc Cực cung cố nhiên hữu đạo thống của mình, nhưng toàn bộ Huyền Âm giáo lại không phải một môn một phái truyền thừa, mà là quảng nạp tứ hải hào kiệt chi sĩ. Vì như thế, Huyền Âm giáo mới có thể đưa thân ma đạo 10 đại tông môn hàng ngũ, thật giống như Bách Hùng bang đồng dạng, mấy vị nguyên anh tu sĩ đều đến từ khác biệt tông môn. Nhưng Nhạc Ninh tại gia nhập Huyền Âm giáo trước đó, xác thực từng là cực bắc chi địa đại danh đỉnh đỉnh ma đạo kiêu hùng, nghe đồn rằng, hắn cùng Hắc Huyên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Âu Dương Minh Nguyệt nguyên bản không có ý định đắc tội Huyền Âm giáo, bất kể nói thế nào, cũng tại ma đạo 10 đại tông môn bên trong chiếm cứ lấy một chỗ cắm rồi tại, này mới khiến Huệ Thiên Hào cùng mang Thành Long đi trước chân vũ nước. Nếu như có thể từ động vật biển thợ săn chỗ đạt được Hắc Huyên chi địa cửa vào chuẩn xác địa điểm, kia là không còn gì tốt hơn. Ai ngờ tại chân vũ nước không thu hoạch được gì, lúc này mới chạy đến Huyền Âm giáo địa bàn đi lên. Đã nghe đồn rằng, cùng Hắc Huyên có quan hệ mật thiết Nhạc Ninh ngay tại Cáp Suy Thành, kia liền không có gì để nói nhiều, trực tiếp tìm tới hắn là được. Nhạc đạo hữu, chúng ta thời gian rất gấp bách, nhất định phải nhanh tiến vào Hắc Huyên, người an bài một chút đi. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, âm điệu bình tĩnh, ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt, không có chút nào lượn vòng chỗ trống, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1175.